cuốc đống, cuộc sống có phải vừa thực tế vừa tàn khốc như vậy hay không? Khiến cho những thứ tốt đẹp mà chúng ta tưởng như nắm chắc lại biến thành những bông hoa không thể nắm được. Trên mặt Trình Nhược Lâm thoáng hiện vẻ thê lương. Triệu Quốc Đống thoáng ngẩn người rồi lắc đầu một cách kiên định. Hiện thực đúng là rất tàn khốc nhưng mấu chốt nằm ở chỗ em làm thế nào để nhận thức và theo đuổi. Nếu như cứ gặp khó khăn và nguy hiểm mà em lại buông bỏ thì đương nhiên sẽ khiến em thấy tuyệt vọng, nhưng chỉ cần em đủ dũng cảm để khám phá và thực hiện thì anh nghĩ trời sẽ không phụ người cần cù, thế giới này luôn khiến cho người ta thấy hy vọng mà đúng không? Bị lời nói vừa kiên quyết vừa khẳng định của Triệu Quốc Đống đề tỉnh, vẻ mặt của Triệu Quốc Đống vừa nghiêm túc mà lại trịnh trọng, giống như là đang tuyên thệ một lời hứa hẹn nào đó. Điều này làm cho Trình Nhược Lâm cảm thấy lồng ngực ấm áp, rồi tỏa đi khắp cơ thể, cô cảm thấy trong người như có một dòng điện đang lan khắp bốn phía, nó khiến cho cô hận không thể nhào vào lòng Triệu Quốc Đống mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Triệu Quốc Đống tựa như ngửi được mùi thơm ngào ngạt tràn ngập trong không khí, đây là mùi đặc biệt khi phụ nữ động tình. Trình Nhược Lâm kiều diễm như hoa, đôi má núm đồng tiền ửng hồng, đôi mắt mơ màng đầy tình ý cộng thêm mùi hương từ son phấn, quần áo càng tôn vẻ xinh đẹp cao quý của cô lên. Tối nay nhé, có được hay không? Triệu Quốc Đống khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ nhẹ đôi má núm đồng tiền của Trình Nhược Lâm. Trình Nhược Lâm tới đây là để xem xét tình hình tiến độ bộ phim do công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Niết Bàn khởi quay. Đây là bộ phim lấy chủ đề phản ánh cuộc chiến buôn bán ma túy, chủ yếu quay ở Nội Mông Cổ và Thượng Hải. Bên Thượng Hải thì về cơ bản đã quay xong, còn bên Điền Nam này thì cũng vừa mới bắt đầu quay, dự kiến đoàn làm phim sẽ ở Côn Châu, Đức Hồng cùng với Thương Sơn, Lý Giang, khoảng 2-3 tháng, điều này làm cho Triệu Quốc Đống mừng không kể xiết. Mặc dù Trình Nhược Lâm không có khả năng ở lại Côn Châu lâu dài nhưng chắc chắn trong 2-3 tháng này thì cơ hội sẽ rất nhiều, biết rõ đối phương đến Côn Châu cũng sẽ mang đến cho mình một ít nguy hiểm nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không kìm nén được nỗi vui sướng của mình. Cái tư vị chăn đơn gối chiếc này tuy gian nan nhưng khó chịu hơn cả chính là ở bên cạnh mình không có ai để thổ lộ những phiền toái và cảm tưởng từ công việc, cuộc sống, mà với sự có mặt của Trình Nhược Lâm thì ít nhất mình cũng có thể tìm được một con đường để tuyên tiết. Andy, theo mình thì ở đây tác giả chơi chữ vì từ tuyên tiết, vừa có nghĩa là thổ lộ vừa có nghĩa là tháo nước. Thực ra có thể dùng từ xả, nhưng hơi thô nên mình để nguyên. Quyển 17, chương 50. Đầu tháng 7. Kỳ họp thứ hai Hội nghị Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Sông Mekong được cử hành long trọng ở Côn Châu với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ 6 nước, Thủ tướng Văn Quốc Cơ lên phát biểu với chủ đề chính tăng cường quan hệ đối tác cùng tạo sự thịnh vượng chung. Thủ tướng hai nước Myanmar và Lào đã đi thăm và khảo sát mấy nơi ở Điền Nam như Côn Châu, trọng điểm khảo sát là khu khai phát kinh tế kỹ thuật Côn Châu cùng mấy xí nghiệp lớn như Động lực Điền Nội, Công ty Máy Công cụ Côn Châu, Công ty Đồng Điền Nam, Tập đoàn Xích Hà. Phó Bí thư tỉnh ủy Điền Nam là Trương Bảo Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tống Quốc Lương cùng đi toàn hành trình. Cùng lúc đó, sau khi kết thúc hội nghị, Thủ tướng Văn Quốc Cơ cũng tiến hành khảo sát Điền Nam, điểm dừng chân đầu tiên chính là thị xã Tam Giang. Lúc cùng với đoàn người Thái Chính Dương, Đào Hòa Khiêm tháp tùng Thủ tướng Văn Quốc Cơ lên xe thì Triệu Quốc Đống biết Thủ tướng nhận ra mình. Chẳng qua lần gặp gần đây nhất cũng đã cách mấy năm rồi. Ít nhất thì từ sau khi mình rời khỏi bộ năng lượng thì về cơ bản là không có cơ hội gặp lại Thủ tướng Văn. Truy ngược dòng mà nói thì lúc đó Văn Quốc Cơ vẫn còn đang đảm nhiệm làm Phó Thủ tướng, mình là Cục trưởng Cục Quy hoạch Tổng hợp Bộ Năng lượng, trong một lần tham gia cuộc họp phối hợp phát triển giữa Bộ Thủy lợi và Bộ Năng lượng thì có thấy mặt nhưng lại ở khá xa, và cũng không tới phiên mình được báo cáo với Thủ tướng Văn. Không gian trong chiếc Cicada không nhỏ, cùng đi khảo sát với Thủ tướng Văn Quốc Cơ còn có Tổng Thư ký Quốc vụ Viện Trương Thánh Hoa. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Nhà nước Tằng Quyền Quân, Bộ trưởng Bộ Đường sắt Lý Hữu Từ, Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kính Đông Lai, Phó Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Hồ Lỗi cùng nhiều lãnh đạo cao cấp các bộ, ủy. Tiểu Triệu, công tác ở Điền Nam thế nào hả? Thủ tướng Văn Quốc Cơ lên tiếng lập tức khiến mọi người dồn sự chú ý vào Triệu Quốc Đống đang ngồi phía cuối chiếc Cicada. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng gồm ba người là Triệu Quốc Đống, Dương Bưu và Thương Vô Bệnh. Trước khi lên xe Triệu Quốc Đống cũng chỉ bắt tay với Thủ tướng một cái, Thủ tướng cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không ngờ sau khi lên xe Thủ tướng lại đặc biệt hỏi riêng mình. Cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm, tôi công tác ở Điền Nam rất tốt, Bí thư Chính Dương và Chủ tịch Hòa Khiêm cùng các vị đồng liêu đã trợ giúp cho tôi rất nhiều, làm cho tôi thích ứng với công tác ở Điền Nam rất nhanh. Triệu Quốc Đống vội vàng đứng dậy đáp. Ngồi xuống, đang ở trên xe thì khách khí như vậy làm gì? Chúng ta cũng coi như là người quen cũ rồi mà.
Lần đầu tiên gặp mặt là ở chỗ nào nhỉ? Có phải trong trận lũ lụt ở Vũ Lăng không nhỉ? Thoáng cái đã hơn 7 năm rồi, thời gian cậu ở lại bộ năng lượng cũng không lâu đúng không? Thủ tướng Văn Quốc Cơ tựa như cảm khái vì thời gian trôi nhanh, vẻ mặt như đang hồi tưởng lại ký ức. Đông Lai, tôi còn nhớ rõ lần đến bộ năng lượng điều tra nghiên cứu, chiến lược an ninh năng lượng quốc gia do bộ năng lượng đề xuất được bắt nguồn từ ý tưởng lúc Triệu Quốc Đống còn làm cục trưởng viết ra đúng không nhỉ? Ủy viên trưởng Kiến Bang và tôi đã thảo luận nghiên cứu về vấn đề này mấy lần trên hội nghị Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Trung ương cảm thấy việc quyết đoán đa nguyên hóa cung ứng nguồn năng lượng, từ đó tạo nhiều con đường đảm bảo an ninh năng lượng mang tầm nhìn tương lai, cần phải kiên trì đẩy mạnh không ngừng. Chính Dương, một loạt chính sách đó được anh đưa ra lúc làm bộ trưởng đúng không? Triệu Quốc Đống gật đầu, Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kính Đông Lai cùng Thái Chính Dương đều cùng thưa đúng. Trung Quốc là một nước lớn, việc bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia chúng ta cần phải có nhiều con đường ổn định hơn để đảm bảo. Myanmar là một con đường năng lượng quan trọng phía Nam mà nước ta phải duy trì. Myanmar là một nước láng giềng chiến lược trọng yếu của nước ta, cũng là đối tác hợp tác chiến lược của chúng ta. Đường sắt Điền Miến và đường cao tốc Điền Miến cùng với đường ống dẫn dầu Điền Miến sắp được khởi công sẽ kéo quan hệ kinh tế chính trị giữa hai nước mật thiết hơn nữa. Khi ba công trình mang tính chiến lược này được xây dựng xong thì chiến lược an ninh năng lượng của nước ta sẽ được cải thiện rất lớn. Cộng thêm việc chúng ta phát triển về phía Tây với Trung Á và Trung Đông thông qua việc xây dựng con đường năng lượng với Pakistan và Trung Á sẽ khiến cho vấn đề an ninh năng lượng của nước ta có đủ khả năng và trình độ, tránh khỏi bị những quốc gia không thân thiện khống chế. Thủ tướng Văn Quốc Cơ dường như nói rất hăng hái, giọng điệu cũng trở nên khá khích lệ. Cho nên tôi hy vọng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của ba đại công trình này, phải đứng ở tầm quốc gia để nhìn nhận và xử lý vấn đề này. Nhất là hai vị Chính Dương và Hòa Khiêm, cả hai phải nhớ kỹ một điều rằng các vị là ủy viên Trung ương, không thể nhìn giới hạn ở Điền Nam này, đồng thời các vị cũng phải nhớ đem bàn cờ Điền Nam dung nhập với bàn cờ cả nước đó. Hai người Thái Chính Dương và Đào Hòa Khiêm đều liên tục gật đầu vâng dạ, Thái Chính Dương lại tỏ vẻ cam kết sẽ phục vụ toàn cục, phục tùng đại cục, cam đoan sẽ xây dựng tốt mấy công trình trọng điểm này. Được rồi, Chính Dương, Hòa Khiêm, hai người cũng đừng ngậm khổ ra vẻ tươi cười. Tôi biết tình hình Điền Nam, dân tộc địa phương, lại ở biên cương, hơn nữa tình hình địa lý địa chất cũng khá đặc thù. Gần đây tranh luận về việc khai thác thủy lợi Nộ Giang cũng rất kịch liệt hả, không biết có quan hệ gì với việc tôi đến Điền Nam khảo sát lần này hay không? Thánh Hoa, Quyền Quân, Hồ Lỗi, mấy vị đều có quyền phát ngôn về vấn đề này, thấy nên xử lý chuyện này thế nào? Mạch suy nghĩ của Văn Quốc Cơ rất mẫn tiệp, hơn nữa phản ứng rất nhanh, một người mới hơn 60, tư duy vẫn rõ ràng. Chỉ nhớ lại rất tốt, anh muốn giả vờ giả vịt lừa dối trước mắt hắn thì thật không dễ. Trương Thánh Hoa thấy thủ tướng điểm danh đến mình nên không thể thoái thác được và nói quan điểm của mình ra, đó là đánh giá tổng hợp, giảm bớt áp lực bảo vệ môi trường sinh thái tối đa, chỉ tới khi nào không tạo thành ảnh hưởng mang tính thực chất đến đặc điểm sinh học của địa phương thì lúc đó mới có thể cân nhắc khai thác tài nguyên thủy lợi Nộ Giang. Tăng Quyền Quân thì tương đối bảo thủ một chút. Rõ ràng là áp lực từ giới bảo vệ môi trường cũng mang đến cho một chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia như hắn rất nhiều phiền toái. Khai thác tài nguyên thủy lợi Nộ Giang chính là quy hoạch do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đề xuất, trong đó có Bộ Năng lượng trợ giúp, nhưng bây giờ nhân sĩ bảo vệ môi trường hò hét và kêu gọi khiến cho không chỉ Nộ Giang ở Điền Nam mà thậm chí khiến việc khai thác ở những địa phương giàu tài nguyên thủy điện cũng rơi vào tình trạng đình trệ. Không chỉ có bọn họ chịu áp lực rất lớn mà phản ứng của địa phương cũng rất mãnh liệt. Đây là điều quá rõ ràng nhưng làm như thế nào để giải quyết nan đề mâu thuẫn này thì hiện giờ vẫn chưa có biện pháp nào tốt cả. Ông có lý của ông, bà nói lý của bà, tranh luận về học thuật thì chẳng ai có thể áp đảo ai cả, hơn nữa còn dễ tăng lên thành trách nhiệm đạo đức, như vậy sẽ làm tăng khó khăn trong việc xử trí vấn đề này. Hồ Lỗi thì lại nói từ góc độ bộ năng lượng, trước mắt việc khai thác tài nguyên thủy điện đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch. Nó có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ tiết kiệm năng lượng trên cả nước. Mà việc khai thác tài nguyên thủy điện Nỗ Giang có vai trò to lớn có thể kéo thị xã Tam Giang phát triển kinh tế và dân chúng thoát nghèo làm giàu. Vấn đề này cần phải đánh giá, suy xét tổng hợp. Dọc đường đi tới Tam Giang, trên xe tràn ngập bầu không khí thảo luận khá kịch liệt, Thủ tướng Văn Quốc Cơ dường như rất thích thông qua trao đổi trực tiếp đối mặt như vậy để hiểu rõ ý nghĩ chân thực của mọi người. Bất kể là lãnh đạo các bộ, ủy hay là lãnh đạo Điền Nam thì đều bị Thủ tướng Văn Quốc Cơ điểm danh phát biểu ý kiến của riêng mình. Lúc này Triệu Quốc Đống thì lại tỏ ra thận trọng, chỉ lắng nghe lời phát biểu của các lãnh đạo này,
còn bản thân mình vẫn giữ trầm mặc. Hắn cảm giác đây là một vấn đề chính trị phức tạp, không phải đơn giản dựa vào khoa học là có thể thuyết phục được ai cả. Chẳng ai có thể dự liệu được một khi chính thức áp dụng khai thác thì liệu có xuất hiện vấn đề mới mà không ai ngờ tới hay không, nhưng có nên vì lý do này mà vứt bỏ việc khai thác nộ giang hay không, như thế này có tính là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không? Vấn đề này cần phải đánh giá tổng hợp, đặc biệt là thái độ nhân tâm cả nước cũng phải xếp vào trong những nhân tố cần cân nhắc đến. Đi tới con đường tỉnh lộ Tam Giang quanh co uốn lượn, sườn núi khúc khuỷu, chuyển hướng liên tiếp, dù trải qua tu sửa nhiều lần khiến tình trạng đường khá tốt nhưng mọi người ngồi trên xe vẫn có phần kinh hãi, run sợ, nhưng Thủ tướng Văn Quốc Cơ thì lại vẫn thần sắc ổn trọng, một mực xem tình trạng địa chất, địa lý và tài nguyên sinh học ven đường. Vẻ mặt của Thủ tướng Văn Quốc Cơ cũng đã ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người trên xe, bọn họ hiếm khi được thấy những cáp treo vắt ngang qua những dòng sông. Đây là công cụ giao thông mà người dân tộc sinh hoạt trên núi sử dụng trăm ngàn năm qua, cho tới ngày nay vẫn có hàng chục vạn quần chúng các tộc sinh sống trên những dãy núi mênh mông với điều kiện tự nhiên cực kỳ ác liệt mà lại khép kín như này. Bọn họ vẫn tiếp diễn cuộc sinh tồn từ cha ông, nhưng bọn họ cũng khát vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Chiếc xe đột nhiên dừng lại tại đoạn đường qua một ngôi làng nhỏ bên sườn núi, đường nơi này hiểm trở dị thường, vách núi hai bên cao ngàn trượng, chiều rộng con đường này chỉ vừa đủ hai chiếc xe lách qua. May là tại chỗ cua có một khoảng đất chìa rộng ra nên xe hơi mới có thể miễn cưỡng dừng lại được. Từ nơi này leo lên trên khoảng 200 mét là có thể tới một làng nhỏ có khoảng 5, 6 hộ gia đình. Thủ tướng Văn Quốc Cơ đột nhiên yêu cầu dừng lại và xuống xe làm cho tất cả mọi người trên xe giật nảy mình. Nơi này mặc dù không được gọi là hiểm ác nhưng hai bên là núi rừng rậm rạp. Cộng thêm trận mưa mấy ngày hôm trước rửa trôi bùn lầy làm lộ ra những khối đá nham nhở. Nếu chẳng may có khối nào rơi xuống thì sẽ có khả năng tạo thành thương vong. Trương Thánh Hoa và Thái Chính Dương cũng cực kỳ khẩn trương, muốn khuyên Thủ tướng Văn Quốc Cơ không nên xuống xe, do trước chuyến đi không ngờ Thủ tướng yêu cầu dừng xe nửa đường nên nơi này không có chuẩn bị gì trước cả. Giờ đột nhiên Thủ tướng yêu cầu xuống xe nên khiến áp lực về bảo vệ an toàn và chuẩn bị bị đẩy lên cao độ. Chẳng qua chuyện mà Thủ tướng Văn Quốc Cơ đã quyết định thì người khác không có khả năng khuyên can, cảnh vệ đã nhanh chóng tỏa ra phía trước xem tình hình, bởi vì đoạn đường này quá gập ghềnh nên đoàn người của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Tam Giang đang chờ nghênh đón tại đoạn đường tốt hơn ở phía trước. Sự thay đổi bất thình lình cũng khiến cho bên Điền Nam không kịp ứng phó, vội vàng thông báo cho bên Tam Giang chạy tới đây. Quyển 17, chương 51. Thái Chánh Dương và Đào Hòa Khiêm đều không ngờ Thủ tướng Văn Quốc Cơ đột nhiên lại muốn thay đổi con đường khảo sát, bỏ qua mấy điểm đã xác định mà muốn tìm hiểu tình hình cuộc sống dân chúng địa phương. Đây đúng là điều mà tỉnh ủy, Ủy ban Điền Nam không kịp ứng phó. Văn Quốc Cơ không phải lần đầu làm như vậy nhưng ai ngờ được ở nơi đường xá khó đi như thế này mà Thủ tướng Văn Quốc Cơ lại thay đổi. Việc Quốc vụ viện chọn Tam Giang làm điểm khảo sát thì tỉnh ủy, Ủy ban Điền Nam cũng có ý kiến khác nhau. Đường khó đi, khoảng cách quá xa đã không thích hợp để khảo sát. Hơn nữa việc tranh chấp khai thác dòng nộ giang rất dễ khiến Tam Giang thành điểm nóng. Dù Thủ tướng có thái độ gì thì tỉnh ủy, Ủy ban Điền Nam cũng sẽ gặp áp lực rất lớn. Nhưng văn phòng Quốc vụ viện chọn Tam Giang nên tỉnh ủy, Ủy ban Điền Nam chỉ có thể phục tùng. Bây giờ lại xảy ra chuyện này càng làm Thái Chánh Dương, Đào Hòa Khiêm thêm buồn bực. Để Thủ tướng đến nhà một hộ nông dân không có chuẩn bị, muốn tìm hiểu cuộc sống dân chúng địa phương, nghe qua thì không có gì, từ góc độ nào đó thậm chí càng có thể khiến Thủ tướng tiếp xúc thực tế. Nhưng đối với đảng ủy, chính quyền địa phương mà nói thì cũng có thể lộ ra một ít vấn đề trong công việc của mình. Ý thức dân chủ của người dân càng lúc càng được đề cao, cũng hiểu nhiều hơn về tin tức bên ngoài xóm qua các loại phương tiện truyền xóm, sẽ chờ đợi cao hơn đối với cuộc sống tương lai, cũng sẽ yêu cầu càng cao hơn đối với đảng ủy, chính quyền. Có lẽ người dân sẽ lộ ra những sơ sót trong công việc của đảng ủy chính quyền. Đây chính là sự mạo hiểm về chính trị, không ai muốn như vậy. Mặc dù bọn họ cũng hy vọng Thủ tướng có thể hiểu rõ tình hình nhưng bọn họ hy vọng chính là trong phạm vi mình có thể khống chế. Như vậy sẽ tránh khỏi lộ ra mấy vấn đề không cần thiết. Ở đây là khu vực thung lũng cạnh sông nên Thủ tướng đi cũng dễ hơn. Thị xã Tam Giang có khí hậu đặc thù và phức tạp, một núi có bốn mùa, cách vài chục cây là khác ngay, những lời này vừa khách quan vừa miêu tả chính xác khí hậu ở đây. Từ đây đi lên trên chính là khu vực rừng nguyên thủ khá ẩm ướt. Dù là Thái Chánh Dương hay Đào Hòa Khiêm đều nhận thấy ánh mắt của Thủ tướng Văn Quốc Cơ đang dừng lại ở các ruộng nương bị mưa to bào òn. Cây lúa mọc hỗn loạn trên sườn núi, mà rừng xung quanh như co lại rất nhiều. Hiển nhiên đây là do quá trình đốt nương làm rẫy gây ra.
vẻ mặt Thái Chánh Dương, Đào Hòa Khiêm trở nên mất tự nhiên hơn nhiều. Thủ tướng Văn Quốc Cơ mặc dù không nói gì nhưng chỉ nhìn qua một nơi là đoán được nơi khác. Mấy huyện của thị xã Tam Giang về cơ bản đều có tình huống này, dân cư sống rải rác, việc cải thiện cuộc sống quần chúng nhân dân là rất khó khăn. Làm như thế nào tìm được con đường sống, phát triển thích hợp cho bọn họ cũng là vấn đề khó khăn mà đảng ủy, chính quyền cần suy nghĩ. Con đường núi hơn 200 mét là con đường khó khăn nhất là Thái Chánh Dương, Đào Hòa Khiêm từng đi. Nhìn Văn Quốc Cơ từng bước đi trên con đường núi gập ghềnh, nhân viên cảnh vệ theo sát phía sau. Một ông lão 60 tuổi đi ở đường như thế này chẳng may trượt chân thì té gãy tay chân cũng không phải không có khả năng. Thủ tướng còn từ chối nhân viên công tác đỡ mà tự mình thong thả bước đi. Triệu Quốc Đống có chút bội phục thủ tướng. Đối với hắn mà nói đường này mặc dù hơi mờ trở nhưng hắn còn trẻ nên đi không khó khăn. Càng chủ yếu chính là trong lần đến khảo sát Tam Giang, không biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn đã dừng xe ở đây, sau đó cùng với bí thư huyện ủy huyện Thượng Thủy đi đến xóm mà thủ tướng đang đi tới. Mấy người Triệu Quốc Đống lúc ấy thậm chí còn ăn trưa ở đây. Ăn cơm trộn cùng với canh đậu làm hắn cảm thấy rõ sự khó khăn trong cuộc sống của dân chúng. Giao xóm bế tắc, thiếu giáo dục và y tế, người dân luôn hướng tới cuộc sống tốt đẹp bên ngoài. Tất cả đều để cho dân chúng hy vọng trung ương và tỉnh quan tâm đến mình, giúp cuộc sống của mình được tốt hơn. Lúc ấy Triệu Quốc Đống đã mơ mình làm thượng đế có thể thoáng cái thay đổi được khu vực này. Mặc dù đó chỉ là hy vọng nhưng hắn cũng quyết định sau khi về tuy mình chỉ là trưởng ban tổ chức cán bộ không tiện tham gia vào công tác kinh tế nhưng hắn cảm thấy mình có thể đứng ở góc độ khác mà cố gắng. Tập đoàn Thương Lãng cũng tốt, tập đoàn Thiên Phu cũng tốt, thậm chí là mấy anh em hắn cũng tốt, Triệu Quốc Đống cho rằng mình có thể làm thay đổi khu vực này. Chẳng qua suy nghĩ này còn cần thời gian để quy hoạch. Hắn thật sự không ngờ nhanh như vậy mà mình đã quay lại đây lần nữa. Đây là một xóm được xây dựng từ lâu. Nói là xóm cũng là hơi quá, tổng cộng có 6 hộ với hơn 30 nhân khẩu, trong đó người già, phụ nữ chiếm hơn nửa, chính thức gọi là sức lao động chỉ có hơn 10 người mà trong đó có 5 người ra ngoài làm thuê. Đoàn người thủ tướng đến làm người trong xóm không kịp có phản ứng. Lần trước lãnh đạo tới ít nhất còn có lãnh đạo huyện, xã đi cùng nhưng lần này bọn họ không nhận ra ai cả nên làm cho người dân tuy hiếu khách nhưng không biết làm sao. Nhưng bọn họ cũng có thể nhìn thấy một đội xe dừng ở sườn núi. Lãnh đạo thị ủy, ủy ban Tam Giang và huyện Thượng Thủy còn chưa kịp tới, mà ở đây mọi người chỉ nhận ra duy nhất là mấy tên cảnh sát cảnh giới trên đường đi của thủ tướng. Đối mặt với các lãnh đạo cao cấp như thế này, mấy chiến sĩ công an cũng không biết làm gì ngoài việc không ngừng gọi điện thoại báo cáo lên trên. Hầu lão, còn nhớ tôi không? Tôi là Tiểu Triệu mới tới xóm ta tháng trước. Triệu Quốc Đống nhìn cái là nhận ra một đảng viên duy nhất của xóm này. Lần trước hắn đến lãnh đạo huyện cũng. Ồ! Trưởng ban Triệu, thật là cậu, cậu sao lại tới nữa vậy? Một ông lão đang hút thuốc có chút mờ mịt nhìn đoàn người đi tới. Ông nhìn ra được những người này chắc phải là lãnh đạo thị xã hoặc là tỉnh. Lãnh đạo huyện thì ông cũng có ấn tượng đôi chút nhưng những người này không quá giống. Triệu Quốc Đống vừa lên tiếng làm ông thoáng cái nhận ra người tuổi trẻ tháng trước còn đến nhà mình ăn cơm, nói chuyện. Nghe người trong huyện giới thiệu hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, điều này làm ông lão không quá tin. Tuy nói Trung ương đang đẩy mạnh trẻ hóa cán bộ nhưng người mới hơn 30 tuổi dù làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy đã là quá trẻ, sao có thể là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nhưng thái độ nhiệt tình thân thiện của đối phương làm ông lão có ấn tượng tốt. Nhất là đoàn người đối phương còn có thể ở đây ăn trưa, có thể ngồi nói chuyện với ông nửa ngày. Mặc dù chưa chắc có tác dụng gì nhưng vẫn làm ông lão thoải mái. Ông lão rất nhiệt tình bắt chuyện người duy nhất ông nhận ra. Trưởng ban Triệu. Không ngờ các cậu lại tới nữa. Chào mừng, mau vào trong ngồi. Tất cả mọi người kể cả Thái Chánh Dương, Đào Hòa Khiêm đều giật mình. Không ai ngờ một xóm nhỏ mà thủ tướng tạm thời quyết định dừng xe đi lên lại có người nhận ra Triệu Quốc Đống, hơn nữa vừa nhìn là nhận ra ông lão kia rất vui mừng. Thủ tướng Văn Quốc Cơ cũng ngẩn ra, ngài sở dĩ quyết định dừng xe đi bộ ở đây chính là một tìm hiểu cuộc sống khó khăn của dân chúng nơi cực Tây Nam của Tổ quốc, tìm hiểu các nhu cầu thiết yếu của bọn họ. Tìm hiểu suy nghĩ nguyện vọng của bọn họ. Mấy điểm mà tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam an bài, ngài cũng biết đây là đã trải qua lựa chọn, không thể nói là không thấy thực tế nhưng ngài thích tự dùng cách của mình tìm hiểu hơn. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại quen người ở đây, hơn nữa ông lão kia còn rất nhiệt tình với Triệu Quốc Đống. Hầu lão, đây là Thủ tướng Văn, ngài đến thăm ông, cũng muốn tìm hiểu cuộc sống của người dân trong xóm.
Triệu Quốc Đống thấy Văn Quốc Cơ nở nụ cười hài lòng, hắn vội vàng giới thiệu rồi giải thích. Thủ tướng Văn, tháng trước tôi tới Tam Giang khảo sát, đi mấy xã thị trấn, cũng tới đây và dùng cơm trưa ở nhà Hầu Lão nên Hầu Lão nhận ra tôi. Hầu Lão là đảng viên duy nhất trong xóm, có hơn 40 năm tuổi đảng. Quá may mắn, quá may mắn. Nhìn Văn Quốc Cơ nở nụ cười hài lòng, Đào Hòa Khiêm không thể không nói tên Triệu Quốc Đống này quá may mắn. Một nơi mà thủ tướng đột nhiên chọn dừng chân mà cũng là nơi Triệu Quốc Đống đã đi qua, người này không phải may mắn thì là gì? Quyển 17, chương 52. Văn Quốc Cơ đúng là rất vui vẻ. Mặc dù điều nhìn thấy không được như ý, mấy căn nhà ở đây rất đơn sơ, từ góc độ nào đó nhìn cũng khó có thể thoải mái được. Trung Quốc đã tiến vào thế kỷ 21 mà còn có nơi có hoàn cảnh như vậy, thấy những điều này làm tâm trạng của ngài khá nặng nề. Hơn nữa thấy vẻ mặt mờ mịt của dân chúng đi ra, ngài cũng biết bọn họ không biết hôm nay mình tới khảo sát, có lẽ nơi này đúng là quá hẻo lánh. Nhưng thấy Triệu Quốc Đống quen thuộc với ông lão ở đây như vậy, Văn Quốc Cơ rất vui. Mặc kệ nói như thế nào, Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam có thể đến đây cũng nói rõ đảng ủy, chính quyền cũng không bỏ mặc dân chúng địa phương, cũng có nghĩa cán bộ huyện, thị xã cũng chú ý đến dân chúng sinh hoạt ở miền núi xa xôi này. Có lẽ hoàn cảnh sống của bọn họ bây giờ rất khó khăn nhưng chỉ cần đảng ủy, chính quyền có thể nghĩ đến bọn họ, chú ý đến bọn họ thì cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ có thay đổi. Biến hóa trên mặt Thủ tướng Văn Quốc Cơ đều được trưởng ban thư ký Quốc vụ viện Trương Thánh Hoa cùng bí thư tỉnh ủy Điền Nam Thái Chánh Dương và Chủ tịch tỉnh Đào Hòa Khiêm thấy tận mắt, quan chức mấy bộ khác cũng có thể cảm nhận được tâm trạng Văn Quốc Cơ có thay đổi. Không khí lúc trước khá nặng nề nhưng đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhất là khi ông lão kia mặt đầy vui vẻ kéo Thủ tướng Văn Quốc Cơ, mời Thủ tướng đến nhà bọn họ ngồi, mọi người khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống khá biết ý sau khi giới thiệu Thủ tướng xong càng giới thiệu qua thân phận của Trương Thánh Hoa, Thái Chánh Dương, Đào Hòa Khiêm, mình rất tự nhiên đi ở phía sau. Ông lão kia lần đầu tiên thấy nhiều cán bộ cao cấp như vậy đi đến xóm của mình, trong lòng cũng khá kích động. Ông không ngừng hét người nhà mang ghế ra, mời các lãnh đạo ngồi. Một nhóm người lúc trước còn không có phản ứng thế mới biết vội vàng đi lấy ghế, còn mang cả rượu bọn họ tự nấu lên mời. Thủ tướng Văn Quốc Cơ rất thân thiết nắm tay ông lão nói chuyện, tìm hiểu tình hình người nhà ông, cũng hỏi tình hình cơ bản các hộ trong xóm. Khi biết sức lao động chủ yếu của xóm đều ra ngoài làm thuê, số người ở lại chỉ có thể dựa vào trồng khoai tây, lúa mạch mà sống, Văn Quốc Cơ có chút xúc động. Văn Quốc Cơ lại hỏi qua về đám trẻ ở xóm mới biết đám nhỏ từ 2 năm trước đã bắt đầu lên học và ở lại trường trên xã, tâm trạng của ngài cũng tốt hơn. Quan tâm đến đám nhỏ chính là điều mà Thủ tướng Văn Quốc Cơ quan tâm nhất. Ở điểm này sau khi Thái Chánh Dương đến Điền Nam đã thúc đẩy xây dựng trường nội trú ở miền núi, các nơi có điều kiện kém liền hợp nhất trường của mấy xã lân cận lại làm một, để đám trẻ miền núi vào trường nội trú học. Nếu đám trẻ không đủ tiền đóng học phí sẽ do tài chính chuyên môn của tỉnh giải quyết. Thái Chánh Dương cuối cùng đã có thể thở dài một tiếng. Thủ tướng đột nhiên tập kích làm cho tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam rất khó xử. Nhất là thấy điều kiện sống khắc nghiệt ở đây làm cho y khá lo lắng. Nhưng cũng may biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã tạo hiệu quả khác. Từ vẻ mặt và tâm trạng của Thủ tướng có thể thấy mặc dù ngài rất lo lắng vì cuộc sống dân chúng ở đây nhưng biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã chứng minh tỉnh ủy ban Điền Nam không bỏ mặc dân chúng miền núi xa xôi. Tỉnh ủy ban vẫn đang cân nhắc làm như thế nào giải quyết vấn đề sống cho dân chúng. Ở điểm này Thủ tướng cũng thừa nhận công việc của Điền Nam. Thái Chánh Dương nhìn thoáng qua Triệu Quốc Đống đang trốn ở một bên mà trong lòng không khỏi thầm than. Không ít người đều nói Triệu Quốc Đống dựa vào may mắn hoặc là đầu cơ mưu lợi nhưng anh có thể nói hắn thật sự dựa vào đó mà lên chức không? Trong một tuần chạy hết 3 thị xã khu vực Điền Tây Bắc, người bị phơi nắng đến đen chạy tới văn phòng mình báo cáo công việc. Thiếu chút nữa làm mình nghĩ hắn đi tập thể hình chứ khảo sát gì. Nghe báo cáo cũng biết hắn không chỉ nghe thị xã và huyện báo cáo mà là xuống tận xã, hơn nữa về cơ bản đều là sáng sớm rời đi, tối muộn mới về, sự tận tâm này không phải cán bộ nào cũng làm được. Chỉ riêng điểm này Triệu Quốc Đống đáng để được người thưởng thức, đáng ngồi trên vị trí đó. Nếu không phải Văn Quốc Cơ tự mình tạm thời quyết định thì chỉ sợ Đào Hòa Khiêm sẽ nghi ngờ mình và Triệu Quốc Đống đang cố gắng ra vẻ. Đừng nói là Đào Hòa Khiêm mà chỉ sợ ngay cả mình cũng nghi ngờ Triệu Quốc Đống đã chuẩn bị trước. Khi lãnh đạo thị ủy ban Tam Giang cùng huyện Thượng Thủy tới thấy vẻ mặt thủ tướng không quá xấu, bọn họ mới yên lòng. Cuộc khảo sát thị xã Tam Giang của thủ tướng diễn ra rất thuận lợi.
Ngài tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội của hai huyện thuộc thị xã Tam Giang, hơn nữa còn khảo sát cơ sở giáo dục, y tế của hai cấp xã huyện, nghe xem tình hình cuộc sống nhân dân miền núi, nghe tư tưởng, hy vọng phát triển quê hương của bọn họ. Sau khi khảo sát xong Tam Giang, Thủ tướng Văn Quốc Cơ quay về khảo sát Côn Châu Khúc Châu, cuối cùng nghe tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam báo cáo công việc. Thái Chánh Dương thay mặt tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam báo cáo công việc với Thủ tướng Văn Quốc Cơ. Thủ tướng Văn Quốc Cơ tỏ vẻ hài lòng với thành tích mà Điền Nam đạt được trong 2 năm qua, nhưng cũng chỉ ra Điền Nam vẫn còn chênh lệch lớn với khu vực phía Đông, còn chênh lệch với các khu vực phát triển khá của khu vực Trung Tây. Thủ tướng Văn Quốc Cơ yêu cầu tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam phải giải phóng tư tưởng hơn nữa, phải kết hợp chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, phải lợi dụng việc quốc gia đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á, Nam Á để điều chỉnh kết cấu kinh tế của Điền Nam, lựa chọn đúng ngành nghề chủ đạo, cố gắng trong 5 đến 10 năm tới xây dựng Điền Nam thành một đầu mối giao thương quan trọng của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á. Sao quốc đống, còn có mấy tiếng nữa chẳng lẽ còn chưa đủ để cậu báo cáo với Bộ trưởng Từ sao? Lần này Thủ tướng chuyên môn dành thời gian buổi trưa nghe ý kiến của tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam, đây chính là cho các cậu hơn tiếng đó, rõ ràng là bật đèn xanh cho Điền Nam. Không thấy Bí thư Thái cùng Chủ tịch Đào bước đi đều chạy vội sao? Đây là sợ mất cơ hội đó. Hứa Gia Ninh vừa đi vừa nói. Chẳng qua đây hình như không liên quan tới cậu. Cậu là trưởng ban tổ chức cán bộ, chuyện bên mảng giao thông có quan hệ gì với cậu chứ? Tôi thấy cậu rất hứng thú với tuyến đường mà đường sắt Điền Quế đi qua, bây giờ còn muốn đến báo cáo công việc với Bộ trưởng Từ, có phải là muốn vượt mặt ai đó không thế? Cái này, Bộ trưởng Gia Ninh ngài không biết rồi. Tỉnh ủy Điền Nam xác định mỗi thường vụ cần phải phụ trách giúp đỡ một nơi. Tôi phụ trách chính là thị xã Văn Thành. Đến bây giờ Văn Thành còn chưa có 1 mét đường sắt, không có 1 mét đường cao tốc. Nhưng Văn Thành có tài nguyên quảng phong phú. Có không ít công ty đến Văn Thành khảo sát hoàn cảnh đầu tư đều rút vì điều kiện giao thông, tôi là thường vụ phụ trách cũng thấy lo lắng. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nói. Quy hoạch đường sắt Điền Quế đã được phê duyệt, Văn Thành cuối cùng đã thoát khỏi lịch sử không có đường sắt nhưng đường sắt này phải mất 4-5 năm mới xây dựng xong. Hơn nữa chỉ riêng đường sắt Điền Quế cũng không thể giải quyết được chướng ngại giao thông của Văn Thành. Cho nên tôi muốn chạy giúp Văn Thành về hạng mục cao tốc Côn Văn. Từ Côn Châu đến Văn Thành dài 320 km, nếu như xây dựng đường cao tốc thì ít nhất sẽ giảm bớt 3 tiếng đi xe, có thể kéo gần khoảng cách giữa Văn Thành và Côn Châu, cũng có thể làm cho mấy huyện xa xôi nhất của Văn Thành đi trên con đường giàu có lên. Hứa Gia Ninh gật đầu nói. Quốc Đống, cậu có suy nghĩ như vậy là rất tốt, không thể coi trưởng ban tổ chức cán bộ chỉ phụ trách công việc tổ chức, phải đưa tầm mắt ra xa hơn một chút. Cậu còn trẻ làm nhiều công việc mã cương cũng không mệt đâu. Bộ trưởng Từ bây giờ có lẽ đang nói chuyện với Chủ tịch Dương và Giám đốc Sở Giao thông, chắc không phải nói chuyện về cao tốc Côn Văn đâu. Cậu sợ là phải chờ một chút, hạng mục lớn như vậy Bộ Giao thông cũng không quyết định được, cậu còn cần báo cáo với chủ nhiệm quyền quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 17, chương 53. Làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Tăng Quyền Quân có thể nói là nhân vật hiển hách trong toàn bộ hệ thống quốc vụ viện. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia từ trước đến giờ vẫn được gọi là Quốc vụ viện thu nhỏ. Các chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia đều xuất phát từ đây, tất cả các quy hoạch liên quan đến quốc kế dân sinh, hạng mục quan trọng đều cần qua cửa này phê duyệt, quyền lực cực lớn gần như chiếm một nửa quyền hạn xét duyệt hành chính của Quốc vụ viện. Mà các bộ khác có rất nhiều hạng mục cuối cùng đều cần trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển để phê duyệt chung. Tăng Quyền Quân có thể làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đương nhiên là có bản lĩnh riêng của mình. Khi thư ký báo cáo Triệu Quốc Đống muốn gặp, Tăng Quyền Quân không nhịn được có chút kinh ngạc. Y khá quen Triệu Quốc Đống, đương nhiên cũng không phải nói hai người có quan hệ cá nhân mà là danh tiếng của Triệu Quốc Đống khá nổi làm y không thể không quen thuộc. Ninh Lăng 2 năm liên tiếp có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước, thị xã đầu tiên của khu vực Trung Tây đột phá GDP 100 tỷ. Mặc dù là ở Trung ương cũng không ngừng khen ngợi Ninh Lăng. Mà tất cả đều do một tay vị bí thư thị ủy trẻ tuổi mới gần 32 tuổi tạo ra. Người này chính là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, Triệu Quốc Đống. Sự huy hoàng của Ninh Lăng được thành lập trên mấy ngành chủ đạo là năng lượng mới, tài liệu mới và bảo vệ môi trường. 3 ngành này trở thành ngành chủ đạo của Ninh Lăng mà trước không có bất cứ căn cơ nào, không thể không nói tới ánh mắt của Triệu Quốc Đống lúc làm bí thư thị ủy là rất xa. Ở điểm này Tăng Quyền Quân đánh giá cao.
Mặc dù Triệu Quốc Đống điều khỏi Ninh Lăng nhưng Ninh Lăng vẫn lao nhanh về phía trước với động lực là ba ngành kia. Chính bởi vì như vậy nên Tằng Quyền Quân vẫn chú ý sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Số liệu tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm của Ninh Lăng đã có, đạt 64,8%, mặc dù thấp hơn năm ngoái không ít nhưng phải biết rằng đây là thành lập trên trụ cột 100 tỷ, nó cũng có nghĩa chỉ cần tăng theo tốc độ này thì GDP năm nay của Ninh Lăng sẽ đạt 160 tỷ. Số liệu này dù là ở khu vực Duyên Hải cũng là kinh người. Vứt bỏ mấy thành phố cấp phó tỉnh hoặc tỉnh thành thì có lẽ ngoài Tô Châu, Vô Tích ra thì không có thị xã nào có thể đạt được nữa. Triệu Quốc Đống một tay tạo thành tích huy hoàng rồi lại điều tới Điền Nam, nhưng hắn lại làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là khá quái lạ. Ít nhất đối với Tằng Quyền Quân thấy chính là như vậy. Có thể nói công tác kinh tế không có quá nhiều nhân tài, hơn nữa Triệu Quốc Đống còn là người tiến từng bước từ cơ sở lên, Tằng Quyền Quân từng suy nghĩ có nên điều người này tới làm trợ lý cho mình không. Nếu nói làm phó chủ nhiệm thì có vẻ hơi quá nhưng làm ủy viên đảng ủy kiêm trợ lý chủ nhiệm hoặc trưởng ban thư ký 2-3 năm thì hoàn toàn có thể. Đương nhiên suy nghĩ này thì Tằng Quyền Quân vẫn chưa áp dụng vào thực tế được. Điều chỉnh công việc của Triệu Quốc Đống là vấn đề mà ban tổ chức cán bộ trung ương suy xét, nếu có cơ hội thích hợp thì Tằng Quyền Quân sẽ đề cập, nhưng còn chưa để y tìm được cơ hội này Triệu Quốc Đống đã được điều tới Điền Nam làm Tằng Quyền Quân khá nuối tiếc. Hai hôm trước biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Tam Giang thì Tằng Quyền Quân cũng thấy. Xảo diệu phá giải cục diện xấu hổ cho tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam, sau đó lại được Thủ tướng có ấn tượng tốt, hơn nữa người này còn có chút qua lại với Thủ tướng từ trước. Tằng Quyền Quân có thể đoán được Triệu Quốc Đống có tiền đồ vô hạn. Chỉ là hôm nay Triệu Quốc Đống chủ động tới tìm mình làm Tằng Quyền Quân khá kinh ngạc, hình như phạm vi công việc của mình bây giờ không có qua lại gì với công việc của đối phương. Hắn tìm mình đúng là lạ. Nhưng mặc kệ là gì, có thể nói chuyện với Triệu Quốc Đống thì Tằng Quyền Quân cũng thích. Triệu Quốc Đống vốn định kéo cả Vi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên tới nhưng hắn suy nghĩ mãi rồi phải bỏ ý này. Hắn không có quan hệ cá nhân gì với Tằng Quyền Quân. Hắn gặp Tằng Quyền Quân chỉ là khi chạy hạng mục sân bay Đông Trại mà thôi, đương nhiên tác dụng quyết định trong đó không phải là Tằng Quyền Quân mà là do một vị phó chủ nhiệm khác. Nhưng nếu Tằng Quyền Quân kiên quyết bác bỏ hoặc là kéo dài vài tháng cũng là bình thường. Quốc Đống, cũng có một năm không gặp rồi nhỉ. Tằng Quyền Quân vừa mở miệng đã nói. Tằng Quyền Quân trông rất văn nhã, cặp kính mắt khá dày có lẽ độ không thấp. Người quen thuộc đều biết vị chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia này rất hiếu chiến. Lúc làm Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia, Tằng Quyền Quân từng nhiều lần mắng một ít lãnh đạo đảng ủy, chính quyền các tỉnh chỉ cần thành tích trước mắt, không nghĩ đến hạnh phúc con cháu sau này. Y được đánh giá là một lãnh đạo cao cấp dám nói dám làm. Đúng thế, chủ nhiệm Quyền Quân, lần trước thấy ngài là lúc tôi còn học ở trường đảng và chạy cho hạng mục sân bay Đông Trại của thị xã Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Sân bay bây giờ xây dựng rất nhanh, mấy hôm trước đồng nghiệp ở Ninh Lăng gọi tôi nói về tiến độ xây dựng, có lẽ sẽ hoàn thành trước thời hạn. Việc này còn phải cảm ơn chủ nhiệm Quyền Quân đã ủng hộ. Ồ, bây giờ xem ra hạng mục sân bay Đông Trại là hợp lý, có lẽ sau khi xây dựng xong chính là lúc kinh tế Ninh Lăng cần nhất. Có thể tăng sức cạnh tranh của kinh tế Ninh Lăng. Tằng Quyền Quân xua tay nói. Cậu hôm nay đến không phải là vì Điền Nam lại muốn xây dựng sân bay nào đó chứ? Hắc hắc, vẫn là chủ nhiệm Quyền Quân hiểu tôi, biết tôi lười nếu không có việc sẽ không tới xin gặp, đến nhất định sẽ mang phiền phức đến cho ngài. Triệu Quốc Đống cười cười như kẻ trộm, theo Tằng Quyền Quân thấy tên này dù làm trưởng ban tổ chức cán bộ mà vẫn giữ được bản tính như lúc làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Quốc Đống. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì cần phải duy trì bản chất thuần khiết của cán bộ tổ chức mới được. Cậu bây giờ là lãnh đạo quản lý cán bộ, mỗi lời nói hành động đều đại biểu cho hình tượng đảng ta. Tằng Quyền Quân khẽ lắc đầu. Đối với Triệu Quốc Đống, y có ấn tượng tốt nếu như trong phạm vi mình có thể giúp thì y đương nhiên sẽ giúp. Chủ nhiệm, lần này Thủ tướng mang theo lãnh đạo các bộ tới Điền Nam chúng ta chính là cơ hội ngàn năm có một đối với Điền Nam. Tôi đi một vòng gần như phòng của vị lãnh đạo nào cũng có khác. Tôi vừa từ chỗ Bộ trưởng Gia Ninh đi ra và suy nghĩ xem đi đâu, Bộ trưởng nói chuyện này cần bắt đầu từ ngài rồi tới Bộ trưởng Từ, cho nên tôi mạo muội đến gặp ngài. Triệu Quốc Đống nói với giọng điệu muốn kéo gần khoảng cách hai người lại. Hứa Gia Ninh là con rể Lưu Gia, đương nhiên là trên Triệu Quốc Đống một lừa. Tằng Quyền Quân cũng biết rõ quan hệ này, chẳng qua Hứa Gia Ninh không qua lại gần với Lưu Gia. Thậm chí có thể nói không được coi là người trong hệ thống Lưu Gia. Đương nhiên ở vài tình huống đặc biệt thì Hứa Gia Ninh có lẽ vẫn được lợi từ Lưu Gia.
chẳng qua Lưu gia mấy năm trước dần suy thoái, mãi đến khi Lưu Thác làm tốt ở Hắc Hà mới vãn hồi cục diện lại. Về phần Lưu Nham thì Tằng Quyền Quân không quá coi trọng. Tên phó chủ nhiệm ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia này mặc dù có chút năng lực nhưng tính cách quyết định vận mệnh y sẽ kém so với ông anh. Chỉ sợ chức phó chủ nhiệm kia là đỉnh điểm của y. Nhưng thật ra tiền đồ của Triệu Quốc Đống này là không thể hạn lượng. Dù là ủy viên trưởng Lục Kiến Bang hay thủ tướng Văn Quốc Cơ đều có ấn tượng tốt đối với hắn. Cán bộ trẻ tuổi có thể được cả hai vị lãnh đạo này đồng ý thì chỉ sợ nhìn khắp cả nước cũng không tìm được người thứ hai. Quốc Đống, cậu cũng biết lần này thủ tướng đến Điền Nam ngoài tham gia hội nghị hợp tác kinh tế khu vực tiểu vùng sông Mekong ra thì còn có một công việc quan trọng hơn, đó là khảo sát tình hình phát triển của Điền Nam, nhất là ở khu vực dân tộc thiểu số. Chính xác mà nói không lạc quan, mặc dù hai năm nay tốc độ tăng trưởng của Điền Nam không quá chậm nhưng đối với Trung ương mà nói tiềm lực của Điền Nam chưa được khai quật. Có mấy vấn đề làm phức tạp Điền Nam, trong đó quan trọng nhất là xây dựng cơ sở vật chất. Cho nên lần này Trung ương cũng có ý tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Điền Nam, ngoài cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn và đường ống dẫn dầu Điền Miễn ra, đường sắt Điền Quế, cao tốc Nghi Côn, đường cao tốc Điền Lào đã chính thức đưa vào nghiên cứu. Hơn nữa tôi đoán sau khi Thủ tướng đi khảo sát thị xã Tam Giang về sẽ yêu cầu tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho khu vực biên giới hơn nữa, cho nên cậu không cần quá lo lắng. Tằng Quyền Quân nói. Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi cảm kích, hắn cũng không đi vòng vèo mà nói việc mình phụ trách thị xã Văn Thành, đồng thời giới thiệu qua nguyên nhân hạn chế sự phát triển của thị xã này, đồng thời cũng đưa ra suy nghĩ về cao tốc Côn Văn của mình. Quyền 17, chương 54. Tằng Quyền Quân không trực tiếp trả lời đề nghị của Triệu Quốc Đống. Một đường cao tốc hơn 320 km không phải chuyện nhỏ. Dù hiện nay vị trí chiến lược của Điền Nam càng lúc càng tăng lên, Trung ương cũng chú trọng Điền Nam hơn nhưng việc này cũng không đơn giản. Con số đầu tư là không hề nhỏ, cũng may Thủ tướng đang có mặt ở Điền Nam nên y có thể nói giúp Triệu Quốc Đống, xem Triệu Quốc Đống có thể được Thủ tướng tán thành hay không. Tằng Quyền Quân phân tích qua tình hình sau đó đề nghị Triệu Quốc Đống lập tức đi báo cáo với Bộ trưởng Bộ Giao thông Lý Hữu Từ rồi tìm cơ hội để được nói chuyện với Thủ tướng. Triệu Quốc Đống cũng biết lời Tằng Quyền Quân nói là thật. Một đường cao tốc hơn 320m không phải là ai cũng có thể quyết định được. Dù là đối với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia hay Bộ Giao thông đều không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng hắn cũng nhìn ra được Tằng Quyền Quân không phải là đang đùn đẩy mà đúng là muốn giúp mình nên mới có thể lập tức đưa ra ý kiến bảo hắn nắm bắt cơ hội nhân lúc Thủ tướng còn ở Điền Nam mà xác định được vài điều. Ít nhất cũng làm cho Thủ tướng biết trước sẽ có hạng mục này, như vậy sau đây sẽ dễ thao tác hơn ở Bộ Giao thông và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Được Tằng Quyền Quân chỉ điểm, Triệu Quốc Đống cũng không khách khí, lập tức chạy tới chỗ Lý Hữu Từ. Hắn nhân lúc Dương Bưu vừa ra, hắn cũng nắm thời gian báo cáo tình hình thị xã Văn Thành và suy nghĩ của mình. Ý tưởng xây dựng quốc lộ Côn Văn đã sớm có nhưng muốn lập tức tăng lên xây dựng đường cao tốc thì Triệu Quốc Đống cần cố gắng không ít, nhất là phải để lãnh đạo Trung ương ý thức được tầm quan trọng của đường cao tốc này đối với sự phát triển của khu vực phía Nam Điền Nam. Triệu Quốc Đống giới thiệu vắn tắt tình hình thị xã Văn Thành với Lý Hữu Từ, cũng đưa ra suy nghĩ và quy hoạch xây dựng cao tốc Côn Văn. Lý Hữu Từ khá nhiệt tình với Triệu Quốc Đống, tỏ vẻ bộ sẽ nhanh chóng cân nhắc về ý tưởng của Triệu Quốc Đống nhưng nếu muốn nhanh chóng đưa việc này ra nghiên cứu thì cần lãnh đạo Trung ương chú ý và đốc thúc, như vậy bộ và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia sẽ phối hợp báo lên mới có thể được cấp trên đồng ý. Bây giờ các nơi đều hy vọng tài chính của Trung ương hỗ trợ để xây dựng đường, cơ sở vật chất, loại chuyện này chủ yếu phải xem thái độ của lãnh đạo Trung ương. Cũng giống Tằng Quyền Quân, Lý Hữu Từ cũng đề nghị Triệu Quốc Đống có thể nhân lúc Thủ tướng vẫn ở Điền Nam mà báo cáo với Thủ tướng, để Thủ tướng biết đại khái. Dù Thủ tướng không tỏ thái độ rõ ràng nhưng ít nhất cũng làm Thủ tướng có ấn tượng, sau này muốn thao tác sẽ dễ hơn nhiều. Văn Quốc Cơ nhìn Thái Chánh Dương trông chín chắn hơn không ít so với khi còn làm ở Bộ Năng lượng, y thầm than bí thư tỉnh ủy so với làm một bộ trưởng đúng là vất vả hơn nhiều. Nhất là Điền Nam là tỉnh lớn ở biên giới nên gặp phải áp lực về phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống nhân dân, đồng thời cũng cần duy trì ổn định dân tộc, còn muốn phối hợp với chính sách phát triển phía Tây của Trung ương. Không nói gì khác, chỉ riêng việc khai thác dòng Nộ Giang đã khiến vô số người cuốn vào, không chỉ có đơn thuần là các nhà xã hội, bảo vệ môi trường, cũng không chỉ có quần thể lợi ích ở trong nước, thậm chí ngay cả một ít người ở nước ngoài cũng đốt lửa, thổi gió hy vọng ảnh hưởng đến quyết định của Trung ương. Thái Chánh Dương lúc làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã làm rất tốt, từng công việc quy hoạch được đưa ra, được Trung ương đánh giá cao độ.
Hơn nữa trong thời gian hắn làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã thúc đẩy chiến lược an toàn năng lượng mới của quốc gia, làm các công ty năng lượng của quốc gia đi ra ngoài, xây dựng kho dự trữ dầu thô, tất cả đều chứng minh tầm nhìn xa của Thái Chánh Dương. Đúng vì biểu hiện xuất sắc khi làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Thái Chánh Dương nên Trung ương mới có thể điều y tới làm Bí thư tỉnh ủy Điền Nam, một tỉnh có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng này. Trung ương hy vọng Thái Chánh Dương có thể từng bước đẩy mạnh bố cục chiến lược năng lượng của quốc gia, về phần khác cũng là hy vọng Điền Nam có thể rèn luyện tốt hơn ở vị trí Bí thư tỉnh ủy Điền Nam. Nhưng thực tế mà nói Trung ương đúng là có cái nhìn về công việc 2 năm qua của Trung ương. Dù là chiến lược năng lượng quốc gia hay là việc phát huy sức ảnh hưởng của Điền Nam với hai nước Myanmar, Lào, hoặc là khống chế cục diện chính trị Điền Nam đều có chút vấn đề. Cũng may Thái Chánh Dương còn có thể ổn định trận thế, không đến mức không vãn hồi được cục diện. Đương nhiên đây cũng có một phần nguyên nhân do Trung ương không đánh giá đúng sự phản kích của lực lượng chính trị bản địa Điền Nam cho nên mới có đợt điều chỉnh nhân sự đầu năm nay. Trên thực tế chứng minh đợt điều chỉnh này đã thành công, Điền Nam thể hiện sinh cơ bừng bừng đã chứng minh điểm này. Thái Chánh Dương nắm được cơ hội điều chỉnh của Trung ương mà tiến hành củng cố cục diện Điền Nam. Cục diện Điền Nam bây giờ mới coi như chính thức tiến vào giai đoạn phát triển tuần hoàn. Có lẽ công việc trước đó của Thái Chánh Dương còn chưa tốt nhưng việc này có liên quan đến việc y mới làm bí thư tỉnh ủy. Bây giờ Thái Chánh Dương dùng thủ đoạn và kinh nghiệm dần dần nắm giữ cục diện cũng khiến Trung ương yên tâm. Chánh Dương, công tác năm nay của Điền Nam khá tốt, cần nắm lấy cơ hội Trung ương nghiêng các chính sách về phía Tây mà có quy hoạch trọng điểm, tranh thủ thay đổi cục diện Điền Nam, đồng thời càng quan trọng hơn là mượn sự giúp đỡ của Trung ương mà trọng điểm chế tạo, xây dựng sản nghiệp có ưu thế của Điền Nam. Văn Quốc Cơ nói chính là cổ vũ Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương vẫn suy nghĩ làm như thế nào phát triển ngành nghề củ đạo của Điền Nam, đồng thời cũng tìm các con đường phát triển mới. Đến bây giờ ngành sản xuất thuốc lá vẫn chiếm nửa giáng sơn trong kinh tế Điền Nam, mấy ngành khác có cảm giác như là phụ trợ. Tuy ngành thuốc lá mang lại tài chính rất lớn, hơn nữa theo tình hình hiện nay thì ngành thuốc lá vẫn có không gian phát triển rất lớn và lâu dài. Nhưng từ góc độ lâu dài mà nói thì ngành thuốc lá không nên trở thành sản nghiệp trụ cột. Hơn nữa một tỉnh lớn như Điền Nam mà chỉ có ngành thuốc lá là sản nghiệp trụ cột đúng là có chút buồn cười. Nhưng cơ sở vật chất khá lạc hậu đã hạn chế sự phát triển kinh tế của Điền Nam. Nhất là phía Tây Nam, Đông và Nam đều phong bế, phía Tây là hai tỉnh kiềm quế có kinh tế cũng khá lạc hậu, dù là tỉnh Xuyên phía Bắc cũng chỉ có thể nói là cao trong đám người lùn mà thôi. Dù là từ vị trí địa lý hay điều kiện giao thông đều hạn chế sự phát triển của Điền Nam, hơn nữa từ giải phóng đến cải cách mở ra thì quốc gia vẫn không chú trọng nhiều khu vực biên giới Tây Nam. Chẳng qua bây giờ chính là cơ hội tuyệt vời để Điền Nam phát triển. Trung ương thúc đẩy chiến lược hợp tác với khu vực Đông Nam Á, đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế nên cũng tăng cường đầu tư vào khu vực Trung Tây. Thủ tướng, lời ngài nói làm cho cán bộ, quần chúng Điền Nam chúng tôi rất phấn chấn. Tôi đến Điền Nam hơn 2 năm và cảm nhận rõ hy vọng phát triển của quần chúng nơi đây. Điền Nam có tài nguyên phong phú, nhất là tài nguyên sinh vật và quặng mỏ có thể nói đứng đầu cả nước nhưng tại sao kinh tế Điền Nam vẫn xếp phía cuối trong cả nước? Tôi và các thành viên bộ máy vẫn suy nghĩ mãi. Ngoài vấn đề quan niệm tư tưởng có chênh lệch với khu vực duyên hải ra thì còn một nguyên nhân quan trọng khác là cơ sở vật chất. Nhất là xây dựng đường giao thông càng trì trệ nên nó trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển. Lời của Thái Chánh Dương rất rõ ràng, y khát vọng thay đổi bộ mặt của Điền Nam. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng của riêng Điền Nam nhằm đột phá là rất khó khăn cho nên cần Trung ương giúp đỡ nhiều hơn. Bây giờ Điền Nam gặp được cơ hội lịch sử, tỉnh ủy Điền Nam chúng tôi cũng đưa ra vài suy nghĩ. Ví dụ như phát triển các sản nghiệp trụ cột của Côn Châu là sản xuất thuốc, nông nghiệp sinh thái, năng lượng sinh thái, bảo vệ môi trường. Ví dụ như Khúc Châu, Hồng Sơn thì phát triển các ngành chế tạo, luyện kim, ngoài ra chính là phát triển ngành du lịch. Trong quy hoạch 10 năm tới chúng tôi còn dự định lợi dụng hệ thống ống dẫn dầu Điền Miễn xây dựng xong để đẩy mạnh phát triển ngành năng lượng và phân bón, cố gắng trong 10 năm tới biến các ngành sinh thái, luyện kim, du lịch, năng lượng, thuốc lá thành sản nghiệp trụ cột của Điền Nam chúng tôi. Quyển 17, chương 55. Văn Quốc Cơ khẽ gật đầu, khi thấy Thái Chánh Dương tránh đề cập xếp thủy điện vào ngành năng lượng, thay thế vào đó là nhắc đến đường ống dẫn dầu Điền Miễn đủ thấy sự cẩn thận của Thái Chánh Dương. Trước khi việc tranh cãi về khai thác dòng Nộ Giang được xác định đúng là không nên đề cập đến vấn đề này. Nói ngành năng lượng chung chung thì người bình thường khó nói được gì, cũng tránh được tranh cãi vô vị. Tôi thấy anh trọng điểm nhắc đến ngành sinh vật sinh thái, điểm này tôi rất đồng ý. Tài nguyên sinh thái của Điền Nam có một không ai ở châu Á,
cũng là hiếm có trên thế giới, làm như thế nào chuyển thành ưu thế ngành nghề, tôi cảm thấy Điền Nam có thể suy xét. Văn Quốc Cơ vừa cười vừa suy nghĩ. Xem ra tỉnh ủy Điền Nam cũng ý thức được điểm này, phát huy ưu thế, ngành sinh thái và du lịch đúng là đáng để bồi dưỡng. Thái Chánh Dương ý thức được Thủ tướng còn có lời cần nói nên tập trung lắng nghe. Tôi có vài ý tưởng chính là chúng ta bồi dưỡng ngành nghề ưu thế không nhất định cần làm lớn. Tôi cảm thấy phát triển mạnh sẽ phù hợp với Điền Nam hơn. Nếu Điền Nam thật sự có thể phát triển 2-3 ngành mạnh hơn trong mấy ngành nghề xác định kia, ví dụ như ngành sinh vật sinh thái, du lịch. Trên thực tế khi mấy ngành này chính thức mạnh lên thì nó cũng sẽ khiến các ngành khác phát triển theo. Ví dụ như tài nguyên sinh thiế của Điền Nam là có 102 ở trong nước, có ưu thế trời ban để phát triển ngành sinh vật, nông nghiệp sinh thái, sản xuất thuốc sinh thái, ngành bảo vệ môi trường, mấy ngành này đều có liên quan chặt chẽ với nhau, nếu mấy ngành này phát triển mạnh sẽ kéo dài đến các ngành nghề khác hình thành ngành nghề lớn hơn. Tôi hy vọng Điền Nam sẽ chăm chú nghiên cứu ở phương diện này. Đây là suy nghĩ cá nhân của tôi, anh có thể tham khảo. Thủ tướng rất khiêm tốn nhưng lại nói đến vấn đề xuất hiện ở nhiều nơi. Một vài khu vực hiện nay đều tham lam, hơi chút là nói ra một đống sản nghiệp trụ cột, chú ý tất cả. Kết quả khiến khắp nơi nở hoa hình thành không được ngành trụ cột có tính cạnh tranh cao. Thủ tướng, ý của ngài là tỉnh ủy nhất định phải chăm chú nghiên cứu, suy nghĩ làm như thế nào phát triển ngành nghề mạnh hơn. Điền Nam có ưu thế tài nguyên sinh vật khá rõ ràng, làm ngành nghề lớn mạnh hơn cũng là ý kiến mà tỉnh ủy các khóa vẫn mong muốn, nhưng không có chính thức có thể thực hiện đột phá. Tôi hy vọng ở khóa chúng tôi có thể có chuyển biến về chất. Thái Chánh Dương gật đầu tỏ vẻ sẽ chăm chú suy nghĩ đề nghị của Thủ tướng. Ừ, Điền Nam gặp cơ hội phát triển rất tốt, tuyệt đối không thể có sai lầm. Chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương không ngừng được đẩy mạnh, Điền Nam là một mắt xích quan trọng nhất trong đó. Tỉnh ủy Điền Nam lựa chọn phân công công việc cũng cần đặt các đồng chí có quan niệm tư tưởng mới, tố chất chính trị tốt, giỏi làm công tác kinh tế lên vị trí quan trọng hơn. Có đôi khi dùng tốt một cán bộ sẽ thúc đẩy kinh tế một nơi phát triển, tôi tin anh cũng đồng tình với ý này. Văn Quốc Cơ nở nụ cười. Thái Chánh Dương cũng cười nói. Thủ tướng sợ là nói đến Triệu Quốc Đống. Ừ, lúc ấy tỉnh ủy tỉnh An Nguyên điều cậu ta từ bộ năng lượng về, tôi còn không nỡ nhưng nghĩ cán bộ trẻ có thể xuống cơ sở rèn luyện cũng có lợi cho sự trưởng thành nên mới đồng ý. Không ngờ cậu ta lại tạo được một viên minh châu của An Nguyên, 2 năm liền có tốc độ tăng trưởng GDP đứng đầu cả nước, là thị xã đầu tiên của khu vực Trung Tây đột phá 100 tỷ. Trung ương điều cậu ta tới Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ tôi thấy có chút đáng tiếc. Không chừng để cậu ta làm phó chủ tịch phụ trách công nghiệp thì sẽ phát huy sở trường hơn nữa. Tôi thấy Trung ương đặt Triệu Quốc Đống vào vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ là thích hợp. Anh không thể vì cậu ta giỏi làm công tác kinh tế mà vẫn đặt ở làm việc này, rèn luyện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ cần phải toàn diện. Tôi thấy biểu hiện của cậu ta ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ không thua kém mấy biểu hiện khi làm kinh tế. Từ đợt khảo sát Tam Giang tôi có thể cảm nhận được, cán bộ như vậy bây giờ không có nhiều. Văn Quốc Cơ nói rõ ràng là tán thành Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương cũng vui vẻ, xem ra Thủ tướng tán thành với công việc của mình, coi trọng Triệu Quốc Đống không thể nghi ngờ là khen ngợi mình. Mà thái độ của Thủ tướng cũng trấn an Thái Chánh Dương không ít. Vấn đề nhất định là có nhưng Thủ tướng đây là hài lòng với những công việc mà tỉnh ủy đang làm. Cũng khiến sau đây có triển khai công việc làm Thái Chánh Dương tự tin hơn. Đoàn người cuối cùng rời đi. Triệu Quốc Đống không tìm được cơ hội thích hợp nói chuyện với Thủ tướng, cũng may trước lúc lên máy bay Triệu Quốc Đống thấy cơ hội Thủ tướng nói chuyện với Thái Chánh Dương mà xen vào. Thủ tướng không có ý kiến gì mà chỉ nói Điền Nam theo trình tự báo cáo lên, kết quả cuối cùng là như thế nào thì không ai đoán trước được. Nhưng cuối cùng là Thủ tướng đã biết chuyện này. Chuyện còn lại là việc của Ủy ban tỉnh, cao tốc Côn Văn đi qua 3 thành phố thị xã Côn Châu, Hồng Sơn, Văn Thành. Hạng mục này trước đó không xếp vào trong số hạng mục được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Giao thông an bài. Nhưng khi Triệu Quốc Đống nói với Thủ tướng không bác bỏ mà bảo Điền Nam theo trình tự báo cáo lên chính là một tia hy vọng. Đối với Điền Nam mà nói hạng mục lớn như vậy sẽ thúc đẩy sự phát triển của 3 thành phố, thị xã. Dù chỉ có 1% hy vọng thì cũng phải dùng 100% nỗ lực mà tranh thủ. Sau khi biết tin này dù là Vi Văn Minh, Ngô Nguyên Tể hay Lý Khánh đều rất nhiệt tình. Xây dựng đường cao tốc sẽ mang lại hiệu ứng rất lớn, mặc dù chỉ là giai đoạn xây dựng vẫn sẽ thúc đẩy việc xây dựng 2 ven đường, tiêu thụ vật liệu xây dựng lớn.
cái này còn chưa tính sau khi xây dựng xong sẽ xúc tiến kinh tế địa phương phát triển nhanh hơn nữa. Ngồi đi, sao, đến chỗ tôi mà còn thấy lạ sao? Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu Hoắc Vân Đạt ngồi xuống còn mình vẫn cúi đầu xem văn bản. Chờ chút, tôi xong ngay. Ngài cứ làm, trưởng ban Triệu, tôi dù sao cũng không có việc gì, ngồi chờ ngài cũng coi như nghỉ ngơi. Hoắc Vân Đạt thấy Triệu Quốc Đống có vẻ bị mặt trời Điền Nam làm đen đi nhiều nhưng tinh thần thoải mái hơn. Y lên ủy ban tỉnh có việc xong thuận tiện tới chỗ lão lãnh đạo ngồi. Thế sự thay đổi khôn lường, y còn đang suy nghĩ nửa năm tới khi mình về Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống lại thoáng cái từ bí thư thị ủy Ninh Lăng điều tới làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam. Bước tiến này là quá lớn làm Hoắc Vân Đạt trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Sau đó y được làm thường vụ thị ủy Hồng Sơn khiến Hoắc Vân Đạt không thể không cân nhắc tương lai của mình. Thực tế mà nói thị xã Hồng Sơn là ư thu nhỏ. Ngành thuốc lá và luyện kim là sản nghiệp trụ cột lớn nhất của Điền Nam, nhất là ngành thuốc lá chiếm nửa thu tài chính của Điền Nam, các ngành khác nhìn như phát triển nhưng không có sức cạnh tranh mấy. Hoắc Vân Đạt có đôi khi rất hâm mộ tình huống của Ninh Lăng, dựa vào ngành thiết bị điện và tài liệu chế tạo, sau đó bắt được cơ hội phát triển ngành năng lượng mới. Tài liệu mới, cán bộ lãnh đạo đều có tâm lý mong muốn phát triển nên Ninh Lăng thoáng cái bay vọt về chất. Nhưng ở bên Hồng Sơn thì điều kiện trụ cột tuy không tính là tốt nhưng cũng tuyệt đối không quá kém. Chẳng qua vấn đề lớn nhất chính là tốc độ tiếp nhận cái mới của cán bộ lãnh đạo không bằng bên Ninh Lăng, không có không khí tích cực khát vọng phát triển lớn như vậy. Vì thế nó hạn chế năng lực thu hút đầu tư và bồi dưỡng ngành mới của Hồng Sơn, đây cũng là điểm buồn bực nhất của Hoắc Vân Đạt. Y sở dĩ đến chỗ Triệu Quốc Đống chính là muốn thổ lộ phiền não của mình. Nói ra thì mình tới Hồng Sơn làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng đã là hơn mấy cấp so với chức chủ tịch quận lúc còn ở Ninh Lăng của mình. Nhưng từ góc độ nào đó mà nói một phó thị trưởng có rất nhiều chuyện không có quyền quyết định, rất nhiều công việc bị hạn chế. Đến Hồng Sơn lâu như vậy nhưng mình không chính thức làm được bao công việc, đây là việc làm Hoắc Vân Đạt thấy chán nhất. Quyển 17, chương 56. Lý Khánh thế nào? Triệu Quốc Đống vẫn không ngẩng đầu lên. Hoắc Vân Đạt ngẩn ra một chút như cảm thấy câu hỏi này quá đột nhiên, hơn nữa trực tiếp hỏi hắn về biểu hiện của thường vụ thị ủy, phó thị trưởng về bí thư thị ủy kiêm thị trưởng. Không có gì, cứ nói cảm nhận thực tế của anh, tôi biết chừng mực. Triệu Quốc Đống vẫn không ngẩng đầu mà chăm chú đọc bản thảo trong tay, tăng cường đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng cơ sở, phát huy tác dụng của tổ chức đảng cơ sở trong việc giúp dân chúng giàu lên. Đây là bản thảo mà Đoạn Tự Lập dựa theo ý của Triệu Quốc Đống mà viết ra. Bản thảo viết khá tốt nhưng thiếu cơ sở thực tế, chưa xuống cơ sở tìm hiểu rõ tình hình nên vẫn còn thiếu sót. Lý Khánh sau khi lên làm bí thư thử chức thị trưởng vẫn do y kiêm nhiệm. Tình huống này là không thường thấy, bí thư thị ủy và thị trưởng do cùng một người phụ trách chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Bình thường đều nói tỉnh ủy sẽ lập tức cân nhắc ai làm thị trưởng nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà thị trưởng Hồng Sơn mãi không được xác định. Theo lý thuyết phó bí thư thị ủy và phó thị trưởng thường trực sẽ có sức cạnh tranh nhất định, hoặc là điều một người từ nơi khác tới nhưng mãi vẫn chưa có quyết định. Triệu Quốc Đống đột nhiên biết nguyên nhân trong đó. Ngô Nguyên Tể đã đề cử phó bí thư thị ủy Quách Đại Cương với tỉnh ủy. Lý Khánh lại hy vọng do phó thị trưởng thường trực Cổ Thiết Sinh làm thị trưởng thay mình. Trương Bảo Quốc có khuynh hướng ủng hộ Quách Đại Cương nhưng Thái Chánh Dương vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ là bảo Triệu Quốc Đống tìm hiểu về ưu khuyết điểm của hai người này. Thị xã Hồng Sơn dưới sự lãnh đạo của Ngô Nguyên Tể phát triển vẫn khá nhanh. Mặc dù Lý Khánh và Ngô Nguyên Tể không hòa hợp mất nhưng Lý Khánh biết phối hợp, hoặc là nói Ngô Nguyên Tể vẫn khống chế tốt cục diện Hồng Sơn. Ở xu thế này cục diện chính trị của Hồng Sơn khá ổn định, thị ủy, ủy ban coi như làm hết trách nhiệm. Theo Hoắc Vân Đạt thấy tuy không ăn ý như Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân nhưng coi như là hài hòa. Nhưng Ngô Nguyên Tể vừa đi, mâu thuẫn ở Hồng Sơn lập tức bộc phát. Quách Đại Cương tuy được Ngô Nguyên Tể ủng hộ làm thị trưởng nhưng Lý Khánh lại không hòa hợp với người này. Cổ Thiết Sinh mặc dù không coi như là người của Lý Khánh nhưng đây là người có tác phong làm việc kiên định, chẳng qua ít nói. Theo Lý Khánh thấy Cổ Thiết Sinh làm thị trưởng có thể có lợi hơn cho công việc của thị xã. Hoắc Vân Đạt không quá muốn phát biểu ý kiến ở vấn đề này. Trong thời gian ngắn dù là Lý Khánh hay Quách Đại Cương đều ra vẻ muốn kéo gần khoảng cách với mình. Hoắc Vân Đạt đương nhiên biết vấn đề trong đó. Ai không biết mình vốn là cấp dưới của Triệu Quốc Đống, ở Điền Nam này mình cũng được cho là người duy nhất thuộc hệ Triệu Quốc Đống ở Điền Nam. Có lẽ cảm thấy một câu nói của mình trước mặt Triệu Quốc Đống sẽ thay đổi được cả vấn đề. Chỉ là Triệu Quốc Đống hỏi vấn đề làm Hoắc Vân Đạt không tiện trả lời,
vì thế y chỉ đơn giản giới thiệu qua về Lý Khánh và tình hình của Hồng Sơn trong thời gian này. Nhìn vẻ mặt của Triệu Quốc Đống, Hoắc Vân Đạt đúng là có chút buồn bực. Y không tin đám người ở ban tổ chức cán bộ không hiểu rõ tình hình, chỉ sợ bất cứ việc gì ở Hồng Sơn đều đã sớm xuất hiện trong đầu Triệu Quốc Đống. Mấy lời Hoắc Vân Đạt nói thì Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết. Tính của Lý Khánh là trầm ổn, nội liếm, nói theo hướng xấu là bảo thủ, hoàn toàn trái ngược với tính cách rộng rãi của Ngô Nguyên Tể. Nhưng người này cũng có ưu thế là phán đoán chính xác tình hình, có thể nắm chắc chừng mực, việc này là không dễ. Làm thị trưởng dưới trướng Ngô Nguyên Tể đúng là chuyện không dễ, nhưng mấy năm nay thị trưởng, bí thư Hồng Sơn phối hợp không có vấn đề gì, tốc độ phát triển của Hồng Sơn vẫn duy trì trong top 3 của tỉnh cũng là thành tích rất giỏi. Triệu Quốc Đống khá chú trọng công việc của Hồng Sơn. Ngô Nguyên Tể có thể lên làm bí thư thị ủy Côn Trớ tuy có nguyên nhân là do Triệu Quốc Đống hết sức đề cử nhưng từng đó còn chưa đủ. Ngô Nguyên Tể nắm bắt tốt cục diện Hồng Sơn, tốc độ tăng trưởng mấy năm qua vẫn khá nhanh, xã hội ổn định, có thể đồng thời làm được ba điểm này là rất đáng khen. Không giống vài nơi tuy kinh tế phát triển nhanh nhưng mâu thuẫn xã hội nhiều, sự kiện quần thể liên tục diễn ra. Côn Châu làm tỉnh thành thì quyết không cho phép hiện tượng đó xảy ra. Đúng là vì nguyên nhân này nên Thái Chánh Dương mới chọn Ngô Nguyên Tể đến làm bí thư thị ủy Côn Châu. Đương nhiên việc này cũng phải được Chư Hiền tán thành vì dù sao bí thư thị ủy Côn Châu cũng muốn tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Bây giờ Ngô Nguyên Tể rời khỏi Hồng Sơn, Lý Khánh theo logic làm bí thư thị ủy Hồng Sơn. Như vậy ai làm thị trưởng cũng là điều đáng để suy nghĩ. Lý Khánh trầm ổn nội liếm nên cần một thị trưởng có sức sáng tạo đến hỗ trợ. Bí thư thị ủy nắm giữ phương hướng. Thị trường tích cực mưu cầu phát triển, đây là sự kết hợp khá tốt. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết còn thực tế vẫn có rất nhiều vấn đề. Giống như Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân vậy, Triệu Quốc Đống không phải người nội liếm, mà Trung Dược Quân không phải là người có sức sáng tạo nhưng Triệu Quốc Đống mạnh mẽ chỉ huy, Trung Dược Quân kiên quyết chấp hành nên vẫn sáng tạo được thành tích huy hoàng. Theo những gì ban tìm hiểu và lời Hoắc Vân Đạt nói, Quách Đại Cương và Cổ Thiết Sinh không phải lựa chọn tốt nhất cho chức thị trưởng Hồng Sơn. Quách Đại Cương nhìn qua quyết đoán nhưng y chỉ học được quan niệm bề ngoài từ Ngô Nguyên Tể, thiếu năng lực phán đoán cục diện một cách chính xác, sức chấp hành còn chưa đủ, mạo muội đặt vào vị trí thị trưởng nên ngược lại sẽ dẫn tới mâu thuẫn lớn hơn nữa. Mà Cổ Thiết Sinh mặc dù có tác phong kiên định, nhưng thiếu sự thôi thúc trong công việc và sáng tạo. Với địa vị của Hồng Sơn trong tỉnh hiện nay và suy nghĩ của Kiêu Kiêu thì Hồng Sơn cùng Côn Châu, Khúc Châu, Ngọc Hà là các trụ cột để nâng kinh tế Điền Nam lên. Tỉnh ủy Điền Nam sẽ không muốn thấy một bộ máy Hồng Sơn bình thường, cũng không chấp nhận sự phát triển của Hồng Sơn chậm phát triển. Nhưng muốn cho một người chính thức phù hợp với ý đồ của tỉnh ủy là không dễ dàng. Ban đã đề cử không ít người nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không quá hài lòng chứ đừng nói là làm Kiêu Kiêu hài lòng. Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc là do lý lịch của Hoắc Vân Đạt còn thiếu. Nếu Hoắc Vân Đạt đã làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng 2-3 năm thì Triệu Quốc Đống dù mạo hiểm bị người mắng sau lưng cũng muốn đưa Hoắc Vân Đạt lên làm thị trưởng. Không nói chuyện này nữa, việc lựa chọn thị trưởng Hồng Sơn thì tỉnh ủy sẽ cân nhắc chu đáo. Anh nói công việc của mình đi, có thuận lợi không? Đã làm đến thường vụ thị ủy rồi nên cũng cần đặt yêu cầu cao hơn với mình chứ. Triệu Quốc Đống cười nói rồi đột nhiên cảm thấy mình lại nói mấy câu khá sáo rỗng, nghe không được tự nhiên nên hắn không nhịn được cười. Hoắc Vân Đạt cũng ý thức được điểm này nên cười nói. Trưởng ban Triệu, ngài đến ban tổ chức cán bộ có phải học được cách nói này không? Ngài ở Ninh Lăng không phải vậy. Ha ha, không phải tôi thích nói như vậy, chỉ là hình thành thói quen mà thôi, đây là thói quen không tốt nhưng nếu thiếu mấy câu nói như thế này thì lại giống như thiếu gì đó. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã bỏ được thứ trong tay xuống. Đúng, tôi định điều Phan Xảo tới ban thiếu một phó chánh văn phòng. Ồ. Vậy nên chúc mừng hay an ủi Phan Xảo đây? Hoắc Vân Đạt ngẩn ra nói. Chúc mừng vì thoát khỏi Hồng Sơn để lên tỉnh thành, chẳng qua có phải có nghĩa khả năng quay về Ninh Lăng của Phan Xảo gần như là không có không? Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu nói. Cái này phải xem chính Phan Xảo. Tôi bây giờ cảm thấy ban thiếu một người quen thuộc nên có một số việc xử lý không hợp với thói quen của tôi. Vậy có phải là làm thư ký cuộc sống của ngài không? Hoắc Vân Đạt nói. Triệu Quốc Đống trừng mắt nói. Anh có phải tới Điền Nam nên không coi tôi ra gì hả? Hắc hắc, trưởng ban Triệu, không phải bị ngài ép sao? Cứ ép tôi sang đây, lúc mới đến 1-2 tháng gần như bị ép đến chết người, còn có thể không nghĩ cách buông lỏng mình sao?
Tôi không biết Phan Xảo và Hướng Quân làm như thế nào qua được đoạn thời gian đó. Tên Hướng Quân làm cũng được, trong thời gian này y có tới chỗ ngài không? Hoắc Vân Đạt không thèm để ý, tất cả mọi người đều cùng đường, đều tới Điền Nam từ Ninh Lăng nên có cảm giác đoàn kết. Ừ, lúc tôi vừa tới thì cũng đến một lần, sau đó cũng gọi điện vài lần. Trong thời gian trước tôi quá bận, xuống các nơi suốt, bây giờ còn đỡ một chút nên các anh rảnh rỗi thì lên đây ngồi nói chuyện. Triệu Quốc Đống cười nói. Từ tỉnh An Nguyên đến Điền Nam, chúng ta cũng là cùng đến một nơi có phải là ông trời an bài không? Cái này cũng khó nói. Hoắc Vân Đạt thở dài một tiếng, câu nói đến miệng phải nuốt xuống. Xem ra Triệu Quốc Đống ngồi ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ cũng không quá thoải mái. Mình vốn định nói ra phiền não trong lòng nhưng lúc này lại do dự. Quyển 17, chương 57. Triệu Quốc Đống thấy Hoắc Vân Đạt do dự nên nói. Vân Đạt, sao đến chỗ tôi còn rụt rè thế? Chẳng lẽ nói có gì không thể nói với tôi? Là chuyện công việc hay vấn đề cá nhân của anh? Có phải muốn tôi cũng điều anh lên ban không? Không, không phải ý này, ít nhất bây giờ còn không cần. Nói thật Hoắc Vân Đạt vẫn không nỡ bỏ hẳn Ninh Lăng, nhất là khi Đông Giang đã mở ra cục diện, y phối hợp ăn ý với bí thư quận ủy Giản Hồng. Có thể nói đang là thời cơ tốt nhất để lập nghiệp thì lại bị điều tới Điền Nam, phải bắt đầu lại từ đầu. Trong một năm ngắn ngủi nếu muốn đạt thành tích thì đâu có dễ. Hoắc Vân Đạt thực ra cũng biết ý tốt của Triệu Quốc Đống đối với mình. Sang Điền Nam, mình thoáng cái lên một cấp, nếu không ở lại Đông Giang dù là Giản Hồng đi. Mình kế nhiệm chức bí thư quận ủy thì ít nhất cũng muốn làm bí thư quận ủy 2-3 năm. Mà sang bên Điền Nam mình thoáng cái vượt qua cấp bí thư, trực tiếp lên cấp phó giám đốc sở. Hơn nữa bây giờ Triệu Quốc Đống cũng đẩy mình lên vị trí thường vụ thị ủy, có thể nói làm mình tiết kiệm ít nhất 5 năm phấn đấu. 5 năm đối với một cán bộ ở độ tuổi như Hoắc Vân Đạt mà nói là rất quý giá. Nhưng Hoắc Vân Đạt sang Điền Nam còn cần thời gian và kinh nghiệm để làm quen tất cả, nó khác ở Ninh Lăng. Y có nhiều tài nguyên, quan hệ để vận dụng. Mà ở đây Hoắc Vân Đạt phải bắt đầu lại từ đầu, tích lũy từng chút một. Bây giờ Triệu Quốc Đống đặt y lên chức thường vụ thị ủy, phó thị trưởng, có thể nói là vị trí cao nên cần thời gian để điều chỉnh tâm lý cho phù hợp với vị trí này. Còn muốn trong thời gian ngắn đạt thành tích để chứng minh mình, chỉ như vậy y mới có thể đứng vững ở Điền Nam. Vậy anh có vẻ mặt này là gì? Là do công việc không thuận lợi sao? Lý Khánh đối xử không tốt với anh ư? Triệu Quốc Đống không tin. Trưởng ban Triệu, không phải như vậy. Bí thư Lý đối với tôi rất khách khí, cũng ủng hộ công việc tôi phụ trách nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình làm ở Hồng Sơn không được tốt. Hoắc Vân Đạt trước mặt Triệu Quốc Đống thường không che giấu gì. Một nguyên nhân có thể do bí thư Ngô đi, tôi cần phải thích ứng với phong cách của bí thư Lý, còn một nguyên nhân khác nữa là việc thị trưởng mãi không được xác định, bộ máy không đầy đủ nên triển khai công việc không được thuận lợi. Ồ! Đây là giai đoạn quá độ nên rất bình thường. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm, hắn lo là Hoắc Vân Đạt không quen với bên Điền Nam. Trưởng ban Triệu, còn có chút chuyện. Hoắc Vân Đạt cảm thấy dù như thế nào cũng phải biểu đạt ý của bản thân. Một lát sau đến khi Triệu Quốc Đống bị vẻ mặt y hấp dẫn, y mới nói. Tôi có cảm giác hoặc là nói vẫn có vài nhân tố làm mình không quá thích ứng. Chính là tôi cuối cùng cảm thấy từ cán bộ lãnh đạo đến nhân viên đều không quá tích cực mưu cầu phát triển, hoặc là nói không có áp lực gì. Nói dễ nghe thì là bình tĩnh, thong dong, nói khó nghe là tự hài lòng với bản thân, chỉ thích so sánh mình với nơi kém hơn chứ không so sánh với nơi tốt hơn. Tâm lý này phải nói là rất nặng, tôi thấy quan niệm tư tưởng nếu không thay đổi thì đây vẫn mãi là nhân tố ngăn cản phát triển. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, xem ra Hoắc Vân Đạt không phải người chỉ biết vùi đầu kéo xe không nhìn đường. Hoắc Vân Đạt đã rất nhạy cảm nắm bắt được tâm lý cán bộ, không thể nói tâm lý này không tốt nhưng ở Điền Nam đang có cơ hội phát triển thì đã tạo thành ảnh hưởng mặt trái. Trên thực tế hắn cũng sớm ý thức được điểm này. Đây không phải là tật xấu riêng của Điền Nam, ở khu vực Trung Tây có nhiều nơi có quan niệm tư tưởng như vậy. Mà loại xu thế nhìn như bình thường này nếu tích lũy lại sẽ thể hiện vào trong công việc, các nhà đầu tư từ bên ngoài đến sẽ khó có thể thích ứng và cảm thấy chuyện ở đây luôn diễn ra chậm. Trình tự thủ tục rõ ràng có thể làm xong trong nửa tiếng lại kéo đến 2 tiếng mới xong, đóng một con dấu phải đi qua 3 đơn vị mới coi như ổn thỏa. Việc này đối với các nhà đầu tư quen với hiệu suất làm việc cao ở khu vực Duyên Hải mà nói thì bọn họ không chịu được. Xem ra hơn nửa năm công tác làm anh rất có cảm xúc. Lời anh nói tôi cũng đồng tình, nếu như nói quan niệm tư tưởng của An Nguyên chúng ta trước đây còn có chênh lệch với khu vực Duyên Hải,
chúng ta cần phải bài trừ quan niệm cũ, tăng lên tầm nhìn. Như vậy bên Điền Nam thì có thể nói quan niệm bảo thủ của lãnh đạo, cán bộ càng sâu hơn an nguyên, lắng đọng càng sâu. Tôi đã nói việc này với Bí thư Chánh Dương, Bí thư cũng cho rằng đây là nhân tố quan trọng hạn chế sự phát triển của Điền Nam. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói thêm. Làm như thế nào bài trừ quan niệm tư tưởng ngăn cản sự phát triển của Điền Nam, ngoài việc không ngừng giải phóng tư tưởng, đột phá cái mới thì còn cần giơ cao ngọn cờ đổi mới, muốn chính thức phá vỡ tâm lý tự thỏa mãn, thực hiện chuyển biến chính thức về quan niệm tư tưởng. Việc này cần một quá trình nhưng tôi cảm thấy chúng ta có thể áp dụng dần từng bước vào những sự việc cụ thể, con người cụ thể. Hoắc Vân Đạt nghe ra ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Mặc dù Triệu Quốc Đống không rõ ràng phê bình y nhưng y vẫn có chút xấu hổ. Mình chỉ đơn thuần nhìn không quen nhưng thật không nghĩ đến làm như thế nào thay đổi xu thế này, nhất là thực hiện chuyển biến trong công việc cụ thể. Anh bây giờ đã là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng phụ trách công nghiệp, giao thông và thu hút đầu tư thì càng phải tự cảm nhận, phải kiên trì quan niệm mới mà chúng ta đưa ra lúc còn ở Ninh Lăng. Anh phải nhớ anh không đại biểu cho riêng mình, còn đại biểu cho hình tượng cán bộ từ Ninh Lăng tới. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Anh đến Hồng Sơn công tác không chỉ muốn giúp Hồng Sơn phát triển kinh tế, càng muốn cho bọn họ thay đổi quan niệm, để cho bọn họ ý thức được nguyên nhân chênh lệch với khu vực phát triển là ở đâu. Ngoài mấy nhân tố vị trí địa lý, cơ sở vật chất ra thì càng quan trọng hơn chính là quan niệm. Triệu Quốc Đống nói làm Hoắc Vân Đạt không ngừng gật đầu. Câu này có thể nói là không nhẹ làm mặt y nóng lên. Mặc dù cảm thấy hơi vượt quá quyền hạn của mình nhưng Triệu Quốc Đống nói như vậy đương nhiên là có lý. Nếu mình cũng giống như các cán bộ khác thì sẽ mất đi ý nghĩa mà Triệu Quốc Đống bố trí mình tới Hồng Sơn. Hai người đang nói chuyện, Triệu Quốc Đống thấy Đoạn Tự Lập ngoài cửa nên biết chỉ sợ lại có người đến tìm mình, hơn nữa nhất định là người có thân phận không bình thường. Tiểu Đoạn, có chuyện gì vậy? Trưởng Ban Triệu, thị trưởng Diệp tới nói ngài có rảnh không để thị trưởng báo cáo công việc. Ồ, vậy à? Triệu Quốc Đống nói. Bảo anh ta vào đi, cũng không có người lạ. Đoạn Tự Lập gật đầu nói. Vâng, tôi lập tức mời thị trưởng Diệp vào. Diệp Khánh Xuyên vào phòng liếc mắt nhận ra có một người khác nữa, nhưng y lập tức biết ngay đó là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thị xã Hồng Sơn, Hoắc Vân Đạt, đây là cán bộ điều từ An Nguyên tới. Lúc trước chỉ là phó thị trưởng, bây giờ đã lên làm thường vụ thị ủy, coi như là mọc rễ ở Hồng Sơn. Đây là người thuộc hệ trưởng Ban Triệu. Diệp Khánh Xuyên không biết mình trong mắt người ngoài có được coi là người Triệu hệ không. Khánh Xuyên ngồi đi, Vân Đạt, anh nhận ra chứ? Triệu Quốc Đống rất thân thiết xua tay nói. Trưởng Ban Triệu, tôi sao có thể không nhận ra thị trưởng Hoắc? Thị trưởng Hoắc phụ trách công nghiệp, giao thông, thu hút đầu tư ở thị xã Hồng Sơn và làm rất tốt. Nửa đầu năm nay thu hút đầu tư của Hồng Sơn đứng đầu cả tỉnh, tập đoàn Hoa Tín đầu tư 350 triệu vào hạng mục điện phân ở Hồng Sơn làm cho các thị xã xung quanh đều đỏ mắt. Diệp Khánh Xuyên cười cười bắt tay Hoắc Vân Đạt. Chỉ riêng hạng mục này cũng đủ để công tác thu hút đầu tư trong năm nay của Hồng Sơn đứng đầu cả tỉnh. Nghe nói tập đoàn Hoa Tín còn dự định thêm một loạt các hạng mục gia công. Thị trưởng Diệp quá khen rồi. Tôi nghe nói tập đoàn Hâm Đạt cũng đang chuẩn bị làm lớn ở Văn Thành. Tôi thấy quy mô hạng mục này không thua gì bên Hồng Sơn chúng tôi. Năm nay thị xã Văn Thành có thị trưởng Diệp lãnh đạo thì tôi nghĩ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhất định sẽ vọt lên top 3. Hoắc Vân Đạt cũng biết Diệp Khánh Xuyên có quan hệ không kém với Triệu Quốc Đống, bên ngoài đều đồn Diệp Khánh Xuyên có lai lịch trên Bắc Kinh, cũng có quan hệ phức tạp với Triệu Quốc Đống. Quyển 17, chương 58. Được rồi, hai anh đừng khen qua khen lại nữa, không chừng trong bụng lại đang suy nghĩ khác đó. Khánh Xuyên sợ là đang nghĩ Hoắc Vân Đạt anh không phải nhờ ưu thế từ bên Ninh Lăng nên kéo tới mấy hạng mục sao. Nếu Hoắc Vân Đạt là cán bộ trưởng thành ở Điền Nam thì thử xem có được vậy không. Vân Đạt lại đang nghĩ Hoắc Vân Đạt anh không phải nhờ vầng sáng từ trên bộ xuống sao. Không có ưu thế đó thì anh dựa vào cái gì ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển một năm, ở Côn Châu một năm rồi nhảy đến Văn Thành làm thị trưởng. Triệu Quốc Đống nói làm cả hai người Hoắc Vân Đạt, Diệp Khánh Xuyên đều đỏ mặt. Câu này không khác gì nói chúng tim đen bọn họ. Cả đời Hoắc Vân Đạt ngoài phục Triệu Quốc Đống ra thì không thật lòng phục ai khác. Dù là Ngô Nguyên Tể thì y chỉ cho rằng đối phương có quyết đoán và năng lực nhưng nhân cách còn kém xa Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có thể ở độ tuổi hơn 30 cảm phục những người làm chính trị nhiều năm như Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh, Lỗ Năng, Trúc Văn Khôi, đây không chỉ dựa vào bản lĩnh kinh tế, mà còn do sự rộng lượng, trí tuệ, kiến thức. Về phần Diệp Khánh Xuyên, Hoắc Vân Đạt thấy đúng như lời Triệu Quốc Đống nói,
nhân tố từ bộ xuống chiếm đa số. Đương nhiên suy nghĩ trong lòng Diệp Khánh Xuyên cũng không khác gì mấy so với Hoắc Vân Đạt. Có thể đến Hồng Sơn đương nhiên là do Hoắc Vân Đạt được Triệu Quốc Đống coi trọng. Bản lĩnh có thể có một chút nhưng nói tóm lại là nhờ vào Triệu Quốc Đống. Hơn nữa Triệu Quốc Đống đến Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên đúng là có mùi nhờ hơi ấm. Thấy hai người Hoắc Vân Đạt, Diệp Khánh Xuyên đều có vẻ xấu hổ, Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Đây đều là người hắn coi trọng, Hoắc Vân Đạt không nói, Diệp Khánh Xuyên mặc dù do một phần nguyên nhân là có qua tính nhưng biểu hiện mấy tháng qua của Diệp Khánh Xuyên ở Văn Thành cũng được Vi Văn Minh tán thành. Lúc Vi Văn Minh lên báo cáo công việc với Triệu Quốc Đống cũng nói hài lòng về Diệp Khánh Xuyên, cho rằng Diệp Khánh Xuyên chẳng những nhiệt tình trong công việc, hơn nữa nhanh chóng dung hợp với công việc thực tế của Văn Thành. Chẳng qua lời nói của Triệu Quốc Đống thật ra đã đánh vỡ tầng ngăn cách như có như không giữa Hoắc Vân Đạt và Diệp Khánh Xuyên. Mặc dù hai người có kinh nghiệm khác nhau, vị trí khác nhau nhưng cùng có điểm chung, đấy là không phải cán bộ địa phương Điền Nam. Một người từ bộ xuống, một từ tỉnh khác sang nên đều không quá hài lòng với quan niệm bảo thủ của cán bộ Điền Nam. Diệp Khánh Xuyên một lòng muốn đạt thành tích ở thị xã Văn Thành cho nên không ngừng chạy lên tỉnh, một lòng muốn chứng thực đường cao tốc Côn Văn. Hạng mục đầu tư của tập đoàn Hâm Đạt đang được đàm phán khá nhanh, hơn nữa tập đoàn Hoa Năng cũng có ý đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện ở Văn Thành. Hơn nữa Diệp Khánh Xuyên còn từ bộ thương mại xuống nên có không ít tài nguyên, có thể tranh thủ một ít tài nguyên từ trên Bắc Kinh nên khá tự tin. Lúc này y muốn nhân cơ hội chạy cao tốc Côn Văn thuận tiện lên Bắc Kinh, đến khu vực Duyên Hải xem có thể thu hút đầu tư hay không, có thể đạt thành tích lớn hơn nữa hay không. Hoắc Vân Đạt cũng không muốn bình lặng ở Hồng Sơn, nhất là khi Triệu Quốc Đống cũng đến Điền Nam, còn đưa mình lên vị trí thường vụ thị ủy, y càng khát vọng làm ra thành tích ở Hồng Sơn. Sản xuất công nghiệp của Hồng Sơn không kém, mấy ngành thuốc lá, luyện kim, khai khoáng, điện lực cũng có quy mô nhất định, có tiềm lực lớn mở rộng thêm. Làm như thế nào tăng giá trị sản lượng của các ngành này là một thử thách không nhỏ đối với Hoắc Vân Đạt. Việc thu hút đầu tư thực ra dễ hơn nhiều, giống như Phan Xảo kéo được tập đoàn Tinh Lãng đến vậy, có lẽ cũng rất nhanh tiến vào giai đoạn xây dựng. Sự tôn trọng của người đàn ông trưởng thành dành cho nhau được thành lập trên cơ sở thực lực và tình cảm, nhất là ở xã hội này càng như vậy. Triệu Quốc Đống coi như tạo sân khấu cho hai người vốn không quen gặp nhau, đương nhiên sau này biến hóa ra sao thì không ai có thể đoán định. Đào Hòa Khiêm thấy Tống Quốc Lương vào liền nói. Quốc Lương, xem một chút đi, một sóng chưa xong sóng khác đã tới. Tống Quốc Lương có chút khó hiểu cầm tờ tạp chí trên bàn lên xem. Đây là bài báo, giải phóng tư tưởng từ cán bộ lãnh đạo, người viết ký tên phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Kỳ Tử Lan. Tống Quốc Lương cẩn thận đọc bài viết rồi dần nhíu mày lại. Bài viết này được Kỳ Tử Lan viết ra sau khi cùng với Triệu Quốc Đống đi khảo sát công tác các thị xã trong toàn tỉnh, chủ yếu nói đến tác phong làm việc và quan niệm tư tưởng của bộ máy đảng ủy, chính quyền cấp thị xã, huyện, mặc dù dùng từ khá uyển chuyển hơn nữa không chỉ đích danh thị xã nào, huyện nào. Nhưng nếu có người chú tâm thì căn cứ trong đó cũng có thể đoán được đôi phần. Cũng may vấn đề bài viết này đưa ra là vấn đề chung, thị xã các nơi hoặc ít hoặc nhiều đều tồn tại vấn đề ở phương diện này nhưng bài viết trọng điểm đưa ra bộ máy một vài thị xã đều thỏa mãn với thực tại, không có chí thiếu thủ, cũng đưa ra ý kiến phê bình và cải tiến. Ồ, đây là ra mặt thay Triệu Quốc Đống. Kỳ Tử Lan nhanh như vậy đã dựa vào lòng Triệu Quốc Đống sao? Trên mặt Tống Quốc Lương lộ rõ vẻ khinh thường. Chủ tịch Hòa Khiêm, cái này cũng không có gì lạ cả. Triệu Quốc Đống mới tới nên cần đưa ra thành tích gì đó. Điền Vĩnh Thái dựa vào Triệu Quốc Đống mà được chức phó trưởng ban thường trực, Kỳ Tử Lan bây giờ cũng không muốn ngồi yên chẳng lẽ là muốn đẩy Liêu Cương xuống. Hắc hắc, không tính là dựa vào nhưng ít nhất cũng là có ý đó. Kỳ Tử Lan ở thời Cao Vĩnh Khôn đã dựa vào, bây giờ đổi trưởng ban thì sao không nghĩ đến thay đổi chứ? Nhất là khi Điền Vĩnh Thái lên làm phó trưởng ban thường trực. Ai có thể không động tâm? Mặc dù thấy Đào Hòa Khiêm nhíu mày nhưng Tống Quốc Lương vẫn không chịu thu miệng lại. Y đã quen lúc chỉ có hai người thì sẽ thả lỏng mình, thậm chí có tâm lý ngang hàng với Đào Hòa Khiêm. Ban tổ chức cán bộ thay đổi không hề ít, tôi thấy Triệu Quốc Đống này không bình thường, ai cũng nói muốn đánh ngoài phải yên trong nhưng hắn lại làm cả hai cùng lúc, trong ngoài không bỏ. Mặc dù không thích thái độ của Tống Quốc Lương nhưng Đào Hòa Khiêm vẫn đánh giá cao tính nhạy cảm của Tống Quốc Lương. Triệu Quốc Đống đến Điền Nam mới được vài tháng nhưng không ngừng có động tác. 2-3 tháng chạy hết 16 thành phố, thị xã, nghe nói từng thị xã ít nhất đến 2 huyện, mỗi huyện ít nhất đến 2 xã, thị trấn, công ty, tạo tiếng vang lớn.
không ít thị xã đều cho rằng hắn ít nhất muốn xuống cơ sở, tìm hiểu tình hình thực tế của địa phương, sự nỗ lực đó không khỏi làm người ta phục. Tuổi còn trẻ đúng là tốt, đi nhiều như vậy, một ngày chạy ít nhất cũng vài trăm cây, đừng nói là mình dù đưa mắt nhìn hết bộ máy tỉnh ủy và ủy ban cũng không ai chịu nổi được. Quốc Lương, ít nhất tác phong của Triệu Quốc Đống là đáng để học tập, so sánh với Cao Vĩnh Khôn thì hắn được cơ sở cấp huyện đánh giá cao hơn. Đào Hòa Khiêm nói, hừ, hắn không thể không làm như vậy. Hắn từ ngoài đến không quen biết mấy người, muốn tìm hiểu cán bộ thì không thể ngồi trong văn phòng nghe cấp phó nói chứ. Bên dưới cũng cần có người nghe hắn nói mà. Làm thế nào thành lập quan hệ tình cảm thì cũng cần tiến dần từng bước. Nói thật ở phương diện này hắn làm tốt hơn Cao Vĩnh Khôn, nhưng đây lại là tin tức không tốt đối với chúng ta. Tống Quốc Lương có chút buồn bực nói. Quyển 17, chương 59. Đào Hòa Khiêm im lặng không nói. Vẻ mặt của Tống Quốc Lương đã chứng minh mặc dù thái độ của y vẫn kiêu ngạo nhưng trên thực tế đã sớm xếp Triệu Quốc Đống thành đối thủ nguy hiểm nhất. Ngoài lợi thế do làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Triệu Quốc Đống cũng có thủ đoạn rất cao. Đầy tâm phúc của Cao Vĩnh Khôn là Tần Lực đến làm bí thư thị ủy Đức Hồng, vừa tránh cho đám cán bộ địa phương phát huy sức ảnh hưởng ở ban tổ chức cán bộ, cũng làm cho Cao Vĩnh Khôn và Tần Lực hài lòng. Mà bên này cũng là lấy vị trí cho Điền Vĩnh Thái là người Triệu Hệ, tiến thêm một bước củng cố địa vị của Triệu Quốc Đống ở ban tổ chức cán bộ. Sau mấy lần dẫn Kỳ Tử Lan đi khảo sát, Triệu Quốc Đống coi như kéo được Kỳ Tử Lan vào vòng tròn của mình, không chừng Kỳ Tử Lan sẽ được đề bạt lên thay Liêu Cương làm giám đốc sở nội vụ. Còn Phương Dạ Bạch được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu, đây là lấy lòng Phương Gia. Phương Gia mặc dù không phải gia tộc lớn nhất ở Điền Nam nhưng cũng có tiếng tăm, sức ảnh hưởng ở địa phương không hề nhỏ. Chiêu này khiến cho chút lực lượng còn sót lại cũng rơi vào tay Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống liên minh với Chử Liễu cũng khiến lực lượng bản địa Điền Nam có phân hóa. Thị xã Văn Thành là ổ của Chử Liễu, bây giờ Chử Liễu được Triệu Quốc Đống ủng hộ nên ngay cả Trương Bảo Quốc cũng không thể động vào Văn Thành. Bây giờ Kỳ Tử Lan đưa bài viết này lên tạo sóng gió, đây là chuẩn bị dư luận cho đợt điều chỉnh tiếp theo. Mỗi một chiêu của Triệu Quốc Đống đều rất chính xác, giống như có vô số quân sư đứng ngoài lên kế hoạch cho hắn. Anh không thể tưởng tượng nổi một cán bộ mới 35 tuổi mà có thủ đoạn chính trị cao như vậy. Lần trước Tống Quốc Lương đã đạt thành hiệp nghị với Triệu Quốc Đống, tránh cho việc Trương Bảo Quốc đắc lợi. Nhưng nó lại cổ vũ Triệu Quốc Đống gây sự, rốt cuộc là chơi với lửa hay là rút củi đáy nồi cũng khó nói. Mà đợt điều chỉnh ở khu vực Điền Tây Nam, Tây Bắc, Điền Trung lại sắp diễn ra, Thái Chánh Dương nhất định sẽ nhân đợt thủ tướng đến khảo sát Điền Nam mà đẩy mạnh việc thực hiện ý đồ của y. Đào Hòa Khiêm cũng biết việc điều chỉnh là bắt buộc. Hơn 2 năm qua từ khi Thái Chánh Dương đến Điền Nam vẫn rất yên ổn, không có động tác gì lớn về mặt nhân sự, ngoài mấy lãnh đạo chủ yếu các nơi do đến tuổi hoặc nguyên nhân nên bị điều chỉnh ra, về cơ bản vẫn duy trì kết cấu vốn có. Đào Hòa Khiêm trước đó lợi dụng lúc bí thư tỉnh ủy trước sắp đi và không muốn mâu thuẫn quá nhiều với mình nên đưa khá nhiều người của mình lên vị trí cao. Đào Hòa Khiêm phải thừa nhận mình có tư tâm, có vài vị trí không quá thích hợp mà mình vẫn an bài. Ví dụ như bí thư thị ủy Chiêu Đạt, Lý Minh Sơn. Không thể không nói sự phát triển chậm của Chiêu Đạt là có quan hệ đến Lý Minh Sơn, bảo sao trong bài viết kia Kỳ Tử Lan không hề khách khí công kích. Chẳng qua Lý Minh Sơn đã xuống. Chức bí thư thị ủy Chiêu Đạt đã do đối phương nắm giữ, bây giờ nếu còn muốn tạo cơn gió lốc trong toàn tỉnh thì đó là điều Đào Hòa Khiêm không thể chấp nhận. Đào Hòa Khiêm phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện bất lợi này. Nhưng Thái Chánh Dương đang chiếm ưu thế, nhất là nhân cơ hội thủ tướng đến Điền Nam nên Đào Hòa Khiêm biết mình không thể nào đi ngược gió, phải cố gắng tiêu hao sức ảnh hưởng do đợt điều chỉnh này. Quốc Lương, anh nói với bọn họ trong thời gian này phải chú ý nhiều hơn. Thủ tướng đến Điền Nam đủ thấy Trung ương coi trọng Điền Nam chúng ta như thế nào. Trung ương cũng khá hài lòng về công việc của Điền Nam, nhưng không thể xem nhẹ. Trong hội nghị công tác Trung ương đã đưa ra mấy ý kiến cải tiến đối với Điền Nam, tỉnh ủy, ủy ban cũng cần phải chứng thực các ý kiến này của Thủ tướng. Cần phải để cán bộ lãnh đạo chăm chú học tập tinh thần này, nhất là làm như thế nào giải phóng quan niệm tư tưởng, dùng việc thay đổi quan niệm tư tưởng để thực hiện chuyển biến phát triển kinh tế. Ở điểm này cần tuyên truyền. Cần khen thưởng, công việc nhất định phải làm tốt. Đào Hòa Khiêm suy nghĩ khá lâu mới nói. Tống Quốc Lương cẩn thận phân tích lời Đào Hòa Khiêm nói và ngửi ra điểm trong đó. Tôi hiểu thưa Chủ tịch, tôi lập tức nói với bọn họ nhất định phải làm tốt công việc này. Quốc Lương, anh còn chưa thấy rõ, đây chẳng qua chỉ là chiêu ứng phó của chúng ta. Chúng ta đã mất thế,
Trước khi thủ tướng đến Điền Nam thì chúng ta nên nhạy cảm nắm bắt cơ hội này nhưng lại không thể, bây giờ chúng ta cần nhanh chóng tạo thanh thế nếu không trong cơn gió lốc này chúng ta sẽ càng bị động hơn. Đào Hòa Khiêm nặng nề nói. Tống Quốc Lương ngẩn ra. Chủ tịch, không đến mức như vậy chứ. Chúng ta nếu là thế thì Trương Bảo Quốc. Hừ, tôi sẽ nói chuyện với y, hy vọng y cũng có thể thấy rõ tình hình. Tôi lo là y thấy quá rõ thì phiền. Đào Hòa Khiêm lạnh nhạt nói. Thấy Tống Quốc Lương vẫn thất thần, Đào Hòa Khiêm lại nói. Có lẽ tôi hơi bi quan nhưng rất nhiều chuyện chúng ta phải tính đến trường hợp xấu nhất. Thái Chánh Dương ở ẩn 2 năm không có hành động cũng không phải là do hắn không có lực lượng, mà là hắn đang đợi thời cơ. Bây giờ thời cơ đã chín, lúc này chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ còn thảm thiết hơn cơn sóng trước. Tống Quốc Lương không nói gì, câu nói của Đào Hòa Khiêm chính là một điềm báo không tốt. Nhưng đúng như lời Đào Hòa Khiêm nói, bây giờ mặc dù muộn nhưng nếu anh không làm gì thì càng hỏng hơn, càng nguy hiểm hơn. Phan Xảo nhận được tin mình sẽ điều lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm phó chánh văn phòng là Từ Hoắc Vân Đạt. Trước đó không có chút tin tức gì lộ ra. Đương nhiên có lẽ trong mắt Triệu Quốc Đống thì cô chỉ là một cán bộ cấp phó huyện là không đáng gì. Một câu nói của hắn có thể làm cho mình điều từ huyện xa xôi của Hồng Sơn đến ngay ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Việc Triệu Quốc Đống không trưng cầu ý kiến mà đã điều mình lên, Phan Xảo chỉ có thể oán thầm mà thôi. Sau khi Triệu Quốc Đống điều đến làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, Phan Xảo đã có dự cảm vận mệnh của mình sẽ một lần nữa hoàn toàn thay đổi. Nhưng Triệu Quốc Đống đến Điền Nam mấy tháng, tới Hồng Sơn khảo sát chỉ có 2 ngày ngắn ngủi, thậm chí không có huyện cô đang công tác. Cô mặc dù đến gặp Triệu Quốc Đống 2 lần nhưng chỉ nói được vài câu thì hắn đi họp, một lần khác thậm chí còn không gặp được hắn. Cũng may cô gái trong ban hình như biết mình từ tỉnh An Nguyên tới nên có ý tốt truyền lời giúp mình. Hôm sau Triệu Quốc Đống cũng gọi tới nói chuyện làm mình thấy thư thái hơn. Chánh văn phòng Phan, đây vốn là văn phòng của sếp Phương đi bây giờ để lại cho chị. Chị xem có gì cần đổi không? Chánh văn phòng Phương thích đơn giản, không biết chị có sở thích gì, chị nói thì chúng tôi có thể bố trí giúp. Đi theo Phan Xảo chính là cô gái lần trước truyền lời giúp cô. Cô gái này tuổi không lớn nhưng ngoan ngoãn, khéo léo, có lẽ mới tốt nghiệp chưa lâu và được phân vào ban. Không có gì, tôi thấy rất tốt. Như vậy đi Tiểu Tần, cô chuẩn bị cho tôi một chậu cây để vào góc, chỉ cần là cây xanh là được, có thêm màu xanh thì tâm trạng làm việc cũng tốt hơn. Phan Xảo cười cười gật đầu, nơi này chính là văn phòng làm việc của mình. Cô vốn quen phong cách ở huyện, giờ đột nhiên lướt qua cấp thị xã mà nhảy vào trụ sở tỉnh ủy đúng là làm cô thấy mình như nằm mơ. Vâng, tôi lập tức bảo Trương Tỷ đi chuẩn bị, chị ấy phụ trách mảng này trong ban. Tiểu Tần lộ đổi răng hổ trông khá đáng yêu. Chánh văn phòng Phan, chỗ ở của chị thì trưởng ban Điền đã chuẩn bị xong, ngay phía sau trụ sở, chẳng qua chỉ là một căn phòng đơn tạm thời. Ừ, không sao, tôi tạm thời chỉ ở đây một mình, một phòng là đủ rồi. Phan Xảo nhìn quanh phòng làm việc của mình, ban tổ chức cán bộ nằm trong một tòa nhà 4 tầng ở trụ sở tỉnh ủy. Văn phòng trưởng ban và phó trưởng ban thường trực nằm ở tầng cao nhất, mấy văn phòng nghiên cứu. Văn phòng tin tức tuyên truyền ở tầng 2, 2 vị phó trưởng ban khác ở tầng 3. Văn phòng cán bộ 1, cán bộ 2, cán bộ 4, cán bộ 5 nằm ở tầng 3, 4, tầng 1 là của văn phòng, phòng giáo dục cán bộ, phòng giám sát cán bộ, phòng nhân lực, cơ quan đảng ủy. Trưởng ban Điền mời chị lúc 3 giờ 30 đến văn phòng trưởng ban. Tiểu Tần thấy Phan Xảo hơi thất thần nên cẩn thận nhắc. Trưởng ban Điền không thích người khác đến muộn, tránh văn phòng Phan, chị chú ý một chút. Quyển 17, chương 60. Phan Xảo gật đầu tỏ vẻ đã biết, Điền Vĩnh Thái được Triệu Quốc Đống hết sức đẩy lên vị trí phó trưởng ban thường trực, nhất định là người được Triệu Quốc Đống tin cậy. Phan Xảo không muốn Điền Vĩnh Thái có ấn tượng không tốt về mình nên rất cẩn thận. Cô biết mình mới tới, tuy nói là đến trụ sở tỉnh ủy nhưng Phan Xảo cũng không sợ. Cô làm phó trưởng ban tuyên giáo quận Tây Giang nhiều năm, không dám nói hiểu rõ các vấn đề ở cơ quan như lòng bàn tay nhưng cô cũng hiểu tính cách của Triệu Quốc Đống. Làm thế nào làm tốt công tác ở vị trí phó chánh văn phòng, còn không muốn để người ngoài nói mình vì Triệu Quốc Đống mà được điều lên. Tiểu Tần, trưởng ban Triệu có nhà không? Chánh văn phòng Phan, trưởng ban Triệu buổi sáng bình thường đều ở, chiều có lúc có. Hôm nay trưởng ban không tới có lẽ là đi họp. Cô gái lắc đầu nói. Chị có thể hỏi chánh văn phòng Uông. Văn phòng ngoài Uông Tòng Hỷ làm chánh văn phòng ra còn có 3 phó chánh văn phòng.
Ngoài Phan Xảo còn có một phó chánh văn phòng phụ trách công tác văn thư và một phó chánh văn phòng phụ trách công tác hậu cần sự vụ, có thể nói đầy đủ ban bệ. Người của ban tổ chức cán bộ tuy không nhiều nhưng phân công đầy đủ, mỗi người phụ trách một mảng. Phương Dạ Bạch vốn phụ trách các việc bên ngoài của cơ quan, bố trí phối hợp các hội nghị, Phan Xảo nghĩ chắc mình sẽ tiếp nhận lại công việc của Phương Dạ Bạch, dù là công việc khác thì cô thật ra không lo. Công tác văn thư Phan Xảo tự tin không kém, cô tốt nghiệp trường sư phạm tuy mấy năm không tiếp xúc qua nhưng vẫn có trụ cột, học lại một chút là ổn. Chuyện của Phương Dạ Bạch càng đơn giản, phối hợp an bài hội nghị, liên lạc tiếp đón đều là việc cô từng làm. Nói tóm lại không cần biết phân công việc gì nhưng cô sẽ không làm trưởng ban chịu mất mặt. Phan Xảo đang suy nghĩ, Tiểu Tần liếc mắt thấy Điền Vĩnh Thái xuất hiện ở hành lang nên nói. Chánh văn phòng Phan, trưởng ban Điền đến. Điền Vĩnh Thái nhìn ra ngay một người phụ nữ cao gầy mặc đồ công sở màu xanh nhạt, đi giày cao gót trắng đang đứng trước cửa văn phòng vốn thuộc về Phương Dạ Bạch. Ồ, đây là Tiểu Phan phải không? Chào mừng, chào mừng. Điền Vĩnh Thái dừng một chút rồi lập tức đi tới. Trưởng ban Điền, chào ngài, tôi là Phan Xảo vừa đến báo danh. Tiểu Tần dẫn tôi tới xem phòng làm việc, tôi đang chuẩn bị đến trình diện với ngài. Phan Xảo hơi hạ thấp người nói. Tiểu Phan, không cần khách khí như vậy. Hôm nay trưởng ban Kỳ cùng trưởng ban Triệu đến Côn Châu khảo sát, trưởng ban Triệu có lẽ chiều cũng không về ban. Trưởng ban Triệu dặn tôi nói hôm nay chị sẽ tới. Như vậy cũng tốt, đến sớm một chút cũng giúp Lão Uông nắm bắt công việc trong tay. Trong thời gian này ban có nhiều việc thiếu một người đúng là có cảm giác không chuyển động. Điền Vĩnh Thái nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình rồi thầm gật đầu. Chỉ riêng phong độ này dù chỉ là một bình hoa cũng có thể làm tăng hình tượng. Người mà Triệu Quốc Đống để mắt tuyệt đối không đơn giản chỉ là một bình hoa, xem ra có thể tính là một người thuộc Triệu hệ. Trưởng ban Điền, ngài quá khách khí rồi. Tôi tới, ngài có công việc gì cứ phân phó, tôi làm không tốt còn xin mời trưởng ban Điền phê bình chỉ bảo. Phan Xảo cười nói, ồ, vậy Tiểu Tần đi mời Lão Uông đến văn phòng tôi một chuyến, Tiểu Phan, chị cũng đi, coi như là trao đổi về phân công công việc của chị. Điền Vĩnh Thái gật đầu nói, Triệu Quốc Đống khảo sát xong Côn Châu đã là hơn 6 giờ chiều. Ngô Nguyên Tể và Triệu Quốc Đống từ hợp tác xã Mai Lâm đi ra, lên xe. Trưởng ban Triệu, hai ngày khảo sát đã xong, hôm nay coi như là tổng kết nên phải uống chén rượu chứ. Ngô Nguyên Tể nhìn thị trưởng Vương Liệt ngồi bên. Lão Vương, trưởng ban Triệu không mấy khi đến Côn Châu chúng ta khảo sát, 16 thành phố thị xã thì bỏ Côn Châu chúng ta ở cuối cùng, chỉ riêng việc trưởng ban Triệu coi trọng Côn Châu như vậy thì tối nay chúng ta phải tiếp trưởng ban Triệu nhiệt tình mới được. Trưởng ban Tử Lan, chị cũng không được chạy, lần trước chị cùng trưởng ban Khôn đến Hồng Sơn đã chạy khiến trưởng ban Khôn không lên được xe, thiếu chút nữa phải vào bệnh viện. Bí thư Ngô, tử lượng của trưởng ban Triệu như thế nào anh còn không biết sao? Hai người không phải là bạn học sao, chẳng lẽ lúc học hai người chưa từng uống cùng nhau sao? Kỳ Tử Lan cười hì hì nói. Ai cũng biết bí thư Ngô uống tốt, không biết đụng trưởng ban Triệu của chúng tôi có phải là sao hỏa đâm vào trái đất không? Tôi thấy có lẽ khó phân được thắng thua, đâu ra còn cần đến mấy người ngoài chúng tôi. Thị trưởng Vương, anh nói có đúng không? Đúng thế, trưởng ban Kỳ nói rất có lý. Bí thư Ngô ở Hồng Sơn đã nổi tiếng uống, chẳng lẽ tới Côn Châu lại giảm đi, tôi không tin. Tối nay rượu của trưởng ban Triệu chỉ có thể do bí thư Ngô tiếp. Bí thư Ngô, anh cũng không nên khách khí, không thấy trưởng ban Triệu đang nhìn chằm chằm vào anh, chờ anh ra tay sao? Vương Liệt có dáng người hoàn toàn trái ngược với Ngô Nguyên Tể. Ngô Nguyên Tể thấp lùn, Vương Liệt cao gầy nhã nhặn, đeo cặp kính gọng đen càng tăng thêm phần nho nhã. Nhưng Vương Liệt lại không phải xuất thân văn nhân mà là quân nhân. Hơn nữa con nhà quân nhân. Ông nội Vương Liệt từng làm Hồng quân, bố làm quân nhân, có thể nói nhà Vương Liệt rất có tiếng ở Điền Nam. Vương Liệt cũng xuất thân quân nhân chuyển nghiệp về địa phương rồi từng bước từ cấp phó huyện lên làm được thị trưởng Côn Châu. Sức khỏe Vệ Cơ Thành yếu nên nhiều công việc cụ thể đều do Vương Liệt gánh vác. Tỉnh ủy có ý muốn điều chỉnh vị trí của Vệ Cơ Thành, Vương Liệt là người có sức cạnh tranh nhất cho chức bí thư thị ủy Côn Châu nhưng cuối cùng lại do Ngô Nguyên Tể từ Hồng Sơn đánh tới. Điều này làm rất nhiều người thấy bất đắc dĩ thay Vương Liệt. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy Vương Liệt biết giấu tâm trạng của mình, ít nhất trong hai ngày hắn khảo sát Côn Châu cũng không thấy vấn đề gì. Ngay cả Ngô Nguyên Tể cũng nói ít nhất trong thời gian này y khá hòa thuận với Vương Liệt. Theo Triệu Quốc Đống thấy mặc kệ trong lòng Vương Liệt tính toán gì, chỉ riêng việc Vương Liệt làm được như vậy, Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương đủ tư cách. Không thể nói đến mức không bị hoàn cảnh bên ngoài tác động,
chỉ cần khống chế được tâm trạng, phân được nặng nhẹ đã là một nhân tài. Chỉ riêng điểm này Triệu Quốc Đống cũng nguyện quen biết với Vương Liệt. Lão Vương, tửu lượng của Lão Ngô thì tôi đã sớm kiến thức, tửu lượng có hạn, uống rượu bình thường, uống đến sau thường lấy nước giả rượu. Tôi thật ra nghe nói anh uống không kém, rất nhiều nhân vật tự xưng tửu lượng tốt đều thua anh, không biết có phải như vậy không? Triệu Quốc Đống cười cười ra, chiến thư. Vương Liệt hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, trưởng ban Triệu muốn thử tôi thì Vương Liệt tôi sao dám không tuân lệnh. Bí thư Ngô, xem ra hôm nay trưởng ban Triệu và trưởng ban Kỷ muốn thay mặt BTCBC tỉnh ủy thử sự đoàn kết của bộ máy Côn Châu chúng ta. Bộ máy thị ủy, ủy ban Côn Châu có sức chiến đấu hay không phải xem anh và tôi. Vương Liệt tiếp chiến thư cũng không quên kéo Kỷ Tử Lan xuống nước, làm Kỷ Tử Lan vừa tức vừa lo. Cô uống mặc dù được nhưng sao có thể so sánh với mấy người Ngô Nguyên Tể, Vương Liệt. Nhưng Vương Liệt thoáng cái đẩy cô vào chỗ chết, Triệu Quốc Đống và cô đấu với Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt, chẳng lẽ nói lúc này cô còn có thể bỏ mặc Triệu Quốc Đống mà trốn. Cuộc đấu anh Liệt tạo ra vô số tia lửa, dù là Triệu Quốc Đống đấu với Ngô Nguyên Tể là kỳ phùng địch thủ, hay Vương Liệt anh Dũng đấu với Triệu Quốc Đống, hoặc Kỷ Tử Lan đấu với Ngô Nguyên Tể đều khá căng thẳng. Đi bộ một chút Liệt Tử. Vương Liệt kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Liệt Tử, tên gọi này của mình không phải người bình thường có thể gọi. Nhưng đối mặt với vị thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ trẻ hơn mình vài tuổi này, Vương Liệt chỉ có thể gật đầu. Cửu ca coi như người anh của tôi, trong thời gian này y vẫn ở Bắc Kinh học tập. Cửu ca gọi cho tôi nói lập tức sẽ về, đến lúc đó chúng ta cùng ngồi một chút. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Thiên cửu. Vương Liệt vốn trầm ổn nhưng lúc này không nhịn được lộ vẻ vui mừng. Y sẽ về. Nhanh thôi, chắc chỉ trong mấy ngày này. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Kỳ Thiên Cửu làm phó quân đoàn trưởng một quân đoàn đồn trú ở Côn Châu, đây là quân đoàn phản ứng nhanh để đối phó tình hình quốc tế không ngừng thay đổi. Lần này Kỳ Thiên Cửu lên Bắc Kinh học nghe nói còn ra nước ngoài, chủ yếu học tập ở phương diện tác chiến. Bên trên có lẽ muốn Kỳ Thiên Cửu làm sư đoàn trưởng một sư đoàn phản ứng nhanh mới thành lập. Quyển 17, chương 61. Cũng nên về, y đi 3 tháng, điện thoại cũng không gọi. Tôi còn tưởng rằng y có phải là bị người ta giam lại không? Vương Liệt tạm thời vứt bỏ tâm sự, trên mặt nở nụ cười rất sáng. Chẳng qua y rất khó hiểu là Thiên Cửu với mình không chỉ có quan hệ đồng đội bình thường, mình chưa bao giờ nghe Thiên Cửu nhắc đến có quan hệ mật thiết với tên Triệu Quốc Đống này. Có lẽ nhiệm vụ của Cửu ca không nhẹ, về sẽ gánh vác trọng trách lớn hơn nữa. Triệu Quốc Đống vẫn không chuyển đề tài. Bọn họ có lẽ cũng hy vọng lập một sư đoàn mới để lãnh đạo quân ủy thay đổi ấn tượng hoàn toàn, bây giờ không phải nói chỉ cần chất hơn lượng sao. Bây giờ phải xem biểu hiện của Cửu ca. Vương Liệt gật đầu nói. Điền Nam chúng ta nằm ở biên giới phía Tây Nam, là một nơi có vị trí chiến lược quan trọng nên vốn có một đội quân mạnh. Mặc dù bây giờ hiếm khi xảy ra chiến tranh trên bộ với quy mô lớn nhưng có một đội quân tinh nhuệ thì sức ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Nhất là khi quan hệ hợp tác kinh tế giữa nước ta với khu vực Đông Nam Á càng lúc càng mật thiết, trao đổi quân sự cũng thường xuyên hơn. Người Mỹ thường xuyên tiến hành diễn tập quân sự với mấy nước Đông Nam Á, năm nay thậm chí Nhật Bản cũng xen vào, đây là cây muốn nặng mà gió không ngừng, việc bảo thủ ngồi quan sát sẽ không ngăn lại dã tâm của Mỹ, Nhật Bản. Vương Liệt nói như vậy cũng làm y nhớ lại thời gian mình còn trong quân đội và bàn chuyện với đồng đội về tình hình quân sự trong và ngoài nước. Mà Triệu Quốc Đống như cũng bị lời Vương Liệt lây nhiễm nên nói. Ừ, tôi cũng có suy nghĩ như vậy, có nên nhún nhường không? Có, nhưng việc này không có nghĩa co đầu rụt cổ. Kinh tế Trung Quốc đang phát triển, địa vị chính trị không ngừng tăng cao, danh hiệu nước lớn là điều mà Trung Quốc đang cố đạt được. Làm thế nào trở thành nước lớn, làm nước lớn như thế nào là điều mà những người lãnh đạo như chúng ta cần cân nhắc. Lợi ích chiến lược của Trung Quốc đang dần trở nên rõ ràng. Đây là một quá trình tiến dần từng bước nhưng lại không cần che lấp. Chúng ta cần phải giải thích suy nghĩ của mình với các nước xung quanh, muốn được bọn họ tán thành. Mặc dù có ý kiến khác nhau nhưng cũng có thể tìm tiếng nói chung. Mà về phần khác quân đội của chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta không hy vọng dùng vũ lực nhưng biện pháp tốt nhất để không dùng vũ lực chính là thể hiện vũ lực mạnh của mình. Quân đội ra ngoài biểu diễn chính là biện pháp tốt nhất. Đây cũng là một quá trình dần dần, sẽ tránh việc kích thích quá mạnh đối với thế giới. Vẻ mặt Vương Liệt trở nên phức tạp, y không ngờ Triệu Quốc Đống hứng thú với chiến lược quân sự quốc gia như vậy, thậm chí còn có điểm chuyên nghiệp. Thiên Cửu khi thảo luận cùng y cũng hay nhắc đến vấn đề này,
Bây giờ y không ngờ tên Triệu Quốc Đống này cũng làm y cảm nhận được sự khí phách đó. Trưởng ban Triệu, thật không ngờ ngài lại có cái nhìn sâu sắc ở phương diện này đến vậy. Vương Liệt hít sâu một hơi. Là thật sự biết hay chỉ là cuồng ngôn? Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu mình. Chúng ta không ở ngành này nên theo lý thuyết không nên nói gì. Nhưng sự hưng vong của quốc gia là điều mọi người đều phải quan tâm, nhìn thế lực thù địch càng lúc càng ép sát nên trong lòng cũng lo lắng. Vương Liệt đúng là không biết ý của vị trưởng ban tổ chức cán bộ này. Kéo mình đi một vòng chính là muốn nói cho mình là hắn có quan hệ với Thiên Cửu nhằm kéo gần khoảng cách sao? Có cần như vậy không? Vương Liệt không nhịn được cười thầm trong lòng, Triệu Quốc Đống đây là quá coi thường mình. Hình như cảm nhận được suy nghĩ của Vương Liệt, Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc. Vương Liệt là nhân tài, làm thị trưởng Côn Châu cũng khá tốt. Triệu Quốc Đống từ các phương diện đã tìm hiểu một chút, kể cả từ Diệp Khánh Xuyên nên biết Vương Liệt là người muốn làm việc thật, cũng có danh tiếng tốt ở Côn Châu. Nhưng Vương Liệt cũng có khuyết điểm rõ ràng là quá thẳng thắn, thiếu khả năng đưa đẩy, tính cách từ lúc trong quân đội vẫn mang vào cơ quan hành chính. Nếu như Vương Liệt chỉ làm cấp phó thì không sao, thậm chí trong mắt lãnh đạo có lẽ còn là ưu điểm kiên trì nguyên tắc của mình. Nhưng làm một thị trưởng thì tính cách này đôi lúc sẽ là chướng ngại. Vương Liệt, có thể anh cảm thấy tôi kéo anh ra là có ý gì? Nếu lựa chọn Ngô Nguyên Tể mà không chọn Ngô Nguyên Tể anh thì cần gì phải giải thích? Không ai ngu cả, không ai là đứa trẻ vừa bị tát vừa được cho kẹo là vui, có phải anh nghĩ như vậy không? Triệu Quốc Đống nói thẳng làm Vương Liệt không biết đáp lời như thế nào. Nếu nói không có suy nghĩ này là không thể, nhưng nếu Triệu Quốc Đống nghĩ được điểm này thì Triệu Quốc Đống có ý đồ gì? Thấy Vương Liệt im lặng không nói mà chỉ lặng lẽ đi tới, Triệu Quốc Đống cũng thầm phục sự trầm ổn của đối phương. Vương Liệt, anh đã làm thị trưởng một thời gian, làm người cũng tốt, làm quan cũng tốt, làm việc cũng tốt đều không cần ai dạy bảo. Nhưng hai ta đều là bạn của Cửu ca, tôi muốn mở lòng nói hai câu anh nghe cũng được, tin cũng được, hoặc là thấy tôi nói cho có cũng được. Đường dài mới biết ngựa hay, tôi nghĩ chúng ta cuối cùng sẽ thấy được. Vương Liệt dừng lại. Câu này của Triệu Quốc Đống không giống cấp trên tâm sự với cấp dưới. Mà với thân phận và danh tiếng hiện nay của Triệu Quốc Đống thì cũng không cần nói với mình như vậy, nhưng mà... Trưởng ban Triệu, mời ngài nói. Triệu Quốc Đống thấy giọng đối phương khá lạnh nhạt nhưng hắn không thèm để ý. Vương Liệt, làm thị trưởng mấy năm tôi nghĩ anh có thể có cảm xúc, làm như thế nào thăng bằng và thúc đẩy một cơ cấu quan liêu khổng lồ như vậy phát huy hiệu suất làm việc tốt cũng là thử thách bản lĩnh, năng lực. Không thể phủ nhận cơ cấu chính quyền của quốc gia ta vẫn còn nhiều điểm không hợp lý, lòng người di động, thậm chí hiện tượng chuyên quyền khá phổ biến. Nhưng nếu chúng ta sinh ra trong thời đại này thì chúng ta tạm thời cũng không thể thay đổi tất cả, vậy chúng ta phải học cách thỏa hiệp và chấp nhận. Vương Liệt nhìn thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống rồi bình tĩnh nói. Trưởng ban Triệu, các ngài có thể không chọn làm bí thư thị ủy, đó là quyền lực của các ngài nhưng tôi nghĩ tôi không cần nghe ngài dạy bảo cách làm người. Làm quan, làm việc của mình như thế nào? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, trong điện thoại Thiên Cửu cũng đã chuyên môn nhắc tới điểm này, có vài thứ không phải anh cho rằng hợp lý hoặc là nói áp dụng được trên người khác là sẽ chấp nhận. Nhưng hắn cảm thấy vẫn nên nói ra, Vương Liệt nếu quả thật là người cổ hủ, thiếu linh hoạt thì hắn tin sẽ khó có thể đi lên vị trí thị trưởng Côn Châu này. Vương Liệt, tôi vừa nãy đã nói đường dài mới biết ngựa hay. Tôi là bạn của Cửu ca cũng tốt. Làm lãnh đạo cấp trên của anh cũng tốt, tôi sẽ nói với anh vài câu, về phần anh suy nghĩ như thế nào thì tôi nghĩ anh cũng đã nói quyền quyết định nằm ở chính anh. Triệu Quốc Đống nói, tính linh hoạt trong công việc không phải là không nguyên tắc, có đôi khi lui một bước là vì sau đó tiến thêm hai ba bước. Nó giống quyền anh vậy, thu tay lại chính là vì có lực đấm mạnh hơn. Tình hình công việc của anh thì tỉnh ủy cũng rất rõ ràng. Vương Liệt gần như cắn chặt răng nghe Triệu Quốc Đống nói. Y không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống chỉ ra vấn đề đúng là giống một ít bạn nói với Y. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nói càng sâu, càng sắc bén hơn, gần như thoáng cái giải phẫu vấn đề, dùng dao phẫu thuật tinh tế móc từng khuyết điểm trong gân mạch ra. Uống một ngụm nước lạnh, Ngô Nguyên Tể không một tiếng động đứng trong bóng tối, điếu thuốc trong tay Y là điểm sáng duy nhất. Y biết Triệu Quốc Đống đang nói chuyện với Vương Liệt, trên thực tế Y thấy không quá cần thiết. Y không cho rằng Triệu Quốc Đống nói chuyện như vậy là không có bao ý nghĩa, Y cũng không hy vọng Vương Liệt có thể giải phóng tư tưởng trong lòng. Nếu là mình thì Ngô Nguyên Tể tự nhận cũng không thể. Y chỉ hy vọng Vương Liệt có thể duy trì xu thế hiện nay để phối hợp với mình. Nhưng Triệu Quốc Đống kiên trì muốn nói chuyện với Vương Liệt, Y chỉ có thể đồng ý.
Trưởng ban tổ chức cán bộ không phải vạn năng, tính cách của Vương Liệt thì Ngô Nguyên Tể cũng có điểm hiểu. Khi phối hợp công việc với mình chỉ là đứng ở góc độ một thị trưởng, cũng không phải chính thức tán thành tác phong làm việc của mình, hoặc là nói có lẽ lý trí thì tán thành nhưng tình cảm lại không chấp nhận. Theo biểu hiện của Vương Liệt thì Ngô Nguyên Tể cảm thấy có thể cộng tác cùng với Vương Liệt, nhưng cục diện này duy trì được bao lâu thì y không dám xác định, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quyển 17, chương 62. Xe Audi của Vương Liệt nhanh chóng rời đi mà không chào gì Triệu Quốc Đống. Đây mặc dù là thất lễ nhưng cũng nói rõ trong lòng y hơi loạn. Ngô Nguyên Tể không biết Triệu Quốc Đống nói chuyện gì với Vương Liệt, nhưng Triệu Quốc Đống kiên trì như vậy đương nhiên là có lý của hắn. Có lẽ Bí thư Chánh Dương đã yêu cầu Triệu Quốc Đống nói chuyện với Vương Liệt. Ngô Nguyên Tể đi ra đón. Xong rồi. Ừ, xong rồi. Triệu Quốc Đống gật đầu. Nói chuyện với Vương Liệt rất khó khăn, Vương Liệt là người cố chấp mặc dù là có lý do nhưng trong lúc nhất thời y đúng là khó có thể tiếp nhận cuộc nói chuyện như thế này. Đương nhiên từ biểu hiện anh rất khó nhìn ra biến hóa trong lòng y, cũng không đoán được Vương Liệt sẽ lấy tư thế gì khi làm việc sau này nhưng ít nhất Triệu Quốc Đống tin sẽ không kém hơn bây giờ. Ngô Nguyên Tể đã nói với hắn bây giờ Vương Liệt phối hợp không quá ăn ý nhưng trong phạm vi có thể cũng ủng hộ công việc của y. Chẳng qua tỉnh ủy không quá hài lòng với tình huống này. Côn Châu là đầu tàu kinh tế của Điền Nam, phải có tác dụng nâng lên ngọn cờ phát triển. Côn Châu không chỉ cần đi đầu trong công tác kinh tế, hơn nữa sự nghiệp xã hội cũng cần làm tấm gương, vì vậy cần bộ máy thị ủy, ủy ban Điền Nam đồng lòng cùng sáng tạo huy hoàng. Sao rồi? Ngô Nguyên Tể biết tình huống sẽ không quá tốt nhưng không kém đi. Người như Vương Liệt sẽ không dễ dàng vì một cuộc nói chuyện mà thay đổi tác phong của mình. Xem đã, tôi tự tin và rất chờ mong. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Lão Ngô, cũng hy vọng anh thể hiện sự rộng lượng trong công việc, làm ra thành tích được mọi người tôn trọng, được sự hợp tác ăn ý càng quan trọng hơn. Đây là yêu cầu đặc biệt của Bí Thư Thái nhờ tôi chuyển lời với anh. Ngô Nguyên Tể hơi dừng lại gật đầu. Nhận được điện của Mễ Á, Triệu Quốc Đống cũng có chút kinh ngạc, nhất là khi biết cô và Mễ Linh bay đến Côn Châu càng làm Triệu Quốc Đống ngạc nhiên. Mễ Linh đến Côn Châu làm gì thì Triệu Quốc Đống biết. Sau khi khảo sát xong hai thị xã Tam Giang, Đức Khánh, Triệu Quốc Đống đã gọi điện cho Trường Xuyên, bảo hắn bố trí quỹ từ thiện Thương Lãng thuộc tập đoàn Thương Lãng đến Điền Nam xem, nếu quỹ có thể thực hiện công tác từ thiện ở Điền Nam thì nên làm, Điền Nam chính là sân khấu tốt nhất của quỹ. Đây là lời nói của Triệu Quốc Đống, Trường Xuyên ở đầu kia không nhịn được. Trường Xuyên nói Triệu Quốc Đống nếu cần tiền làm từ thiện cứ nói rõ chứ đâu cần nói vòng vo như vậy. Quỹ từ thiện Thương Lãng thành lập đã được một năm chủ yếu do mấy cổ đông lớn của tập đoàn Thương Lãng bỏ tiền lập thành, về cơ bản không có liên lạc gì với tập đoàn Thương Lãng. Trong đó ba anh em Triệu Trường Xuyên, Triệu Đức Sơn, Triệu Vân Hải bỏ vốn chính, ngoài ra mấy cổ đông quan trọng khác của tập đoàn Thương Lãng như Khuất Bình, Mễ Linh cùng phó tổng giám đốc khác của tập đoàn Thương Lãng là Diêu Vấn cũng bỏ tiền góp vào. Cổ phần của tập đoàn đã một lần nữa điều chỉnh lại. Ngoài việc Hứa Tú Cần vẫn là cổ đông lớn nhất ra, Trường Xuyên, Đức Sơn, Khuất Bình, Mễ Linh, Diêu Vấn phân biệt là cổ đông lớn thứ 2, 3, 4, 5, 6. Cổ phần của Khuất Bình, Mễ Linh ở tập đoàn không ngừng tăng lên, cổ phần hai người đã vượt quá 5%. Diêu Vấn do thời gian vào tập đoàn muộn một chút nhưng do thành tích đặc biệt nên thông qua hình thức khích lệ cổ phần nên cũng đã có hơn 3% cổ phần. Bây giờ số cổ phần Triệu gia nắm giữ ở tập đoàn Thương Lãng đã giảm xuống dưới 75%. Hơn nữa hàng năm cũng thong thả giảm đi. Mà tỷ lệ cổ phần do lãnh đạo cao cấp và nhân viên tập đoàn lại không ngừng tăng lên. Qua đó cũng khiến tập đoàn Thương Lãng sinh ra nhiều triệu phú, trăm triệu phú. Theo Trường Xuyên đặt ra thì trong vòng 10 năm tới số cổ phần mà Triệu gia nắm giữ sẽ giảm xuống dưới 50%. Đây có lẽ không phải biện pháp tốt nhất nhưng ít nhất có thể thông qua việc không ngừng khích lệ chế độ cổ phần và niêm yết lên thị trường chứng khoán để xúc tiến tăng cường sức sống của tập đoàn. Tập đoàn Thương Lãng muốn sáng tạo tài sản đồng thời cũng muốn cho tất cả thành viên tập đoàn hưởng thụ tài sản này, đây là châm ngôn của Trường Xuyên. Nghe nói nó tạo thành chấn động lớn ở trong tập đoàn, nhất là nhân viên quản lý càng sôi trào. Cách làm của Vân Hải càng làm Triệu Quốc Đống thấy hài lòng. Vân Hải bảo mình nếu không có kế hoạch gì lớn thì trước năm 40 tuổi sẽ trích một phần tiền lãi từ đầu tư vào quỹ từ thiện Thương Lãng, năm 40 đến 50 tuổi hàng năm sẽ rót vào 1/3 tiền lãi. Mà từ 50 đến 60 tuổi sẽ bỏ 1/2 nguồn thu hàng năm ra làm từ thiện. Năm 60 thì y sẽ hưởng thụ cuộc sống, đến khi già sẽ lưu một số tiền đủ để con cái gây dựng sự nghiệp, còn lại dùng hết làm từ thiện.
mà Vân Hải thông qua việc Trang Thiên Hạ, Tiêu Diêu niêm yết lên thị trường chứng khoán mà đạt được tài sản rất lớn. Ít nhất tổng tài sản của y hiện nay đã trên 1,5 tỷ, nhưng còn nắm giữ cả cổ phần của Trang Đăng Tấn. Mặc dù bây giờ Vân Hải thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và phạm vi không chỉ nằm trong mảng mạng, nhưng ba hạng mục đầu tư này vẫn sáng tạo thành tích huy hoàng, làm cho Vân Hải là một trong những người kiếm nhiều tiền nhất từ mạng của Trung Quốc. Cũng vì thu được nhiều tiền nên khi Trường Xuyên nói Triệu Quốc Đống muốn lập quỹ từ thiện Thương Lãng, Vân Hải đã không hề do dự thành người bỏ vốn chính, thậm chí còn nhiều hơn Đức Sơn. Em cùng đi với Mễ Linh tới Côn Châu. Triệu Quốc Đống không nhịn được tò mò nói. Sao, em cũng gia nhập Thương Lãng? Sao, Triệu gia các anh thật đúng là muốn biến chị em thành nô dịch ư? Mễ Linh có việc của mình, em có công tác của mình, vừa lúc muốn tới Côn Châu nên công ty bảo em đến Côn Châu tìm hiểu. Hơn nữa anh đến Côn Châu, em còn có thể không đến thăm một chút sao? Sao, không chào đón ư? Giọng Mễ Á dù qua điện thoại vẫn rất dễ nghe, Triệu Quốc Đống không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Ồ, chào mừng, Điền Nam nhiệt liệt chào mừng nhà đầu tư tiến đến khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Còn chưa kịp chúc mừng em, nghe Khấu Linh nói em lên chức làm lãnh đạo cao cấp của công ty quốc tế Hán Đăng tại Trung Quốc. Vậy mà không gọi điện báo một tiếng để ngồi ăn mừng hả? Hừ, vừa nghe là biết không có thành ý gì. Làm thế nào mới thể hiện thành ý của anh? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Lâu như vậy vẫn sống trong cuộc sống căng thẳng, ngoài lúc Trình Nhược Lâm đến Côn Châu làm hắn thư giãn thần kinh ra, còn lúc khác về cơ bản đều vây quanh các việc phiền toái. Thái Chánh Dương giao nhiệm vụ, công việc hàng ngày của ban, an bài điều chỉnh nhân sự các nơi, tiến hành trao đổi với các thường vụ. Hơn nữa lần này Thủ tướng đến Điền Nam, còn có việc hắn phụ trách Văn Thành, không có việc gì không làm người ta tốn công sức, tốn tâm trí. Hắn thật lo có lúc nào mình suy sụp. Mễ Á bây giờ còn cách hắn đến ngàn dặm, nói chuyện qua điện thoại có thể làm hắn buông lỏng đôi chút. Ừ, như vậy đi, bây giờ cũng là tháng 8, sắp quốc khánh rồi, mọi người định họp lớp, anh mấy năm nay không tham gia, lần này chọn địa điểm ở Côn Châu được chứ? Mễ Á nửa thật nửa giả nói. Tiêu Chí Viễn một mực vỗ ngực nói y lo việc này. Người ta bây giờ vừa lên chức làm phó chủ nhiệm văn phòng công tác thanh niên của Trung ương đoàn đó. Ồ, Tiêu Chí Viễn làm tốt đó, nhanh như vậy đã làm phó chủ nhiệm rồi, Trung ương đoàn là nơi tốt để rèn luyện, là cái nôi bồi dưỡng cán bộ trẻ, sau đây có lẽ y sẽ xuống địa phương rèn luyện. Câu nói của Mễ Á không hề làm Triệu Quốc Đống kích thích, ngược lại Triệu Quốc Đống thậm chí có thể lấy tư thế từ trên nhìn xuống quan sát sự phát triển của Tiêu Chí Viễn. Tiêu Chí Viễn coi như đã thành cán bộ cấp chính huyện, xuống địa phương thì với độ tuổi 35, 36 có thể làm cấp chính huyện cũng là hiển hách. Ừ, em thấy y rất đắc ý, cách một con phố cũng cảm nhận được sự đắc ý của y. Mễ Á cười nói. Cho nên em đây là cho anh cơ hội, nếu không Tiêu Chí Viễn sẽ đoạt lấy đó. Mễ Á, em cho là dùng trò này kích được anh sao? Triệu Quốc Đống không nhịn được cười. Được, anh rất muốn Tiêu Chí Viễn dẫn đầu tổ chức họp lớp. Triệu Quốc Đống, anh dám làm em mất mặt sao? Mễ Á thở hổn hển nói. Ha ha, không phải nói Tiêu Chí Viễn muốn biểu diễn sao? Sao lại dồn sang anh? Anh đâu thể mang tiếng đoạt sở thích của người khác. Quyển 17, chương 63. Trong điện thoại liên tục truyền đến tiếng hờn dỗi của Mễ Á làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Dùng cách này coi như làm hắn thư giãn chút cũng tốt. Cuối cùng Triệu Quốc Đống đã đồng ý phụ trách tổ chức họp lớp. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng nói trước là hắn không phụ trách liên lạc, chỉ phụ trách cung cấp nơi ăn ở, bạn học nào muốn tới thì hắn chào mừng. Hắn vốn muốn an bài ở An Đô nhưng Mễ Á nói thời tiết, phong cảnh ở Côn Châu thích hợp hơn, những người kia đến cũng có thể tham quan Điền Nam, cho nên Triệu Quốc Đống không tìm được từ gì để thoái thác. Cũng may còn khá lâu mới đến tháng 10, Triệu Quốc Đống đánh giá trước quốc khánh công việc trong tay mình đại khái cũng xong. Bây giờ hắn chủ yếu còn việc điều chỉnh bộ máy khu vực Điền Tây Bắc, Tây Nam, Điền Trung. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Triệu Quốc Đống phát hiện mình hình như dần dần rời xa việc làm công việc cụ thể, theo người ngoài thấy thì vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thật sự không có gì làm. Các cơ quan thuộc tỉnh cùng 16 thành phố, thị xã có rất nhiều cán bộ cấp phó sở, không thể nói một lời là quyết, nhưng theo lý thuyết anh phải đạt được tư cách làm thường vụ thị ủy thì mới tiến vào được tầm mắt của lãnh đạo chủ yếu. Rất nhiều người muốn xuất hiện trước mặt hắn nên tìm mọi cách mời hắn. Làm Triệu Quốc Đống rất phiền. Nhưng lại có một số nhân vật có đầu có mặt làm trung gian, từ bộ ủy trung ương, từ bạn bè.
Hắn vốn tưởng mình tới Điền Nam coi như thoát khỏi vòng tròn trưởng thành ở tỉnh An Nguyên, nhưng hắn không ngờ mạng lưới quan hệ của người Trung Quốc đúng là bao trùm cả nước. Bọn họ luôn có thể nghĩ cách tìm quan hệ mà anh không thể từ chối, luôn làm anh cảm thấy không tham gia không được. Cũng may mọi người cũng đều là người có thân phận nên cùng lắm là ăn cơm, uống rượu, nói việc không liên quan đến công việc. Ví dụ như cuộc điện thoại này là do Trần Bình Tài gọi tới. Trần Bình Tài tự mình chạy tới Côn Châu tất nhiên không phải vì đến Côn Châu thăm Triệu Quốc Đống là một học sinh không có gì là xuất sắc. Mặc dù lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm, Trần Bình Tài đã bắt đầu chú ý đến Triệu Quốc Đống, nhưng dù sao hắn chỉ là bí thư huyện ủy một huyện nghèo cấp quốc gia nên Trần Bình Tài không thấy có gì quan trọng với mình. Chính thức làm Trần Bình Tài có hứng thú với Triệu Quốc Đống là sau khi hắn làm thị trưởng Hoài Khánh. Trần Bình Tài ý thức được vị học sinh này không đơn giản như mình vốn nghĩ. 30 tuổi có thể làm cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa là thị trưởng, không phải đãi ngộ cấp giám đốc sở mà thực sự là thị trưởng một thị xã. Trong đó mặc kệ đối phương là nhân tài xuất sắc, hay có lý lịch thâm hậu nhưng ít nhất có thể khẳng định tương lai của hắn rất rộng mở. Cho nên mấy năm sau đó Trần Bình Tài luôn tìm được lúc thích hợp để duy trì liên lạc với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh công tác cũng không thay đổi cái nhìn của Trần Bình Tài, thậm chí y còn cảm thấy Triệu Quốc Đống có thể lên bộ năng lượng sẽ càng là bay lên tận trời. Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy càng chứng minh cái nhìn của Trần Bình Tài. Trong 3 năm làm kinh tế Ninh Lăng đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thành tích này cũng đưa Triệu Quốc Đống vào làm thường vụ tỉnh ủy, Trần Bình Tài cảm thấy mình nhìn người quá chuẩn. Y cảm thấy trước mình coi trọng Tiêu Chí Viễn là hơi có thành kiến. Triệu Quốc Đống trông dung mạo không sâu sắc đã đánh vỡ thuật nhìn người của y. Tiểu Đoạn, cậu bảo bác Ngô đến sân bay đón người. Ừ, thôi, anh cũng đi cùng, đó là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của tôi, nói tôi họp lát mới tới. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Đoạn tự lập quan sát vẻ mặt sếp thấy khá lạ, theo lý thuyết sếp phải thân thiết với giáo viên chủ nhiệm mới đúng. Sếp hồi cấp 3 kiểu gì chẳng được giáo viên chủ nhiệm quan tâm. Chẳng qua từ vẻ mặt của sếp thì không quá nhiệt tình với giáo viên tới. Chẳng lẽ là do địa vị cao nên? Không thể, sếp không phải người như vậy chỉ có một khả năng là sếp và vị giáo viên chủ nhiệm kia có quan hệ rất bình thường. Giáo viên chủ nhiệm quan hệ bình thường với sếp mà dám trực tiếp gọi cho sếp. Nhưng y nghĩ lại dù sao cũng là giáo viên, sếp cũng tôn trọng. Sếp không phải không đến mà là do bận nên lát mới tới. Mê Á đột nhiên nhớ đến sếp tốt nghiệp trường trung cấp cảnh sát. Bằng đại học là sau khi đi làm mới có. Chẳng lẽ hồi cấp 3 vị giáo viên kia không thích sếp? Thực tế Triệu Quốc Đống cũng có thể mơ hồ nguyên nhân mà Trần Bình Tài tới Côn Châu. Cục trưởng Cục Giáo dục thị xã Sở Châu, Lương Toàn Phúc hình như là người An Sương Nguyên Châu, hơn nữa nghe nói còn có một người em làm việc ở Ủy ban huyện An Sương. Triệu Quốc Đống biết là do lúc đi khảo sát Sở Châu, Phó Bí thư Thị ủy Sở Châu, Trần Trung Kính nhắc đến. Hai hôm trước Lam Quang gọi tới nói mấy câu liền nhắc tới Lương Toàn Phúc. Em Lương Toàn Phúc, Lương Toàn Lộc là phó chủ tịch thường trực huyện An Sương, lúc Lam Quang làm chủ tịch An Sương thì Lương Toàn Lộc vẫn là phó chánh văn phòng ủy ban, qua lại khá gần Lam Quang. Cho nên Lam Quang có lẽ cũng vì do Lương Toàn Lộc nói nên Lam Quang mới gọi tới cho Triệu Quốc Đống nhắc đến Lương Toàn Phúc. Lương Toàn Phúc lần này cũng được xếp vào danh sách ứng viên phó thị trưởng thị xã Sở Châu nhưng có thể được hay không thì cũng không chắc. Một phỉ xem ý kiến của thị ủy Sở Châu, hai muốn xem việc thay đổi lãnh đạo chủ yếu của Sở Châu, mà điểm thứ hai mới là quan trọng nhất. Sở Châu thuộc Điền Trung, kinh tế thuộc hạng trung của tỉnh, từ trước đến giờ cán bộ địa phương và cán bộ từ bên ngoài luôn tranh đoạt đấu đá nhau. Bố Phương Dạ Bạch từng làm phó thị trưởng Sở Châu, đương nhiên đó cũng là chuyện rất nhiều năm trước. Bí thư thị ủy Sở Châu hiện nay, Quách Hoành Hoa đã sắp đến tuổi, chỉ là chuyện 1-2 tháng tới. Ai đến làm bí thư thị ủy Sở Châu cũng là tiêu điểm chú ý của nền chính trị Điền Nam. Nhất là khi bí thư thị ủy Chiêu Đạt Trương Quốc Phú bị thay thế, rất nhiều người thậm chí coi việc cán bộ địa phương Điền Nam có thể lấy chức bí thư thị ủy Sở Châu để xác định xem việc thế lực bản địa có suy yếu hay không. Mà thị trưởng Sở Châu, Hứa Vọng Giang lại là thân tín của Đào Hòa Khiêm, là thư ký của ông Quý Sơn, nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, người vốn là ân sư của Đào Hòa Khiêm. Nhưng phó bí thư thị ủy Trần Trung Kính lại là một cán bộ được Thái Chánh Dương khá chú trọng. Đào Hòa Khiêm phát triển cũng rất chiếu cố Hứa Vọng Giang. Trong 6 năm đề bạt Hứa Vọng Giang từ một phó chủ tịch huyện lên làm phó thị trưởng, 3 năm trước cũng chính là trước khi Thái Chánh Dương đến Điền Nam mà đẩy Hứa Vọng Giang lên làm thị trưởng Sở Châu. Nghe nói lúc ấy có tranh luận không ít người cho rằng lý lịch của Hứa Vọng Giang quá thiếu,
gần như 2 năm lên một cấp. Từ phó chủ tịch huyện đến thị trưởng chỉ mất không đầy 10 năm, nhưng do Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc toàn lực ủng hộ nên Hứa Vọng Giang vẫn thuận lợi làm thị trưởng Sở Châu. Chẳng qua thực tế mà nói danh tiếng của Hứa Vọng Giang ở Sở Châu cũng khá tốt. So sánh với vị bí thư bảo thủ già nua, sự khôn khéo, năng lực của Hứa Vọng Giang vẫn được tỉnh ủy tán thành. Chủ yếu nằm ở chỗ vị trí bí thư thị ủy Sở Châu lại là tiêu chí cho một chuyện quan trọng, mà bất cứ chuyện gì khi được chính trị hóa thường sẽ khó dự đoán. Chính vì việc bộ máy Sở Châu chưa được xác định, ân oán của hai người Thái Đào cũng như muốn phân tranh rõ ràng ở vị trí bí thư thị ủy Sở Châu. Nghe nói Trương Bảo Quốc đã nhất trí với Đào Hòa Khiêm ở vấn đề này, thậm chí còn thông qua một ít quan hệ khác để được đám người Vệ Cơ Thành, Tôn Tiến, Tương Thiên Quý ủng hộ. Như vậy Thái Chánh Dương sẽ thỏa hiệp không? Lương Toàn Phúc xen vào lại làm Triệu Quốc Đống thấy khó xử. Cho nên khi Lam Quang gọi tới Triệu Quốc Đống cũng không ngại mà nói thẳng bây giờ chưa xác định lãnh đạo chủ yếu của Sở Châu, còn nhiều ẩn số. Ngay cả hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng khó có thể dự đoán xem nhân sự Sở Châu sẽ thay đổi tới đâu. Hắn nói tới đây Lam Quang cũng có thể giải thích, cũng chỉ nhờ hắn lúc cần thiết quan tâm Lương Toàn Phúc một chút. Không ngờ Trần Bình Tài lại bay đến Côn Châu, nhưng trong điện thoại người ta không nói chuyện này, Triệu Quốc Đống không tiện dội nước lạnh cho đối phương, còn phải đầy nhiệt tình đến gặp. Triệu Quốc Đống thật ra hy vọng Trần Bình Tài chỉ lợi dụng kỳ nghỉ đến Côn Châu du lịch. Đáng tiếc thực tế lại khác rất nhiều so với anh hy vọng. Quyển 17, chương 6-14. Trần Bình Tài cũng không biết mục đích tới Côn Châu của mình đã bị Triệu Quốc Đống biết trước. Từ An Đô đến Côn Châu chẳng qua chỉ bay hơn tiếng là đến. Tháng 8 trời đang nóng nhưng so sánh với An Đô thì khí hậu cao nguyên của Côn Châu mát hơn nhiều. Thời tiết nóng nực của An Đô trong cả nước có lẽ chỉ hơn mấy nơi có địa hình bằng phẳng là Tứ Xuyên mà thôi. Hơi nước bốc lên như xi xui vào lồng sắt. Cả người từ trên xuống dưới luôn có cảm giác ẩm ướt khó chịu. Từ máy bay ra là anh có thể cảm nhận được sự mát mẻ khô ráo của cao nguyên làm người ta dễ chịu không ít. Trần Bình Tài ra khỏi đường hầm liền thấy mấy nhân viên của sân bay đang đứng cạnh một người trẻ tuổi. Một nhân viên giơ tấm bìa lên, trên đó có viết tên mình, có lẽ đây là người tới đón mình. Trần Bình Tài đương nhiên không hy vọng xa vời Triệu Quốc Đống sẽ đến đón máy bay. Bây giờ Triệu Quốc Đống là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, bao người muốn thấy mặt mà không thể. Ví dụ như người nhờ mình nếu muốn gặp Triệu Quốc Đống cũng không có cửa. Nhưng vị phó bí thư huyện ủy cùng quê đó mấy lần đến thăm nhờ vả, Trần Bình Tài không tiện từ chối. Tốt xấu cũng là cùng quê nên phải giúp nhau. Đoạn Tự Lập đến sân bay cũng đã có người chờ. Chánh văn phòng ban quản lý sân bay tự mình ra tiếp, nhất là khi biết Đoạn Tự Lập đến đón khách thay trưởng ban Triệu thì y càng nhiệt tình hơn. Y không nghĩ đến sân bay lại vừa vặn gặp một vị phó chánh văn phòng thị ủy Côn Châu cũng, nên không tránh được việc nói chuyện vài câu. Mấy người vây quanh Đoạn Tự Lập như Đoạn Tự Lập là trưởng ban tổ chức cán bộ. Chẳng qua cảm giác đó đúng làm Đoạn Tự Lập si mê. Trước đây mặc dù làm ở văn phòng tỉnh ủy nhưng thời gian theo lãnh đạo đi ra không nhiều, dù đi ra cũng là đi theo chánh văn phòng, phó chánh văn phòng mà thôi, đâu được như thế này. Bảo sao vị trí thư ký này khiến nhiều người thèm muốn. Nếu không phải phó chánh văn phòng Tào hết lòng đề cử chỉ sợ cơ hội không tới mình. Chẳng qua Đoạn Tự Lập cũng vẫn giữ được tỉnh táo. Lúc trước tiết lộ mình đến đón khách của trưởng ban Triệu là thất sách, nhưng xe Audi của trưởng ban Triệu đỗ ở đây, nếu nói mình tới đón người lại sợ bị hiểu lầm. Có đôi khi Đoạn Tự Lập cũng thấy mình không phải là có suy nghĩ cẩn thận một cách quá đáng không. Thấy người đàn ông từ đằng trước đi tới, Đoạn Tự Lập đoán đây chắc là giáo viên chủ nhiệm của sếp nên vội vàng đi tới cầm túi giúp đối phương. Hiệu trưởng Trần, tôi là thư ký của trưởng ban Triệu. Trưởng ban bận tham gia hội nghị quan trọng nên bảo tôi tới đón ngài. Xe ở ngay bên ngoài, xin mời ngài đi bên này. Triệu Quốc Đống đặc biệt không thích làm ầm chuyện tư nhân, điểm này Đoạn Tự Lập cũng hiểu. Tính cách của sếp đúng là không tiện đánh giá. Nếu nói là khiêm tốn thì rất nhiều việc sếp lại thể hiện khác, nếu nói sếp thích huênh hoang thì sếp lại không quá thích tham gia các hoạt động. Nhìn như mâu thuẫn nhưng Đoạn Tự Lập lại cân nhắc ra quy luật trong đó. Suy nghĩ của sếp thâm trầm như biển, nghiền ngẫm ra một hai điều trong đó cũng có tác dụng rất nhiều. Đây là lời Phương Dạ Bạch nói với Đoạn Tự Lập. Anh nói ai đến, thầy Trần Bình Tài. Mễ Á kinh ngạc mở rộng miệng. Ừ, em nói có phải trùng hợp không, vừa đến là cùng đến. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Anh bảo thư ký đến sân bay đón, vừa lúc em ở đây, tối nay coi như hai chúng ta mời thầy một bữa. Anh muốn mời đó là ý của anh, đừng tính cả em vào,
Bữa này em ăn nhờ, mai em mời, anh đến ăn nhờ. Mễ A vuốt vuốt mấy sợi tóc rơi trên mặt. Thầy Trần đến Côn Châu làm gì, du lịch ư? Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Thấy hắn lắc đầu, Mễ Á càng khó hiểu hơn. Thầy Trần tuy hám lợi một chút nhưng lại tốt với mấy người như em, Khấu Linh, Tiêu Chí Viễn. Đương nhiên anh không có trong số đó, ai bảo anh chỉ biết làm ma vương. Được rồi, anh học sốt thôi mà, không thể anh bài trừ ra ngoài không dạy phải không? Triệu Quốc Đống liếc nhìn Mễ Á. Đương nhiên mấy học sinh giỏi như em thì tự nhiên được hưởng ánh mặt trời, bọn anh chỉ có thể trốn ở góc hưởng canh thừa mà thôi. Hi hi, Quốc Đống lúc này mà còn nói lời ghen tị đó sao? Ít nhất thầy Trần cũng tự hào về anh, nếu không sao vừa tới Côn Châu đã nghĩ ngay tới anh. Mễ Á nói giúp Trần bình tài. Triệu Quốc Đống lắc đầu không nói. Từ vẻ mặt Triệu Quốc Đống, Mễ Á nhìn ra gì đó nên nói. Quốc Đống, có phải thầy Trần có chuyện tìm anh, là chuyên môn tới tìm anh? Ồ, bây giờ còn không tiên nói, chẳng qua anh đoán chắc là vậy. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nếu là chuyện bình thường thì thầy Trần đến dù như thế nào anh cũng phải tôn trọng một chút. Chẳng qua chuyện mà thầy Trần muốn nói sợ có chút phiền phức, có nhiều ẩn số đến ngay cả anh bây giờ cũng không thể đoán định, có thể làm mất sự nhiệt tình của thầy Trần. Vì thế anh mới muốn kéo cả em tới, làm em giúp anh giải tỏa, giải thích một chút. Mễ Á thật không ngờ Trần Bình Tài từ An Đô đến Côn Châu là vì nói giúp người. Nghĩ đến thân phận hiện nay của Triệu Quốc Đống thì cô cũng mơ hồ đoán được. Trần Bình Tài nhất định là đến chạy quan, trước không nói người kia có năng lực bản lĩnh để lên hay không, chỉ riêng việc Trần Bình Tài có thể đến đây là biết người kia đang hoạt động nhiều đến như thế nào. Quốc Đống, nếu thầy Trần đến đây thật sự như anh nói thì chuyện có phải khó xử không? Mễ Á nói, ừ, anh không phải nói người kia không có hy vọng mà là thị xã đó bây giờ không yên tĩnh, nói cách khác nhân vật chính bây giờ còn chưa xác định, còn chưa nói đến diễn viên phụ. Nói cách khác làm cho anh không thể có câu trả lời thuyết phục. Anh thấy thầy Trần vội vàng tới như vậy chỉ sợ là hứa với người nên có chút khó giải quyết. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Vậy nếu thầy Trần thật sự nói chuyện này thì em sẽ nói giúp anh. Mễ Á lập tức ôm chuyện này vào mình. Anh cảm ơn em trước, có học sinh xuất sắc như em ra mặt anh nghĩ thầy Trần cũng hiểu cho anh. Triệu Quốc Đống cười nói. Quả nhiên sự xuất hiện của Mễ Á quả nhiên làm cho Trần Bình Tài khá vui vẻ. Mặc dù trên bàn ăn Mễ Á không hề khách khí cắt ngang câu nói của Trần Bình Tài vẫn như cũ không hề tức giận. Mà Triệu Quốc Đống trả lời cũng làm Trần Bình Tài cảm thấy mình hơi mạo muội khi tới Côn Châu. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn xem nhẹ năng lực thích ứng của Trần Bình Tài. Trần Bình Tài không vì việc Triệu Quốc Đống nói thẳng mà lùi bước, vẫn muốn Triệu Quốc Đống cân nhắc trong phạm vi có thể. Triệu Quốc Đống không nghĩ Trần Bình Tài lại cố chấp như vậy, xem ra cũng là bị người ta nhờ vả mãi nên mới thành thế. Nhân tình cứ thế rơi vào đầu anh, làm anh muốn ngừng không thể. Trần Bình Tài là người khôn khéo như thế nào nên sao có thể thoát khỏi mạng lưới quan hệ dày đặc đó. Thu xếp xong cho Trần Bình Tài, Triệu Quốc Đống và Mễ Á mới từ từ đi bộ. Thân phận mẫn cảm của Triệu Quốc Đống làm hắn không thích hợp xuất hiện ở nội thành Côn Châu, cho nên Triệu Quốc Đống chọn Hồ Giã Áp là nơi chưa chính thức khai trương. Hắn cũng muốn tìm hiểu tình hình hoạt động hai ngày nay của Mễ Á tại Côn Châu là gì. Đoàn người Mễ Linh đã đến Điền Tây Bắc, chịu ủy thác của Trường Xuyên, Mễ Linh muốn đến khảo sát thực địa ở Tam Giang, Đức Khánh, xem cuộc sống nhân dân và điều kiện giao thông có xấu như Triệu Quốc Đống nói không, sau đó về xây dựng kế hoạch của quỹ từ thiện Thương Lãng. Triệu Quốc Đống đề nghị bọn họ có thể cân nhắc bỏ tiền xây cầu cho các nơi khó khăn, đây là vừa thuận tiện cho cuộc sống nhân dân, vừa kéo gần khoảng cách giữa miền núi với bên ngoài. Mễ Linh nói sau khi khảo sát thực địa mới xác định được kế hoạch, trước đó cô không thể có câu trả lời gì với Triệu Quốc Đống. Đối với việc này Triệu Quốc Đống cũng hiểu và ủng hộ. Quyển 17, chương 65. Anh thật sự hy vọng quỹ từ thiện Thương Lãng sẽ làm chút chuyện ở Điền Nam. Mễ Á nghiêng đầu túm lấy cây cỏ dại không biết tên bên cạnh. Tại sao không, mục đích thành lập quỹ từ thiện Thương Lãng không phải là muốn giải quyết những chuyện mà mọi người có thể làm một chút sao? Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Quỹ từ thiện Thương Lãng là đề nghị do anh nói với Trường Xuyên, tiền tài đến mức của bọn họ thì tiền nhiều chỉ là con số mà thôi, dù là chị gái em 10 đời cũng không lo ăn mặc. Nhiều tiền như vậy đối với bọn họ còn có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ vừa theo đuổi thành công trong sự nghiệp, cũng theo đuổi cuộc sống tốt hơn. Anh thấy lập quỹ từ thiện Thương Lãng cũng là một phần trong cuộc sống và sự nghiệp.
nhưng em nghe Mễ Linh nói bọn họ dù thông qua quỹ từ thiện Thương Lãng để xây cầu, xây trường cũng sẽ không tuyên truyền, đây hình như không phù hợp tác phong làm việc của tập đoàn Thương Lãng. Mễ Á nở nụ cười đầy quỷ dị. Quỹ từ thiện Thương Lãng không có quan hệ mấy với tập đoàn Thương Lãng. Quỹ từ thiện Thương Lãng là làm từ thiện, tuyên truyền ầm lên sẽ mất ý nghĩa vốn có của nó. Mà tập đoàn Thương Lãng là làm kinh doanh, mỗi một đồng đầu tư cũng hy vọng sáng tạo lợi nhuận. Cho nên mặc kệ bọn họ tham gia hoạt động gì cũng phải cân nhắc việc có lợi cho tập đoàn, mở rộng hình tượng. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tách ra một chút sẽ tốt hơn, trong thời đại coi trọng vật chất mà thiếu đạo đức này, anh nghĩ làm từ thiện cũng có thể làm tâm lý mình bình tĩnh hơn. Anh giải thích như vậy sao? Mễ Á gật đầu nói. Có phải là con người đi đến một tuổi hoặc một cảnh giới thì tư tưởng sẽ có biến hóa không? Có người thay đổi, có người thì không. Triệu Quốc Đống nói. Mễ Á dừng lại trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống làm hắn thấy sợ. Sao thế Mễ Á? Em cảm thấy anh nói chuyện bây giờ khác hẳn lúc học cấp 3, miệng lưỡi trơn tru không nói, sao lại luôn nói ra mấy lời làm người ta chấn động vậy? Mễ Á bĩu môi. Vẫn là câu kia, có người thay đổi, có người không? Triệu Quốc Đống sử dụng câu nói trước đó của mình. Không nói chuyện này nữa, em khảo sát ở Côn Châu đến đâu rồi? Không quá hài lòng. Mễ Á nói rất thật. Nói thật từ nhiều góc độ thì khu khai phát kinh tế kỹ thuật Côn Châu chỉ là một cái giá. Được xưng là ngành công nghệ sinh học, điện quang, công nghệ cao, tuyên bố là khu công nghệ cao lớn nhất khu vực Tây Bắc nhưng ngành sản nghiệp trụ cột không có điểm sáng, lực lượng nghiên cứu khoa học yếu kém, hiệu ứng dây chuyền không rõ ràng. Càng chủ yếu chính là hệ thống phục vụ của khu khai phát chú trọng cơ sở vật chất, trọng phần cứng, nhẹ phục vụ, nhẹ phần mềm, nhất là thiếu hoàn cảnh phục vụ đặc sắc. Công tác của ban quản lý là theo giờ đi làm, không có điểm sáng, không đủ sức hấp dẫn, không có gì khác so với hầu hết các khu khai phát cấp thị xã của khu vực Trung Tây. Khu khai phát Côn Châu kém A so với khu khai phát Ninh Lăng, thậm chí ngay cả khu khai phát của Hoài Khánh cũng còn mạnh hơn. Ừ, khu khai phát Côn Châu đúng là có một chút vấn đề nhưng bọn họ bây giờ đang cố gắng thay đổi. Điểm này Bí thư Thị ủy Ngô Nguyên Tể và Thị trưởng Vương Liệt đều coi trọng, có lẽ trong thời gian sau này sẽ có thay đổi hẳn. Triệu Quốc Đống giải thích thay Ngô Nguyên Tể. Nói dễ làm khó, xây dựng hoàn cảnh mềm đâu phải lập tức có hiệu quả được. Không có quyết đoán, quyết tâm, trí tuệ thì đâu thể làm được. Quốc Đống, anh đang nói giúp người khác đó à? Mễ Á cười rất quyến rũ. Trước mặt em còn phải như vậy sao? Thói quen thôi mà. Triệu Quốc Đống cũng hiểu lời mình nói hơi quan liêu nên không nhịn được cười. Người ngồi ở vị trí nào lâu sẽ vô thức nói chuyện theo thói quen. Ừ. Chẳng qua ngành công nghệ sinh học của Côn Châu cũng có chút trụ cột. Anh cũng biết công ty em ăn cơm ở ngành nào, em thấy đại khái có đến 10 công ty, có lẽ bên Côn Châu cũng báo cáo tình hình với anh. Có phải là cảm thấy công ty quốc tế Hán Đăng bọn em không có thực lực nên cứ nhằm vào các công ty nhỏ? Mễ Á nhìn Triệu Quốc Đống rồi thản nhiên nói. Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Bên Côn Châu đúng là có cách nói này. Nói lãnh đạo cao cấp ở Trung Quốc của công ty quốc tế Hán Đăng mà mình giới thiệu sao cứ nhìn chằm chằm vào các công ty nhỏ, công ty lớn lại không có hứng thú, cũng không biết quỹ đầu tư mạo hiểm này chỉ nhằm vào công ty nhỏ. Thấy Triệu Quốc Đống không nói, Mễ Á cười lạnh nói. Đầu tư mạo hiểm không phải nhà từ thiện, không phải cứ phải nhằm vào công ty lớn. Bọn em muốn chính là giúp các công ty có thể trưởng thành phát triển lên. Còn đã có con đường tài chính. Đã phát triển đủ thì không phải đối tượng phục vụ của công ty em. Mễ Á, có thể ở Côn Châu có người không rõ công ty em là làm gì, có thể có hiểu lầm, việc này không sao cả. Em xem 10 công ty kia thì thấy sao? Triệu Quốc Đống đổi đề tài. Cũng được, có mấy công ty em thấy khá ổn, em đã thu tài liệu, cũng đã nói chuyện với lãnh đạo công ty đó và thấy không tệ. Chẳng qua còn cần một thời gian nữa để bọn họ lấy số liệu tài chính và bản quy hoạch. Em còn phải chờ bọn họ vài hôm, đến lúc đó có lẽ điều kiện phù hợp với ý của công ty thì công ty bọn em sẽ không ngại đầu tư, điểm này em còn có thể vỗ ngực cam đoan. Mễ Á hơi tự tin ưỡn ngực lên, bộ ngực dù là vào trời tối vẫn đẹp đến mê người làm Triệu Quốc Đống nóng mắt. Mễ Á không ý thức được điều này, cũng may Triệu Quốc Đống không phải người không thể khống chế như trước. Thân phận là xiềng xích của hắn làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Như Triệu Quốc Đống đã nói đây là biểu hiện của sự trưởng thành. Vậy thì tốt quá, anh thay mặt thị ủy, ủy ban Côn Châu chân thành hy vọng công ty quốc tế Hán Đăng giúp Côn Châu, thậm chí Điền Nam bồi dưỡng ra một nhóm công ty nắm giữ kỹ thuật, có năng lực đổi mới sáng tạo.
nếu cần đảng ủy, chính quyền địa phương ủng hộ gì thì công ty cứ nói thẳng. Chỉ cần phù hợp quy định pháp luật thì anh nghĩ đảng ủy, chính quyền sẽ giải quyết ngay. Mặc dù nói như vậy nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy mắt mình vẫn tập trung vào khe hở trên ngực áo của Mễ Á. Quan liêu. Mễ Á tức giận nói. Quốc Đống, anh có thể nói thật một chút không? Anh sao không hỏi một câu công ty nào là công ty bọn em thích nhất? Các công ty này làm như thế nào để được nhà đầu tư mạo hiểm chú ý và đầu tư? Chính quyền địa phương nên làm như thế nào để xây dựng hoàn cảnh phát triển tốt đẹp, giúp các công ty nhỏ này bồi dưỡng năng lực tự đổi mới, hình thành đặc sắc của riêng mình, như vậy mới có thể chính thức đi vào con đường phát triển tốt. Mà trước đó công ty có thể làm gì giúp các công ty mới bắt đầu thành lập, điều này em vốn nghĩ sẽ thảo luận với anh, mà bây giờ em nghe thấy anh Toàn nói câu quan liêu, thật sự rất thất vọng. Giọng điệu trêu chọc của Mễ Á làm mặt Triệu Quốc Đống nóng lên. Hắn dừng lại nghiêm túc nói. Mặc dù vị trí của anh bây giờ khác, phạm vi công việc khác nhưng anh vẫn tiếp nhận lời phê bình của em, có thể anh thật sự đã quan liêu hóa. Anh sẽ chuyển lại lời này của em đến Côn Châu, hy vọng bọn họ sẽ có thay đổi ở phương diện này. Mễ Á, cảm ơn em. Mễ Á bị biến hóa đột nhiên này của Triệu Quốc Đống làm cho cô run lên. Lát sau cô mới ý thức được Triệu Quốc Đống bây giờ có chút thay đổi so với khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhưng thay đổi cụ thể ở đâu thì cô không thể nghĩ ra. Triệu Quốc Đống đưa Mễ Á tới khách sạn Thúy Hồ đã là hơn 10 giờ tối. Anh vào ngồi một lát chứ. Mễ Á phát hiện mình khi đưa ra lời mời mà giọng run run, mặt cũng nóng. Không được, muộn quá. Triệu Quốc Đống cũng không biết mình trả lời như thế này là phải lấy bao can đảm. Ừ, vậy ngủ ngon. Cơn thất vọng bao trùm lấy Mễ Á, cô khẽ gật đầu. Ừ, ngủ ngon, Mễ Á, anh thật sợ mình vừa vào sẽ không đi được. Anh không tự tin vào mình, hơn nữa đây là Côn Châu. Mắt đẹp của Mễ Á sáng lên, cô quyến rũ nhìn Triệu Quốc Đống sau đó đi vào sảnh. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi lắc đầu rời đi. Quyển 17, chương 66. Điền Vĩnh Thái đứng ở hành lang nhìn một chút, cửa phòng Uông Tòng Hỉ đóng lại, hình như không có ở đây. Phòng Phan Xảo thực ra mở, xem ra có người đang nói chuyện đang trong văn phòng Phan Xảo. Điền Vĩnh Thái đi tới, Phan Xảo thấy liền vội vàng đứng lên nói. Trưởng Ban Điền, ngài tìm tôi. Cô gái ngồi ở văn phòng Phan Xảo thấy Điền Vĩnh Thái vào cũng vội vàng đứng lên. Trưởng Ban Điền. Điền Vĩnh Thái gật đầu nói. Tiểu Phan, cô có việc. Không có gì, tôi và Tiểu Tô đang nói chuyện về tài liệu quản lý công việc của ban, không gấp. Phan Xảo nhìn vẻ mặt Điền Vĩnh Thái như có điều gì khó giải quyết nên vội vàng ra hiệu Tiểu Tô đi ra. Sau khi cô gái kia đi ra, Điền Vĩnh Thái gật đầu nói. Lão Uông đi học, chuyện ở văn phòng chỉ quan tâm nhiều một chút. Tôi biết, xin ngài yên tâm. Trong lòng Phan Xảo rất vui vẻ. Mặc dù ba phó tránh văn phòng không xếp thứ tự nhưng phó tránh văn phòng cần phụ trách quản lý hậu cậu tuổi đã cao nên không tranh mấy. Phó tránh văn phòng Thang vẫn luôn cho rằng mình là phó tránh văn phòng thứ nhất nhưng hôm nay trưởng ban Điền đến nói không thể nghi ngờ là muốn làm cô chủ trì công việc của văn phòng. Có lời đồn Uông Tòng Hỉ học xong sẽ có thể tới sở nội vụ, đương nhiên đây chỉ là lời đồn chưa thể coi là thật. Trưởng ban Triệu ra ngoài ư. Điền Vĩnh Thái thấy ánh mắt Phan Xảo có thay đổi nên hỏi. Điền Vĩnh Thái cũng có thể hiểu, Lý Vĩnh Cương trong cơ quan ai lại không mong được lãnh đạo tin tưởng. Nước trong ban sâu nông thế nào y cũng biết rõ. Lão Thang có quan hệ mật thiết với Tần Lực, tự nhận giỏi tài viết ở trong ban, dù là trước mặt Lão Uông mà vẫn ra vẻ. Bây giờ Uông Tòng Hỉ lên trường đảng tỉnh học, học xong có thể thay đổi hay không cũng khó nói. Nhưng sau khi trưởng ban Triệu đến ban tổ chức cán bộ đã hy vọng cán bộ trong ban nên đi ra ngoài, xuống địa phương, ở trong ban là không có tiền đồ. Uông Tòng Hỉ nếu thật sự ra ngoài thì vị trí tránh văn phòng sẽ đưa tới không ít người chú ý. Bây giờ còn không biết ý đồ của trưởng ban Triệu nhưng điều Phan Xảo tới làm phó tránh văn phòng cũng là một tín hiệu. Điền Vĩnh Thái thật ra không quá để ý đến việc có một số người nói Triệu Quốc Đống dùng người thân. Dù sao Triệu Quốc Đống từ tỉnh An Nguyên đến Điền Nam, nếu không có một hai cán bộ quen thuộc cũng khó làm. Phan Xảo có thể đến ban cũng làm Điền Vĩnh Thái vui vẻ. Ít nhất trong ban có người quen với tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, lợi cho việc triển khai công việc của ban. Chẳng qua Phan Xảo đến cũng tạo áp lực cho một số người, Lão Thang là điển hình nhất, thỉnh thoảng có ý kiến truyền ra. Nhưng đây vẫn là trong phạm vi khống chế nên Điền Vĩnh Thái không để ý. Trưởng ban Triệu chiều nay chưa tới,
thư ký Đoạn gọi điện nói trưởng ban Triệu đến công ty Đồng Điền Nam khảo sát việc xây dựng đảng của công ty, có lẽ chiều nay không về. Phan Sảo đã sớm thực hiện trọng trách của chánh văn phòng. Mặc dù Uông Tòng nghỉ đi học, ban không nói rõ ai chủ trì công việc văn phòng nhưng Phan Sảo biết một số việc mình không thể đùn đẩy. Mình phải gánh vác trách nhiệm an bài công việc, lãnh đạo qua đó mới có cái nhìn sâu sắc về mình. Hai hôm nay cô thấy Điền Vĩnh Thái vẫn chú ý quan sát biểu hiện của mình, có lẽ Điền Vĩnh Thái hài lòng nên mới nói như vừa rồi. Tiểu Phan, ban ta có liên hệ với ban tổ chức cán bộ trung ương, với các ngành của tỉnh ủy, ủy ban, có thể nói là cơ quan quan trọng nên không thể chậm trễ, không thể sơ sót. Trong thời gian này lão Uông không ở đây thì chỉ cần gánh vác trách nhiệm, tận tâm với công việc. Điền Vĩnh Thái nghiêm túc nói. Xin trưởng ban Điền yên tâm, tôi sẽ dựa theo yêu cầu của ngài để làm, chỉ là. Điền Vĩnh Thái có chút do dự, danh không chính ngôn không thuận, mình không phải chánh văn phòng nếu lãnh đạo không nói câu gì thì đúng là khó triển khai công việc. Tôi biết, đến lúc thích hợp tôi sẽ tuyên bố. Điền Vĩnh Thái gật đầu. Hai ngày qua lão thang sợ đầu sợ đuôi, cảm thấy không đủ tự tin nên chuyện gì cũng đùn đẩy. Mà Phan Sảo lại can đảm tỏ thái độ. Điền Vĩnh Thái thấy đây là chênh lệch, bảo sao cả đời lão thang chỉ chơi với cây bút. Triệu Quốc Đống không quá quan tâm công việc cụ thể trong ban, hắn chỉ quản lý phương hướng chung mà thôi. Công việc hàng ngày của ban đều giao cho Điền Vĩnh Thái, nó khác hẳn tác phong của Cao Vĩnh Khôn. Khi đó Cao Vĩnh Khôn mặc dù không nói là chuyện lớn nhỏ gì cũng quan tâm nhưng về cơ bản chuyện lớn Tần Lực cần phải chủ động xin chỉ thị của Cao Vĩnh Khôn. Mặc dù Cao Vĩnh Khôn coi trọng Tần Lực, nhưng mấy phó trưởng ban kể cả Tần Lực đều thấy áp lực, khó thở chứ không giống Triệu Quốc Đống bây giờ. Triệu Quốc Đống chỉ đặt tâm trí vào công việc lớn, khinh thường quan tâm công việc ở trong ban. Điền Vĩnh Thái cũng không phải không biết quy củ, chuyện nào cần báo cáo sớm, chuyện nào có thể quyết định rồi mới thông báo. Chuyện nào có thể do y tự làm chủ thì trong lòng y cũng biết. Chẳng qua việc an bài Phan Sảo thì y tin Triệu Quốc Đống không có gì không đồng ý. Thực tế y đã ám chỉ với Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến, nhưng đây đã là tín hiệu rõ ràng. Đúng như lời Điền Vĩnh Thái nói, Triệu Quốc Đống đúng là không có tâm tư quan tâm đến công việc cụ thể trong ban, trên tay hắn còn quá nhiều việc cần làm. Thái Chánh Dương về cơ bản giao quy hoạch điều chỉnh lần này cho hắn. Nói cách khác hắn cần phải có phương án cho việc điều chỉnh cho khu vực Điền Tây Bắc, Tây Nam, Điền Trung và các cơ quan thuộc tỉnh. Đương nhiên điều chỉnh cán bộ cấp giám đốc sở thì hắn chỉ có thể căn cứ theo ý kiến của Thái Chánh Dương mà đưa ra, nhưng liên quan đến cán bộ cấp phó giám đốc là quá lớn, Thái Chánh Dương không thể quan tâm đến từng người, về cơ bản sẽ do hắn đưa ra phương án, sau đó kết hợp với ý định của Thái Chánh Dương mà đưa ra phương án cơ bản rồi báo cáo với Trương Bảo Quốc. Phần hóa ra, cuối cùng còn muốn do hắn đến trao đổi với mấy vị thường vụ khác, cuối cùng trở lại báo cáo với Trương Bảo Quốc và Thái Chánh Dương. Đợi phương án được xác định sẽ trình lên hội nghị bí thư, cuối cùng trình lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định. Đương nhiên mỗi giai đoạn trong đó còn có thể có bất ngờ. Ví dụ như Đào Hòa Khiêm đột nhiên tỏ vẻ y thấy một người nào đó thích hợp làm phó thị trưởng hơn, ban tổ chức cán bộ có thể trọng điểm khảo sát. Hoặc là Trừ Liễu đề nghị một đồng chí của ủy ban kỷ luật có thể xuống rèn luyện. Ngoài ra còn có thể có vài nhân tố phức tạp hơn. Ví dụ như một vị trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ trung ương, một vị chủ nhiệm của ban tuyên giáo trung ương, một vị phó trưởng phòng của ủy ban kỷ luật trung ương. Hoặc là một ít thông qua quan hệ cá nhân truyền tới. Ví dụ như đề nghị có phải cân nhắc sửa một vị phó thị trưởng ở thị xã nào đó thành thường vụ. Mà ứng viên cho chức thường vụ có phải nên sửa thành phó thị trưởng, đủ chuyện không ngừng diễn ra đúng là hành hạ đầu óc của Triệu Quốc Đống. Con người sống trên đời là mệt, hắn làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy như càng mệt hơn. Lúc hắn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng không phiền toái như vậy, đều là nói ra ý kiến để Tiêu Phượng Minh làm theo, Tiêu Phượng Minh sẽ hiểu theo ý đồ của mình mà đưa ra phương án. Bản lĩnh này đúng là không phải ai cũng làm được, mà bây giờ hắn có trách nhiệm như Tiêu Phượng Minh. Cũng phải làm Thái Chánh Dương hài lòng. Triệu Quốc Đống đúng là hơi nhớ Tiêu Phượng Minh, hắn biết mình còn xa lạ với công tác tổ chức này, cho nên công việc hàng ngày ở ban hắn lớn mật ủy quyền cho Điền Vĩnh Thái và Kỳ Tử Lan, đây cũng là một phương pháp. Nhưng dính tới điều chỉnh quy mô lớn như vậy thì đúng là khó giải quyết hơn so với lúc điều chỉnh ở Vĩnh Sương, Đức Hồng, Văn Thành, Triều Đạt. Quyền 17, chương 67. Triệu Quốc Đống lấy điện thoại mở danh bạ. Những cái tên và con số quen thuộc không ngừng thay đổi theo cái ấn của hắn. Trung Dược Quân, Vưu Liên Hương, Lam Quang, Tiêu Phượng Minh, Lỗ Năng, Lưu Như Hoài, Trúc Văn Khôi, Văn Ngạn Hoa, Ngụy Hiểu Lam, Giản Hồng, Đường Diệu Văn,
Lần lượt từng hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, một cảm giác kỳ lạ không nói thành lời làm hắn đột nhiên muốn vứt bỏ mọi công việc trong tay, bay về Ninh Lăng. Đây như là nhà của hắn, mà ở đây hắn lại giống như một hành khách qua đường. Hắn cố gắng áp chế tình cảm đột nhiên dâng lên trong lòng. Hắn biết mình không còn là bí thư huyện ủy, thị trưởng hoặc là bí thư thị ủy như trước nữa, lại càng không phải là cục trưởng của bộ năng lượng tự ý an bài công việc theo ý mình. Hắn giờ là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, nhất là trong thời gian này lại càng quan trọng. Mỗi ngày hắn nhận rất nhiều cuộc điện thoại, đồng thời gần như mỗi ngày cũng gặp mặt nói chuyện với rất nhiều người, mỗi ngày hắn cũng cần gọi điện trao đổi với Thái Chánh Dương, Trương Bảo Quốc, lúc này hắn sao có thể nói rời đi là đi được ngay. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ mình nên thật sự về một chuyến, đi nói chuyện với các đồng nghiệp cấp dưới cũ ở Ninh Lăng. Tiêu Phượng Minh nhận được điện không khỏi giật mình, y vốn đang phát biểu nên theo lý thuyết dù là ai gọi y cũng sẽ không nghe, hoặc là nói lại một câu là mình đang họp, lát gọi lại nhưng cuộc điện thoại này lại không thể thế. Mấy vị phó thị trưởng khác nhìn nhau, Tiêu Phượng Minh là người trầm ổn ít lộ tình cảm ra ngoài mặt, hơn nữa y đang bố trí công việc lại đột nhiên gác lại, chỉ nói một câu xin lỗi rồi ra ngoài nghe điện, hiện tượng này khá hiếm thấy. Cuộc điện chỉ có vài phút, Tiêu Phượng Minh thậm chí không nghe điện ở trước cửa mà đi đến đầu kia của hành lang nghe, đương nhiên cuộc điện này có lai lịch không bình thường. Mọi người đang suy nghĩ xem không biết thần thánh nào gọi, sợ là lãnh đạo tỉnh bình thường cũng khó làm Tiêu Phượng Minh có biểu hiện như vậy. Tiêu Phượng Minh đúng là rất vui mừng. Triệu Quốc Đống đến Điền Nam mấy tháng, trên cơ bản không về An Nguyên, cũng ít khi gọi điện. Triệu Quốc Đống mới đến nên đương nhiên khá bận. Tiêu Phượng Minh và Trung Dược Quân còn đang định dành thời gian đến thăm Triệu Quốc Đống nhưng hai lần gọi tới Triệu Quốc Đống không ở Côn Châu mà đi xuống các thị xã khảo sát, thậm chí tín hiệu điện thoại cũng chập chờn. Triệu Quốc Đống cả tuần không có ngày nghỉ nên không thể dành thời gian gặp mặt mọi người. Việc này làm Tiêu Phượng Minh có chút nuối tiếc. Lúc này Triệu Quốc Đống gọi tới nói sẽ về Ninh Lăng, lại nói nhớ đến mọi người nên về tụ tập một chút, việc này bảo sao Tiêu Phượng Minh không vui chứ. Tiêu Phượng Minh không ngừng nói hoan nghênh, cũng thuận tiện hỏi Triệu Quốc Đống hy vọng ai tham gia. Triệu Quốc Đống muốn về tụ tập mọi người không phải ai cũng có thể tham gia, quy mô quá lớn nhất định sẽ không ổn, ảnh hưởng không tốt. Bản thân Triệu Quốc Đống cũng biết nhưng nếu hạn chế quy mô quá nhỏ sẽ làm một số người tổn thương. Tiêu Phượng Minh cũng biết sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống tại Ninh Lăng, mục tiêu của y chính là học tập Triệu Quốc Đống, hy vọng sẽ có một ngày mình có danh tiếng như Triệu Quốc Đống tại Ninh Lăng này. Thực tế lúc Triệu Quốc Đống gọi điện đã cân nhắc vấn đề này. Tụ tập đương nhiên là tốt nhưng nếu nhiều người sẽ khiến nhiều người biết, truyền ra sẽ tạo thành ảnh hưởng mặt trái. Nếu chỉ có vài người ngồi sẽ làm người khác tổn thương. Sau đó Tiêu Phượng Minh nói ra nên chia làm hai, một là các thành viên bộ máy thị xã có quan hệ mật thiết tham gia, mặt khác còn là mấy thành viên trong bộ máy cùng với Giản Hồng, Ngụy Hiểu Lam, Lô Miễn Dương, Đường Diệu Văn, Tiếu Chiêu Quý, Chu Trọng, Bành Nguyên Hậu tham gia. Triệu Quốc Đống đồng ý và bảo Tiêu Phượng Minh an bài. Triệu Quốc Đống xin phép Thái Chánh Dương, hắn còn tưởng Thái Chánh Dương sẽ hỏi han gì đó không ngờ Thái Chánh Dương lập tức đáp ứng, còn nói nhân lúc cuối tuần về một chuyến cũng tốt. Bạn bè cũ gặp nhau không có gì phải ngại, chỉ cần trong lòng vô tư là được. Chiều thứ 6 Triệu Quốc Đống bay về Ando, hắn muốn ở lại Ando một tối. Về Ando sẽ đối mặt một vài vấn đề khó giải quyết nhưng Triệu Quốc Đống lại không thể không đối mặt. Cuộc sống tình cảm phong phú mang đến hạnh phúc và niềm vui vô hạn cho hắn, nhưng theo thân phận thay đổi khiến rất nhiều thứ không thể không trở nên cẩn thận hơn. Lên cao sẽ mất sự riêng tư, đó là thực tế không thể chối cãi. Triệu Quốc Đống cũng có chuẩn bị tư tưởng nhưng với cuộc sống gia đình khá đặc thù của hắn thì mâu thuẫn cũng đột xuất hơn. Sau khi hắn tới Điền Nam, dù là La Băng, Tiểu Âu hay chị em từ Xuân Nhạn đều rất lý trí không đến Côn Châu. Thứ nhất có lẽ nghĩ hắn mới tới Điền Nam, gặp hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, thứ hai hắn mới đến nên có nhiều công việc phải làm, thứ ba vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy của hắn khác hẳn so với lúc hắn là thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Hắn ở Ando không ai chú ý mấy nhưng trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam lại nằm ở Côn Châu, bất cứ hắn đi tới đâu cũng làm người ta chú ý. Nếu có sơ suất sẽ mang tới hậu quả khôn lường cho con đường làm quan của Triệu Quốc Đống. Đột nhiên hoàn toàn xa cách với các người phụ nữ này khiến Triệu Quốc Đống không quá quen, cũng may do công việc bận rộn nên hắn dần hòa tan nhớ nhung, chỉ có lúc về nằm một mình trên giường hắn mới nhớ lại cuộc sống hạnh phúc ở Ando. Dù là ở chỗ chị em từ Xuân Nhạn, hay là La Băng luôn làm người ta si mê. Chỉ có mất đi mới thấy quý giá, giờ hắn còn chưa mất đi cũng đã thấy quý.
đối với con người mà nói đây là kinh nghiệm mà ai cũng trải qua. Trong nháy mắt khi đặt chân xuống sáp Thái Bình An Đô, Triệu Quốc Đống cảm thấy bao tình cảm ùa tới vây lấy mình. Triệu Quốc Đống không bảo ai đón máy bay, mãi cho tới khi hắn vào nội thành mới gọi cho Từ Xuân Nhạn. Triệu Quốc Đống rõ ràng cảm nhận được giọng nói đầy rung động của đối phương, cô liên tục nói hắn ở đâu để cô tới đón. Hắn vốn định từ chối nhưng nghĩ muốn vào tiểu khu thì ngồi xe tiến vào sẽ tránh được máy ghi hình nên cũng đồng ý. Từ Thu Nhạn chạy xe 15 phút là đến một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ để đón Triệu Quốc Đống. Cô khá quen thuộc địa hình An Đô, cô nhanh chóng tìm được địa điểm mà Triệu Quốc Đống đang đứng. Chiếc xe dừng lại 3 phút trong con hẻm. Sự dịu dàng làm Triệu Quốc Đống như mất khống chế. Trong nháy mắt ngồi vào xe, hắn cảm thấy mình từ một thế giới khác về gặp người thân của mình. Từ Thu Nhạn cũng thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại nhiệt tình đến thế, không gian rộng của chiếc xe cung cấp đủ không gian cho bọn họ thổ lộ tình cảm. Mặc dù chỉ là ôm hôn nhưng cũng làm cho Từ Thu Nhạn đột nhiên nhớ đến đêm đó. Triệu Quốc Đống chăm chú nhìn về phía trước, lặng lặng hưởng thụ tình cảm đang ùa tới trong lòng. Từ Thu Nhạn vẫn ăn mặc gợi cảm, ngực lộ ra một khoảng trắng, bên dưới mặc chiếc váy cùng đôi tất chân màu đen, cả người cô lộ rõ những đường cong lả lướt. Khác với Từ Xuân Nhạn khá bảo thủ, Từ Thu Nhạn rất chú ý trong ăn mặc. Theo cô nói chỉ cô ở phương diện này chỉ có thể so sánh với mình ở nước hoa và đồ lót, bởi vì đó là thứ mà chỉ mình Triệu Quốc Đống được hưởng. Nhưng hai chị em có một điểm chung là tuyệt đối hấp dẫn, gợi cảm. Từ Thu Nhạn nói với Triệu Quốc Đống là cô và Xuân Nhạn đã mua một căn biệt thự khác ở ngoại ô phía Nam, có lẽ sang năm là đến ở được, đến lúc ấy sẽ tiện hơn, không cần lo lắng nhiều như bên này. Triệu Quốc Đống không khỏi thấy ấm áp, hắn biết tại sao hai chị em Xuân Nhạn lại làm thế, đây là suy nghĩ cho hắn. Dù là sau này quan hệ giữa hắn và các cô phát triển đến đâu, các cô cũng đã chuẩn bị tư tưởng, tất cả đều vì không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của hắn. Quyển 17, chương 68. Triệu Quốc Đống gặp mặt các thành viên bộ máy ở khảo sát Kỳ Lân Quan, Hoa Lâm. Khách sạn này sau mấy lần sửa sang đã là khách sạn 3 sao nổi tiếng của Ninh Lăng, khách sạn chẳng những xây dựng thêm mấy khu nhà, hơn nữa diện tích vườn hoa phía sau cũng mở rộng thêm rất nhiều. Nhất là khách sạn đã lấy hết cả một khu đất đồi núi rộng phía sau, sau khi được kiến trúc sư quy hoạch nên trồng rất nhiều cây xanh, ngoài ra khách sạn cũng dùng một ít vật liệu giả cổ để xây dựng hành lang cổ, một chiếc chòi được rừng cây bao quanh, tiếng nước chảy róc rách, sự yên tĩnh của đồi núi làm người ta như thấy mình vào nơi thế ngoại đào viên. Khách sạn Kỳ Lân Quan cũng chuyên môn xây dựng khu nhà dành cho khách VIP, đây là khu nhà 2 tầng làm bằng gỗ, tầng 1 là nơi ăn uống, tầng 2 để uống trà, nghỉ ngơi. Bữa tối làm đúng theo ý của Triệu Quốc Đống, đơn giản mà tinh xảo, đến cấp độ này người ta không quá để ý ăn gì, chú ý chính là không khí. Triệu Quốc Đống giẫm trên bậc thang bằng gỗ, cầu thang phát ra tiếng khá dễ nghe. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đi sát theo Triệu Quốc Đống. Ở đây mặc dù có điều hòa nhưng mùa hè sẽ không cần, chủ yếu dùng để sưởi cho mùa đông. Theo sát sau đó là mấy người Tăng Lệnh Thuần, Lỗ Năng, Lưu Như Hoài, Trúc Văn Khôi cùng Mã Nguyên Sinh. Trong các thường vụ thị ủy Ninh Lăng đã có 7 Ninh người tới. Dược Quân, chúng ta có 8 người, vừa lúc có thể ngồi hai bàn đánh bài. Triệu Quốc Đống đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài khá lâu rồi mới quay đầu lại cười nói. Ha ha, nếu như là ở Tứ Xuyên thì sau khi ăn uống, trà thuốc xong thì nhất định sẽ vào bàn, nhưng Điền Nam chúng ta thì thực ra không quá hứng thú với cái này. Trung Dược Quân cười nói. Bí thư Đảng ủy Chính Pháp, bí thư Đinh thích đánh mạt trượt. Theo y nói không cần thắng thua mà là tranh thắng bại để rèn luyện đầu óc, tránh cho sau này về già sẽ mất trí nhớ. Còn có công hiệu này sao? Vậy không phải nên khuyến khích người già nên chơi bài ư? Ngồi bàn đánh bài nhiều quá sợ là sẽ ảnh hưởng đến vấn đề khác của sức khỏe. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đã lâu không cảm nhận hương vị chạy trên cao tốc An Tương, chạy đúng là thấy rất được. Làm đường bên Điền Nam khá lạc hậu, không ít thị xã còn không có 1 mét đường cao tốc và đường sắt. Tôi tới Điền Nam mất hơn 2 tháng mới chạy hết 16 thành phố, thị xã Điền Nam. Hắc hắc, làm tôi gầy mất 5-6 cân, sau đó tôi cũng không muốn mang nữ điều chỉnh trong ban đi cùng. Sóc này 5-6 tiếng, xương khớp trong người như bay hết ra. Hắc hắc, người bình thường đúng là không chịu nổi. Trưởng ban Triệu, nghe nói trong thời gian trước Thủ tướng đến Điền Nam khảo sát, hình như cũng đến Tam Giang, nơi xa nhất của Điền Nam. Đường ở đó chắc rất khó đi phải không? Sao tỉnh ủy? Ủy ban Điền Nam lại dám bố trí thủ tướng tới đó.
Trúc Văn Khôi làm ngành này nên khá chú ý. Hừ, đó là do văn phòng quốc vụ viện bố trí, nghe nói thủ tướng chỉ đích danh, tỉnh ủy Điền Nam có biện pháp gì chứ? Bí thư Thái toát hết mồ hôi, yêu cầu phải đi trước xem đường. Chẳng qua đường đi lao thẳng vút, đá rơi, đất lở lúc nào cũng có thể xảy ra, ai dám đảm bảo tuyệt đối. Nhưng tính thủ tướng mọi người cũng biết, chuyện đã quyết định thì ai dám làm trái. Cũng may chuyến đi này không xảy ra chuyện gì. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Câu nói nhân định thắng thiên có lúc không thích hợp, vẫn cần tôn trọng quy luật khách quan. Nó giống như anh muốn làm hai đường cao tốc ở Tam Giang cùng Đức Khánh thì ít nhất bây giờ không phù hợp thực tế khách quan. Ừ, đúng thế, đường cao tốc và đường sắt có yêu cầu khách quan rất cao đến địa chất, vị trí địa lý càng phức tạp thì giá thành làm càng cao, hơn nữa tính ổn định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trúc Văn Khôi gật đầu, y phụ trách quản lý giao thông, xây dựng nhiều năm nên cảm nhận sâu sắc ở phương diện này. Văn Khôi, nhìn anh như là nghiện quản lý giao thông rồi, hay là đến Điền Nam chúng tôi làm giám đốc sở giao thông? Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Hắc hắc, trưởng ban Triệu, ngài nếu như nói vậy, tôi mà tin rồi cứ bám lấy ngài, cứ đòi ngài thực hiện lời nói, ngài sẽ phiền đó. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Không khí khá thoải mái, Triệu Quốc Đống thích không khí như vậy. Hắn về muốn gặp đồng nghiệp, cấp dưới cũ, nếu mọi người mà câu nệ thì sẽ không thích hợp. Đề tài nhanh chóng chuyển sang tình hình phát triển gần đây của Ninh Lăng. Mặc dù ở Điền Nam nhưng Triệu Quốc Đống vẫn chú ý sự phát triển của Ninh Lăng. Nửa đầu năm Ninh Lăng về cơ bản duy trì tốc độ tăng trưởng trên 60%, đến tháng 7 tăng tốc giảm đi nhưng vẫn duy trì trên 50%. Có lẽ theo xu thế này GDP cuối năm của Ninh Lăng đột phá 160 tỷ là không vấn đề gì, không chừng thậm chí có thể đột phá 170 tỷ. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh nắm bắt khá tốt tiết tấu phát triển của Ninh Lăng, không tham lam thu hút đầu tư khắp nơi, cũng không hò hét phải có ngành nghề chủ đạo mới mà tiếp tục phát triển mấy sản nghiệp trụ cột vốn có, vững vàng thúc đẩy chiến thuyền Ninh Lăng tiếp tục vượt sóng gió. Khu công nghiệp năng lượng mặt trời cuối cùng đã thành hình, mà ngành này mang lại hiệu ứng rất lớn kéo dài đến các ngành liên quan. Ví dụ như ngành sản xuất chất đa tinh thể silicon cùng với các thiết bị phụ trợ cho ngành năng lượng mặt trời với hàm lượng khoa học kỹ thuật cao cũng thúc đẩy ngành năng lượng mặt trời phát triển và ngược lại. Trụ sở xe tải hạng nặng cùng xe chuyên dụng Ninh Lăng cũng dần thành hình, mấy công ty lớn lục tụ tiến hành đầu tư và kéo theo đó là từng bước tiến vào khu công nghiệp Đông Giang. Khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang lại được ngành bảo vệ môi trường liệt vào nơi đầu tiên chọn đầu tư, vầng sáng trên đầu Ninh Lăng này làm cho Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều rất phấn chấn. Trung tâm vật tư chuyển hóa, Trường Phú xây dựng xong đã thành trung tâm vật tư lớn nhất khu vực An Tương, hơn nữa Ninh Lăng là nơi giao nhau của đường sắt Tây Liễu, An Tương, có cảng Ninh Lăng càng khiến cho rất nhiều công ty vận chuyển hàng hóa lớn tập trung vào Ninh Lăng. Giá cước rẻ của vận chuyển đường thủy đã là sức hấp dẫn mà rất nhiều người không thể kháng cự, hơn nữa trụ sở vật tư hiện đại hóa như vậy được xây dựng nên nhiều người tiên đoán với ưu thế trời sinh của Ninh Lăng sẽ khiến cho vị trí trung tâm giao thông của An Đô trong tỉnh sẽ bị uy hiếp. Dược Quân, chỉ cần duy trì tốc độ tăng trưởng trên 30% là các anh đã thành công. Sự phát triển liên tục là rất quan trọng, mà càng lên cao thì anh sẽ càng thấy áp lực lớn hơn nữa. Triệu Quốc Đống nói, 170 tỷ, Côn Châu là tỉnh thành Điền Nam năm nay mới có thể đột phá 100 tỷ. Mặc dù tình hình đặc thù của Điền Nam nên không thể lấy GDP để luận anh hùng, hoàn cảnh sinh thái của Côn Châu cũng không cho phép thừa nhận phát triển sản xuất công nghiệp quá lớn để mang tới áp lực về bảo vệ môi trường. Từ việc Côn Châu xác định ngành công nghệ sinh học, quang điện làm sản nghiệp trụ cột cũng có thể thấy sự khó khăn trong việc định vị của thị ủy Côn Châu lúc ấy. Nhưng Mê Á lúc khảo sát cũng nói rõ vài vấn đề. Tư tưởng phát triển, tác phong làm việc của Côn Châu, thậm chí cả Điền Nam đều có chênh lệch lớn với tỉnh An Nguyên, đặc biệt là Ninh Lăng. Trưởng ban Triệu, chúng tôi cũng đã cảm nhận được áp lực. Tốc độ tăng trưởng của tháng 7 bắt đầu chậm lại, tháng 8 cũng không quá lạc quan. Thị xã cũng nghiên cứu phân tích nguyên nhân, Bí thư Dược Quân và tôi không muốn đập vỡ hình tượng của ngài khi ngài chưa đi đầy một năm. Tiêu Phượng Minh có chút lo lắng tiếp lời. Phượng Minh, cũng không nhất định phải lo như vậy. Nói thật mấy tháng vừa rồi Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng trên 60% là nằm ngoài dự đoán của tôi. Trụ cột Ninh Lăng bây giờ không thể so sánh với năm ngoái. Trụ cột 100 tỷ mà duy trì tăng trưởng trên 60%, việc giảm dần tốc độ tăng trưởng theo tôi thấy là bình thường. Các anh nên sớm có chuẩn bị tư tưởng, tỉnh ủy An Nguyên cũng có thể chuẩn bị tư tưởng này. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.
không nên đặt hết tâm tư nhìn chằm chằm vào GDP, làm như thế nào điều chỉnh kết cấu sản nghiệp một cách tốt đẹp là điều quan trọng hơn. Phải kiên trì không ngừng tiến hành việc này. Ngoài ra thị ủy Ninh Lăng cũng cần nắm bắt được tinh thần của Trung ương, phải chú ý hướng đi của Trung ương, phải kết hợp điểm này với phát triển kinh tế. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều chú ý đến ý của Triệu Quốc Đống. Trung Dược Quân nhíu mày nói. Trưởng Ban Triệu, ý của ngài là Trung ương năm nay sẽ rất coi trọng quan điểm duy trì sự phát triển liên tục. Các anh có chú ý là đầu năm nay Tổng cục Bảo vệ Môi trường liên tục có văn bản nghiêm khắc phê bình với các tỉnh có tình hình môi trường kém, cũng khởi động cơ chế xử phạt. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Trước đây việc bảo vệ môi trường chỉ là vỏ ngoài nhưng lúc này Trung ương lại chú trọng như vậy cũng có nghĩa quan niệm của Trung ương đang thay đổi. Quan điểm bảo vệ môi trường xâm nhập vào lòng người, việc bảo vệ môi trường sẽ càng lúc càng lớn. Mà đây sẽ là cơ hội phát triển lớn cho ngành bảo vệ môi trường. Quyển 17, chương 69. Triệu Quốc Đống nói chính là ám chỉ về từ đầu năm đến giờ Tổng cục Bảo vệ Môi trường đã yêu cầu đình chỉ việc xây dựng trạm phát điện Kim Sa, Giang Khê với tổng vốn đầu tư gần tỷ. Việc này làm cho tất cả đều chấn động. Đương nhiên là mọi người chú ý nhất chính là sự kiện Viên Minh Viên. Công trình chống sét ở đây chưa tiến hành thi công đã lộ ra trước ánh sáng, khiến truyền thông nước ngoài rất chú ý. Sau đó chuyện này bay lên đến độ cao dân chủ và pháp chế xã hội chủ nghĩa, cả quá trình từ đầu đến cuối đều công khai, dư luận theo sát, đây cũng là lần hiếm hoi truyền thông nước ngoài tán thành hành động bảo vệ môi trường của Trung Quốc. Mà tất cả đây đều là các động tác nhằm vào các hành vi ảnh hưởng đến môi trường, áp dụng cho các công ty không đủ tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, để các công ty này thẻ xanh, thẻ vàng. Lần thứ nhất thẻ vàng, lần kiểm tra sau nếu không qua sẽ được thẻ đỏ. Thẻ đỏ cũng có nghĩa công ty không đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị dừng sản xuất, tương đương với đó phó thị trưởng phụ trách quản lý bảo vệ môi trường ở thành phố, thị xã đó sẽ bị cách chức hoặc điều chuyển công tác, thị trưởng phải cùng với phó chủ tịch phụ trách quản lý môi trường đến Tổng cục Bảo vệ Môi trường làm kiểm điểm. Nếu thẻ đỏ đưa ra mà công ty kia vẫn còn hoạt động kinh doanh, như vậy thị trưởng nơi đó sẽ bị bãi nhiệm, bí thư cũng sẽ bị điều chuyển công tác, chủ tịch tỉnh đến Quốc vụ viện làm kiểm điểm. Liên tiếp các chế độ được đưa ra chứng tỏ sự quyết tâm cắt thịt của Trung ương. Kinh tế trong nước đang phát triển với tốc độ rất nhanh, Trung ương lại đưa vấn đề bảo vệ môi trường lên tầm cao chính trị, làm như thế nào giải quyết được mâu thuẫn giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế chính là sự khiêu chiến lớn đối với cán bộ lãnh đạo. Vấn đề bảo vệ môi trường liên quan đến lợi ích nhân dân, Trung ương càng chú trọng, tỉnh cũng sẽ như vậy. Tôi đoán từ Trung ương đến địa phương sẽ càng lúc càng tăng cường chú trọng đến bảo vệ môi trường. Hơn nữa sự chú trọng này sẽ tăng lên theo tốc độ chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Hiện nay trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc tồn tại vài mâu thuẫn, làm như thế nào giải quyết được thì chính là thông qua phát triển ngành bảo vệ môi trường để thực hiện. Đối với giới sản xuất ngành bảo vệ môi trường chọn Ninh Lăng làm điểm đầu tư thì còn có cơ hội nào tốt hơn? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Làm thế nào dẫn hướng thúc đẩy nhất khi hiện nay các công ty chưa chắc có hiệu quả kinh doanh tốt ngay khi kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là điều mà Ủy ban Ninh Lăng phải suy xét. Mấy người ngồi đây như nhớ lại thời gian nửa năm trước, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không chú ý điểm này. Tất cả mọi người theo lệ thường lắng nghe vị bí thư thị ủy trước đây lên tiếng. Dù là Trung Dược Quân cũng vô thức gật đầu tán thành quan điểm của Triệu Quốc Đống. Y cũng rất lo lắng việc tháng 7, tháng 8 tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng giảm đi. Nhưng lời nói của Triệu Quốc Đống coi như làm y yên tâm hơn. Sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng không thể trọng về lượng như trước nữa mà nên coi trọng chất hơn. Mà chất chính là kết cấu, chính là duy trì sự phát triển liên tục. Điều Triệu Quốc Đống nói làm cho các người ngồi đây loáng thoáng nghĩ ra một chút nhưng không quá thấu đáo. Trung Dược Quân coi như hiểu ra, y cũng có định hướng chung cho sự phát triển sau đây của Ninh Lăng. Tiêu Phượng Minh không khỏi thở dài một tiếng. Mỗi lần xuất hiện của Triệu Quốc Đống đều có thể khiến cục diện dễ dàng được khống chế, lại có thể làm anh yên lòng chấp nhận sự khống chế của hắn. Đây không phải là vừa sinh ra đã có mà là do rèn luyện mới được. Tiêu Phượng Minh phải thừa nhận nhân cách của Triệu Quốc Đống đã tăng thêm khả năng khống chế của hắn. Thời gian luôn trôi nhanh khi người ta vui vẻ. Đề tài phát triển của Ninh Lăng và cục diện Điền Nam không ngừng được thay đổi. Triệu Quốc Đống mặc dù biết mọi người đang ngồi không hề có ảnh hưởng gì đến kết cấu của Điền Nam. Nhưng là trưởng ban tổ chức cán bộ hắn vẫn phải giữ điểm giới hạn, không nói đến các lãnh đạo chủ yếu, không nói đến vấn đề nhân sự cụ thể, cùng lắm chỉ hời hợt nói đến quan điểm điều chỉnh nhân sự của tỉnh ủy mà thôi. Chuyện Hắc Mộng Hiệp muốn điều Lỗ Năng lên ban tuyên giáo tỉnh ủy làm phó trưởng ban đã truyền ra ngoài một thời gian.
Thời gian trước Lỗ Năng cũng đã gọi điện nói chuyện với Triệu Quốc Đống về vấn đề này. Thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Ninh Lăng cùng với phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy về cấp bậc không khác nhau nhưng thực tế cũng có chênh lệch. Bí thư thì trưởng ban tuyên giáo là thường vụ khá yếu trong thị ủy, chẳng qua Lỗ Năng được Triệu Quốc Đống coi trọng, nhất là khi Ninh Lăng có tổng GDP đứng thứ hai toàn tỉnh, bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống còn kiêm chức thường vụ tỉnh ủy nên khác. Nhưng Triệu Quốc Đống vừa đi làm vị trí của Lỗ Năng có vẻ xấu hổ. Quan hệ giữa y và Trung Dược Quân khá bình thường, thậm chí có thể nói không quá ăn ý. Tiêu Phượng Minh và Trung Dược Quân cũng có quan hệ rất bình thường, đây cũng có một phần nguyên nhân do Lỗ Năng trước chỉ theo sát Triệu Quốc Đống. Ngược lại Trúc Văn Khôi và Tằng Lệnh Thuần lại được Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh coi trọng. Cho nên khi Triệu Quốc Đống rời đi cũng có ý muốn điều chỉnh Lỗ Năng. Nhưng do Trung ương điều động Triệu Quốc Đống quá nhanh nên không cho hắn bao thời gian làm chuyện này. Hắc Mộng Hiệp đúng là có ý để Lỗ Năng đến ban tuyên giáo tỉnh ủy. Nhưng Lỗ Năng lại là cán bộ cấp PG, muốn lên làm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy thì dù kiêm thêm chức ủy viên đảng ủy ban tuyên giáo cũng không có bao ý nghĩa. Lỗ Năng chưa nhất định muốn đi. Đồng thời muốn tới ban tuyên giáo làm phó trưởng ban thì còn phải qua cửa của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng với Miêu Trấn Trung, còn phải được Ứng Đông Lưu gật đầu. Đương nhiên vấn đề ở chỗ Ứng Đông Lưu không lớn, Triệu Quốc Đống có thể nói được. Chỗ Hàn Độ cũng không vấn đề gì, chỉ có chỗ Miêu Trấn Trung thì còn cần Hắc Mộng Hiệp đi vận động. Vì thế chuyện cứ kéo dài mãi đến thống trước Miêu Trấn Trung mới đồng ý. Ban tuyên giáo tỉnh ủy bắt đầu trình tự chuẩn bị điều động, bây giờ trình tự coi như xong chỉ chờ hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định là Lỗ Năng sẽ đi. Triệu Quốc Đống cũng ủng hộ việc Lỗ Năng lên ban tuyên giáo tỉnh ủy. Dù là làm phó trưởng ban xếp hạng cuối cũng là tiến thêm một bước. Làm việc ở cơ quan thuộc tỉnh ủy cũng có nghĩa có nhiều cơ hội hơn. Mặc dù Ninh Lăng đang phát triển tốt nhưng Lỗ Năng không có cơ hội lên vị trí cao hơn để phát huy. Nhất là khi Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều không quá thích Lỗ Năng đi chính là kết quả tốt nhất. Lỗ Năng biết Triệu Quốc Đống rời đi có nghĩa con đường chính trị của mình sẽ rơi vào thời kỳ bình đạm. Không phải y không muốn đến ban tuyên giáo tỉnh ủy, thực tế khi Hắc Mộng Hiệp lộ ra ý này thì y đã mừng như điên. Không đơn giản là đến làm ở tỉnh ủy, y bây giờ đang càng lúc càng bị đẩy sang bờ ở Ninh Lăng. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh không thích y, điểm này Lỗ Năng biết rõ. Y cũng không mong hai người này thay đổi thái độ. Theo y thấy Trung Dược Quân chẳng qua chỉ là con chó giữ cửa, còn Tiêu Phượng Minh mặc dù có năng lực nhưng hai người trước khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng đã có ngăn cách, vì thế y chưa bao giờ suy nghĩ mình còn ở lại lâu dài tại Ninh Lăng này. Nói thật nếu có thể thì y thà đồng ý cùng Triệu Quốc Đống sang Điền Nam, đương nhiên y biết đây là điều không thực tế. Cho nên khi Hắc Mộng Hiệp nói cần mình, Lỗ Năng lập tức bắt đầu hoạt động hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi Ninh Lăng. Chẳng qua đến ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng không dễ dàng. Hắc Mộng Hiệp có ấn tượng tốt đối với Lỗ Năng không có nghĩa y có thể quyết định vận mệnh của Lỗ Năng. Lỗ Năng nghe đồn phó bí thư thị ủy Vinh Sơn muốn điều lên ban tuyên giáo tỉnh ủy làm phó trưởng ban. Nếu là như vậy thì sẽ không đến lượt Lỗ Năng. Sau đó lại nói phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo thị ủy An Đô muốn tới làm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nhưng đây cũng chỉ là tiếng sấm lớn mà không thấy mưa. Mãi đến một tuần trước mới xác định xong chuyện của Lỗ Năng, giờ chỉ chờ thủ tục cuối cùng mà thôi. Lỗ Năng tự nhận đưa Triệu Quốc Đống về khách sạn Ninh Uyển, những người khác biết Lỗ Năng có chuyện muốn nói với Triệu Quốc Đống nên biết ý rời đi. Có phải làm không được thoải mái không? Về đến khách sạn, Triệu Quốc Đống cầm cốc trà mà Lỗ Năng đưa cho sau đó xua tay ra hiệu đối phương ngồi. Ừ, không quá tốt cho nên tôi mới muốn rời đi. Lỗ Năng nói thẳng. Vấn đề chủ yếu là ở phương diện nào? Triệu Quốc Đống biết mình không nên hỏi câu này nhưng Lỗ Năng ở lại chính là muốn nói chuyện với mình. Ồ, nói như thế nào nhỉ, vẫn là có vài quan điểm không quá phù hợp với ý của Bí Thư Trung. Y cảm thấy ban tuyên giáo không phát huy đủ tập đoàn trong lĩnh vực kinh tế. Tôi đề nghị với y cần chú ý tăng cường tuyên truyền công việc xã hội, tăng cường xây dựng mặt trận văn hóa nông thôn, điểm này Ninh Lăng làm không tốt lắm. Nhưng y lại không có hứng thú với việc này. Lỗ Năng rất thản nhiên, có lẽ biết mình sẽ đi nên y không e ngại nhiều. Quyển 17, chương 70. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Hắn không tiện đánh giá công việc của Ninh Lăng, nhưng hắn cảm thấy Lỗ Năng có tính nhạy cảm và trực giác trong công tác tuyên truyền văn hóa hơn người. Trận địa văn hóa nông thôn bị bỏ sót không phải là vấn đề mới, đây là hiện tượng mang tính phổ biến. Khi cuộc sống vật chất được cải thiện nhưng cuộc sống văn hóa tinh thần không theo kịp, đó là hiện tượng tương đối thường thấy.
Đây cũng là nguyên nhân khiến nông thôn thịnh hành việc mê tín, đánh bạc, một ít nơi thế lực xã hội đen hoành hành. Đây không đơn giản là vấn đề an ninh trật tự, nếu nhìn nhận sâu sắc thì cũng là thiếu văn hóa, tinh thần. Sau khi cải cách mở ra đã mang lại sức sống mới nhưng không thể tránh né có sạn chui vào. Tín ngưỡng tinh thần khô hạn tràn lan sẽ xuất hiện cỏ dại. Làm thế nào phát triển văn hóa chân chính, làm cho cuộc sống văn hóa của nhân dân tốt đẹp lên chính là điều mà cơ quan văn hóa cần chú trọng. Quan điểm của Lỗ Năng rất phù hợp suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Nhưng hắn bây giờ không còn là BTTU Ninh Lăng, hắn không còn là thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên. Đối với Tiêu Phượng Minh, nhất là Trung Dược Quân, hắn không thể dùng giọng điệu ngày xưa mà đi nhắc nhở, ngay cả trao đổi cũng không quá tiện. Có quan niệm khác nhau trong công việc, nếu trước đó còn có chút mâu thuẫn thì Lỗ Năng đúng là rất khó được bí thư thị ủy ủng hộ, vì thế Lỗ Năng lựa chọn rời đi chính là quyết định sáng suốt. Lão Lỗ, từng lãnh đạo có tác phong làm việc và trọng tâm khác nhau, vấn đề bọn họ quan tâm khác nhau là rất bình thường. Dược Quân thay tôi cũng gánh vác áp lực lớn. 2 năm trước Ninh Lăng phát triển rất nhanh, giờ trọng trách đặt lên vai y phải suy nghĩ đến cảm tưởng của lãnh đạo chủ yếu trên tỉnh với mình. Mặc dù lãnh đạo tỉnh ủy cũng sẽ dần thay đổi quan điểm nhưng nếu chỉ tiêu kinh tế giảm thì Dược Quân sẽ lo ảnh hưởng đến ấn tượng của mình. Vì thế y đặt tâm tư vào phát triển kinh tế cũng là điều chúng ta nên hiểu. Mặc dù Lỗ Năng sắp rời khỏi Ninh Lăng nhưng Triệu Quốc Đống vẫn hy vọng hai người Lỗ Năng, Trung Dược Quân không vì nguyên nhân này mà có hiềm khích lớn. Hơn nữa hắn cũng có thể hiểu tâm trạng của Trung Dược Quân. Nếu là hắn khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì điều chỉnh công việc trung tâm cũng khá e ngại. Đứng ở góc độ khác nhau sẽ suy nghĩ vấn đề khác nhau. Anh phải nhìn rộng ra một chút, rộng lượng một chút, không nên chỉ vì quan điểm không nhất trí trong công việc mà ảnh hưởng đến đại cuộc. Ở điểm này anh cần phải chú ý, dù anh tới ban tuyên giáo tỉnh ủy thì cũng cần chú ý điểm này. Tôi không hy vọng anh bị người lên án. Lỗ Năng nghe Triệu Quốc Đống nói vậy liền vội vàng tỏ thái độ. Xin trưởng ban Triệu yên tâm, tôi dù kém cũng không ngu đến mức như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ tôi biết phân biệt. Như vậy là tốt rồi, nói thật tôi đồng ý với quan điểm của anh, cũng thưởng thức suy nghĩ của anh. Bên tôi còn thiếu một phó trưởng ban. Nếu như không phải suy nghĩ việc tôi làm thế có thể dẫn đến một vài phiền phức không cần thiết thì tôi đúng là hy vọng anh có thể theo tôi tới Điền Nam. Triệu Quốc Đống cười nói. Mắt Lỗ Năng sáng lên nhưng lập tức hiểu đây chỉ là suy nghĩ trong đâu, không phù hợp thực tế. Không nói gì khác, việc điều động nhân sự rõ ràng mang tính đóng dấu như vậy sẽ không phù hợp nguyên tắc tổ chức, hơn nữa rất dễ dàng mang lại hiệu ứng mặt trái ở Điền Nam và tỉnh An Nguyên, không có lợi cho cả mình và Triệu Quốc Đống. Hơn nữa còn một vấn đề rất quan trọng là Triệu Quốc Đống có thể ở Điền Nam bao lâu? Nếu mình điều tới căn cơ chưa đủ mà Triệu Quốc Đống lại đi thì mình sẽ như thế nào? Vận mệnh chính trị của một người đặt lên người khác sẽ không quá thích hợp. Ở tình huống như vậy Lỗ Năng không thể nào mạo hiểm như vậy. Trưởng ban Triệu, tôi bây giờ chỉ hy vọng ngày ngài quay về tỉnh, như vậy là tốt nhất. Lỗ Năng thật lòng nói. Ha ha. Không phải không có khả năng này nhưng trong thời gian ngắn tôi tin Trung ương sẽ không tính tới. Dù sao tôi công tác ở tỉnh An Nguyên quá lâu, trao đổi sang nơi khác là tất nhiên. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Lão Lỗ, không nên suy nghĩ nhiều quá. Tôi thấy trưởng ban Hàn, trưởng ban Hác đều có ấn tượng tốt đối với anh, lên tỉnh làm việc tôi nghĩ anh sẽ phát huy được ưu thế của mình hơn nữa. Ở địa phương có nhiều quan niệm bị hạn chế do tình hình thực tế. Mà lên tỉnh có thể nói ra quan điểm mới. Thị xã này không thích hợp có thể thử ở thị xã khác, chỉ cần có lợi cho công việc là hoàn toàn có thể thăm dò. Lỗ Năng gật đầu nói. Trưởng ban Triệu, tôi mặc dù không muốn rời khỏi Ninh Lăng nhưng tôi cũng biết trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, công tác ở một nơi quá lâu sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của mình. Đến một nơi mới có thể có lợi cho tầm nhìn của mình, mặc dù không có nhân tố kia thì tôi cũng muốn. Anh có suy nghĩ này là tốt rồi. Triệu Quốc Đống rất vui vẻ rồi thuận tiện hỏi tình hình của người khác. Có vài vấn đề hắn không tiện hỏi nhưng giờ chỉ có mình Lỗ Năng nên dễ hơn. Lỗ Năng cũng không e ngại gì, có gì nói đó. Tân phó bí thư thị ủy là từ phó thị trưởng thường trực Miên Châu tới, nghe nói toàn lực chí có thể lập tức đi, đồn là lên ủy ban kỷ luật trung ương nhưng không biết có thật hay không. Trung Dược Quân và toàn lực chí đang duy trì thái độ không xâm phạm gì nhau. Toàn lực chí có lẽ không biết có phải vì biết đi hay không nên không còn hiếu chiến như trước. Tăng Khả Phàm bây giờ đi lại khá gần Trung Dược Quân, nghe nói sau khi Lỗ Năng đi, Trung Dược Quân có thể hy vọng Văn Ngạn Hoa sang làm trưởng ban tuyên giáo,
mà Tăng Khả Phàm lên làm phó thị trưởng nhưng ở giữa vẫn có nhiều nhân tố không xác định. Dù sao việc này vượt quá quyền hạn của thị ủy Ninh Lăng, phải thông qua ở trên tỉnh ủy. Cố Vĩnh Bân và Trung Dược Quân vẫn duy trì quan hệ khá tốt, chẳng qua Trúc Văn Khôi và Cố Vĩnh Bân lại không hòa hợp. Có lẽ Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều không quá để ý đến việc này, chắc đây là cách khống chế của lãnh đạo. Lỗ Năng nói ra câu này làm Triệu Quốc Đống không nhịn được, Lỗ Năng cũng nở nụ cười. Sáng hôm sau gặp mấy cấp dưới cũ, Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh cũng tham gia, chẳng qua hai người chỉ ngồi một lát rồi đi, chỉ có Triệu Quốc Đống cùng đám cấp dưới cũng ngồi nói chuyện. Mọi người đều than thở vì vận may của Hoắc Vân Đạt và Phan Xảo, nhất là Hoắc Vân Đạt. Bây giờ Hoắc Vân Đạt đã thành thường vụ thị ủy, phó thị trưởng. So sánh với mọi người thì Hoắc Vân Đạt đã thành công bước đi hai bước. Mặc dù kinh tế của Điền Nam không bằng An Nguyên nhưng tiềm lực phát triển không nhỏ. Theo Trung ương càng lúc càng chú ý đến khu vực phía Tây, tăng cường đầu tư thì ai cũng đoán được Điền Nam sẽ nhanh chóng thành đất nóng. Hoắc Vân Đạt ở hoàn cảnh có lợi như vậy không chừng sẽ có tiền đồ rộng mở hơn. Triệu Quốc Đống có thể hiểu được tâm tư của mọi người. Điều mọi người quan tâm nhất là hắn có thể về An Nguyên không. Nhưng bây giờ nói đến việc này là quá xa. Hắn đến Điền Nam chưa đầy nửa năm, có thể nói mới tiến vào trạng thái công việc mà thôi. Do áp lực lớn từ mấy đợt điều chỉnh nhân sự nên hắn mới không nhịn được về Ninh Lăng hai hôm nhằm thả lỏng mình, gặp bạn bè, cấp dưới cũ. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh cộng tác coi như thành công, ít nhất ở phương diện kinh tế, đạt được ý đồ của tỉnh ủy An Nguyên. Về phần điều chỉnh nhân sự, Triệu Quốc Đống không tiện bình luận. Lỗ Năng đi cũng tốt, Tăng Khả Phàm có thể lên cũng tốt, ai cũng có suy nghĩ và tác phong làm việc của mình. Chẳng qua hắn tán thành việc đẩy Ngạn Hoa lên làm trưởng ban tuyên giáo. Nhìn mọi người, Triệu Quốc Đống cuối cùng có thể yên lòng dấn thân vào trong công việc ở Điền Nam. Ninh Lăng cũng không vì hắn đi mà chậm phát triển. Tôi còn tưởng cậu thật sự quên Vưu tỷ này. Vưu Liên Hương cười cười đứng ở phía xa xa nhìn xe Triệu Quốc Đống tới. Đi Điền Nam nửa năm mà không có tin tức gì, điện thoại cũng không gọi. Chẳng lẽ cậu làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam lại tiết kiệm tiền điện thoại như vậy sao? Câu nói sắc bén của Vưu Liên Hương làm Triệu Quốc Đống nhớ lại cảm giác mấy năm trước. Hắn cười ha hả gật đầu cảm ơn cô gái mở cửa rồi đóng cửa cho mình. Cô gái này thì hắn có chút ấn tượng, xem ra rất được Vưu Liên Hương tin tưởng, ngay cả cuộc gặp của mình và Vưu Liên Hương mà Vưu Liên Hương cũng dẫn theo. Quyển 17, chương 71. Người phú quý chớ quên bạn. Triệu Quốc Đống một bên lắc đầu một bên nhìn quanh. Vưu tỷ nói tôi tới Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ có tính là phú quý không? Đây là một quán ăn cao cấp, Ando bây giờ cũng thịnh hành cái gọi là phòng ăn cá nhân. Quán ăn ngự đình nhã trúc này nghe nói có đủ đồ ăn mãn, hán, chẳng qua người đến đây không mấy người thích ăn tất các món mà chỉ gọi vài món theo sở thích. Có thể làm khách thỏa mãn chính là hoàn cảnh ở đây. Nơi này là một trang viên được bảo lưu khá tốt với kiến trúc cuối đời Minh. Đây là điều hiếm có sau bao nhiêu năm chiến loạn. Lưu lại đều là tinh hoa, sảnh đường hoa mỹ, phòng trang nhã, mái hiên tinh tế, cửa sổ và rèm cửa cổ tràn ngập hơi thở kiến trúc phía Nam. Cho nên có người nói chỉ riêng kiến trúc này cũng đã có giá cả cực đắt. Ăn ở đây mặc dù đắt nhưng lại đông khách, có khách đặt trước cả tuần cũng chưa chắc tìm được vị trí thích hợp. Ăn chính là chú ý hoàn cảnh, thời này chính thức có mấy người chú ý mình ăn gì. Không phải nói cần không khí. Cần hoàn cảnh sao? Không chừng đang ăn còn có thể ra vẻ một chút, vừa lúc gặp tên đuôi mù nào đó nói mấy câu, câu đầu tiên có thể làm người ta sợ rồi. Vưu Liên Hương là thị trưởng Đường Giang mời lão lãnh đạo trước đây, bây giờ là lãnh đạo tỉnh ngoài nên lúc chọn địa điểm dùng cơm cũng tốn nhiều công sức. Cuối cùng do thư ký đề cử nơi này mới làm Vưu Liên Hương không đến mức buồn phiền. Phú quý hay không không ở chỗ lên chức, cũng không phải ở chỗ túi tiền lớn lên, mà ở thị trưởng của mình. Có tâm lý không vui, buồn vì vật bên ngoài không chừng chính là sự phú quý về tâm lý. Vưu Liên Hương nói làm Triệu Quốc Đống đúng là có cái nhìn mới về cô. Làm thị trưởng 2 năm, Vưu Liên Hương coi như luyện ra. Hắn nghe nói Vưu Liên Hương có uy tín ở Đường Giang không thua gì bí thư thị ủy Kim Đại Giang làm nhiều năm ở Đường Giang. Ngay cả Miêu Trấn Trung là người khắt khe như vậy cũng đánh giá cao biểu hiện của Vưu Liên Hương. Có lời đồn năm tới Kim Đại Giang sẽ đến thành phố Kiến Dương làm bí thư thị ủy, Vưu Liên Hương rất có thể lên làm bí thư thị ủy. Nhưng cũng có lời đồn tính cách cứng rắn của Vưu Liên Hương làm tỉnh ủy tranh luận, Kim Đại Giang phương án lên với lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy là Vưu Liên Hương không hợp quần thể, tác phong báo đạo, độc đoán. Ừ,
Vưu tỷ, chị đây là nhắc tôi hiểu. Triệu Quốc Đống cười cười ngồi xuống. Cậu biết là tốt rồi. Đối với người như cậu, đi Điền Nam lâu thế mà không gọi một cuộc điện, còn phải do tôi mặt dày hỏi cậu. Là cậu vui quên trời đất hay bận đến độ không biết phương hướng? Vưu Liên Hương cũng ngồi xuống, ở đây chỉ có hai người ngoài ra còn thư ký của cô. Tiểu Cung không phải người ngoài, hôm nay do Tiểu Cung an bài, được chứ? Ừ, đúng thế, đi mấy tháng mà không ngờ An Đô lại xuất hiện một nơi như thế này. Triệu Quốc Đống gật đầu đổi đề tài. Vui quên trời đất là không thể, bận không biết phương hướng thật ra là đúng. Tôi coi như cảm nhận được câu đến một nơi mà hai mắt toàn đen. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là không dễ dàng, chỉ sợ chị không biết tôi một ngày làm gì, mệt thật. Không mệt thì bí thư thái cần gì cậu tới chứ? Vưu Liên Hương cười cười trêu chọc. Cậu trời sinh số làm việc, đến bộ năng lượng nhàn được mấy tháng lại bị đá về Ninh Lăng, bây giờ đến Điền Nam cũng phải dùng hết giá trị của cậu chứ? Vưu Liên Hương cũng mơ hồ nghe nói sau khi Triệu Quốc Đống tới Điền Nam, Điền Nam mấy tháng nay điều chỉnh nhân sự rất lớn. Mặc dù Triệu Quốc Đống không thể có bản lĩnh nhấc lên cơn sóng điều chỉnh nhân sự lớn đến thế. Nhưng hắn chính là nhân vật tiên phong. Có lẽ đây là ý đồ Trung ương đưa Triệu Quốc Đống đến Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Nói cũng đúng, nếu để tôi làm chức gì đó nhàn hạ, cả ngày uống trà, đọc báo thì đó chính là khiển trách lớn nhất đối với tôi. Tôi không ngại mệt. Nếu nhàn quá có khi sinh ra tật xấu gì đó. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Vẫn là Vưu tỷ biết bệnh của tôi. Cung Nguy có chút tò mò nhìn hai người nói chuyện. Cô vốn không muốn ngồi cùng bàn với lãnh đạo nhưng không biết thị trưởng Vưu có ý gì mà bảo cô ngồi cùng. Cô có cảm giác như thị trưởng Vưu muốn mình làm vị trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam kia có ấn tượng thêm thì phải. Lần trước cô gặp hắn là chưa đầy 2 năm. Bây giờ hắn đã từ chức bí thư thị ủy Ninh Lăng nhảy lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Cô mặc dù không biết biến động trong đó nhưng hiểu được người đàn ông này không hề tùy ý như biểu hiện bề ngoài. Triệu Quốc Đống thấy Cung Nguy kia vẫn luôn dùng ánh mắt đầy cẩn thận quan sát mình. Hắn đương nhiên sẽ không tự kỷ cho rằng Cung Nguy này thích mình, nhưng không thể nghi ngờ cô gái này nhìn ánh mắt tò mò nhìn mình, điều này làm hắn có chút thú vị. Đi đến đâu cũng dễ dàng làm người ta chú ý. Triệu Quốc Đống đã quen với việc này nên hắn đã có chút sức miễn dịch với ánh mắt người ngoài. Nhưng hôm nay hắn ngồi cùng Vưu Liên Hương, ở bên trong chỉ có một cô gái được gọi là người ngoài quan sát mình làm hắn thấy khá hay. Đương nhiên hắn sẽ không so đo với Cung Nguy, người ta nhìn thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến chủ kiến của hắn. Trong cuộc nói chuyện, Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương đã không ở trong một hoàn cảnh nên có lẽ làm hai người trở nên tùy ý hơn. Năm nay An Nguyên đã có chút thay đổi. Tốc độ phát triển của An Đô rõ ràng nhanh hơn, nửa đầu năm có tốc độ tăng trưởng đạt đến 7,8%, đây là tốc độ cao nhất trong 4-5 năm qua. Điều này làm tỉnh ủy có cái nhìn mới về quan Kinh Sơn. Đối với một thể chế kinh tế khổng lồ như An Đô mà nói có thể thay đổi đã là tin mừng rất lớn, có thể để tốc độ tăng trưởng bằng bình quân chung của tỉnh chính là thành công lớn nhất. Mà bây giờ quan Kinh Sơn đã làm được điểm này, bảo sao Ứng Đông Lưu cũng bắt đầu xem trọng đối phương. Đương nhiên điểm sáng của An Nguyên không nằm ở An Đô. Ngoài Ninh Lăng vẫn là điểm sáng nhất ra, đường giang kéo dài xu thế phát triển của năm ngoái, tiếp tục theo sát Ninh Lăng, đây cũng là khá chói mắt. Lô Vệ Hồng đến Thông Thành làm bí thư thị ủy cũng tỏ rõ tác phong mạnh mẽ, táo bạo điều chỉnh nhân sự của Thông Thành. Hơn nữa Thông Thành bắt đầu khai thác khí thiên nhiên trên quy mô lớn, mấy công ty khí thiên nhiên lớn của Trung Quốc đã đầu tư vào đây, nhanh chóng thúc đẩy kinh tế Thông Thành phát triển. Coi như là một điểm sáng khác của tỉnh An Nguyên. So sánh với Đường Giang cùng Thông Thành có tốc độ tăng trưởng trên 30% thì Vinh Sơn mấy năm trước uể oải đến năm nay cũng có một tia khởi sắc. Trải qua 2 năm liên tục điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, ngành phân bón của Vinh Sơn đã khó khăn chuyển mình thăng cấp, nghênh đón ánh dạng đông. Tháng 4 năm nay tập đoàn BASF nước Đức đầu tư 30 triệu euro thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón hóa học BASF Vinh Sơn. Chính quyền thị xã Vinh Sơn mất hơn 1 năm vận động mới kéo được công ty thuộc top 500 thế giới tới. Ngay sau đó vào tháng 6 một công ty phân bón Nhật Bản đã đầu tư 16 triệu USD vào Vinh Sơn. Hai công ty thuộc top 500 thế giới cùng tiến vào Vinh Sơn cũng là dấu hiệu cho thấy kinh tế công nghiệp của Vinh Sơn cuối cùng đã chuyển mình. Mà ngoài hai công ty này ra, càng làm người ta vui mừng là các công ty phân bón, hóa học tư nhân của Vinh Sơn cũng nhanh chóng phát triển, thay thế các công ty nhà nước mà chiếm ưu thế chủ đạo. Công ty tư nhân đứng vững trong cuộc đấu tranh tàn khốc khiến kết cấu kinh tế nhà nước vốn chiếm ưu thế tuyệt đối ở Vinh Sơn dần thay đổi.
mà chính quyền thị xã Vinh Sơn cũng tích cực dẫn hướng khiến cho tốc độ tăng trưởng năm nay của Vinh Sơn đứng thứ tư toàn tỉnh, chỉ thấp hơn Ninh Lăng, Đường Giang cùng Thông Thành. Vưu Liên Hương hiểu khá rõ tình hình phát triển kinh tế các nơi trong tỉnh. Làm thị trưởng, cô chẳng những phải chú ý sự phát triển kinh tế của Đường Giang, cũng phải chú ý tình hình phát triển của các nơi xung quanh, xem có kinh nghiệm gì tốt để tham khảo hay không. Triệu Quốc Đống cũng rất Đặng Nhược Hiền có thể mở cục diện ở Vinh Sơn. Lão đồng nghiệp ngày trước cuối cùng đã có thể chứng minh năng lực của mình tại Vinh Sơn, câu nói là vàng sẽ phát sáng ở bất cứ đâu thật chính xác. Quyển 17, chương 72. Triệu Quốc Đống mang theo tâm trạng dễ dàng thỏa mãn đi về Điền Nam. Nghỉ ngơi 2 ngày 3 đêm làm hắn thả lỏng hết tinh nhất, nhất là gặp mặt nói chuyện bạn bè đồng nghiệp cũ đã giảm đi nhiều áp lực trong mấy tháng qua của hắn. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, nghênh đón Triệu Quốc Đống lúc này vẫn là cuộc chiến đầy khó khăn. Điều chỉnh nhân sự ở Điền Tây Nam, Điền Tây Bắc cùng Điền Trung, các cơ quan thuộc tỉnh sắp bắt đầu. Chỉ 2-3 tuần nữa sẽ phải xác định xong. Theo ý của Thái Chánh Dương thì trước tháng 11 việc điều chỉnh lãnh đạo các khu vực, cơ quan phải xong, hơn nữa lãnh đạo đều phải tiến vào trạng thái công việc, nói cách khác cần làm xong trước tháng 11 một tháng. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống có cảm giác như buộc chì vào chân, một cảm giác hưng phấn trào dâng trong lòng. Có thể thấy lịch sử, ảnh hưởng đến lịch sử đã là cơ hội hiếm có. Có lẽ lần điều chỉnh nhân sự này sẽ tạo thành kết cấu và trụ cột cho sự phát triển ổn định của Điền Nam trong 3 đến 5 năm tới. Điền Trung ngoài Côn Châu còn có Khúc Châu, Ngọc Hà, Sở Châu cùng với Hồng Sơn hơi lệch về phía Nam một chút. 5 thị xã trên cơ bản là trụ cột kinh tế của Điền Nam. Nhất là 3 thành phố thị xã Côn Châu, Khúc Châu cùng Ngọc Hà từ trước đến giờ luôn có GDP và thu nhập bình quân đứng top 3 Điền Nam. Mật độ dân số ở khu vực Điền Trung cũng cao hơn nhiều khu vực khác. Có thể nói đây là khu vực trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Điền Nam. Mà việc điều chỉnh nhân sự ở đây cũng sẽ khiến cả tỉnh chú ý. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Thái Chánh Dương mãi không điều chỉnh nhân sự ở khu vực Điền Trung. Y hy vọng Triệu Quốc Đống có thể dành đủ thời gian để điều tra, hiểu rõ, giảm mâu thuẫn xuống mức thấp nhất. Thái Chánh Dương nhíu mày cẩn thận đọc phương án mà Triệu Quốc Đống đưa lên. Phản ánh này mới là chung chung, trong đó còn có vài vị trí mẫn cảm thậm chí còn được Triệu Quốc Đống khoanh tròn nói là chưa trải qua thảo luận chính thức, hội nghị ban bí thư cũng chưa nghiên cứu. Vị trí bí thư thị ủy Sở Châu chú thấy sao? Thái Chánh Dương trực tiếp hỏi. Trong 5 thị xã ở khu vực Điền Trung, Côn Châu coi như xong. Mặc dù Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt phối hợp còn có chút vấn đề nhỏ, nhưng theo Triệu Quốc Đống nói thì Vương Liệt là người biết đại cuộc nên sẽ không sợ xảy ra vấn đề lớn. Vấn đề ở Ngọc Hà cũng không lớn, mặc dù kết cấu sản nghiệp khá đơn nhất nhưng chỉ dựa vào ngành sản xuất thuốc lá cũng đủ để đảm bảo cho kinh tế Ngọc Hà phát triển ổn định. Thái Chánh Dương khá hài lòng với công việc của Ngọc Hà. Tác dụng phát triển kinh tế của Khúc Châu vẫn thuộc nhóm đầu toàn tỉnh. Bí thư thị ủy cô Anh Hải cùng thị trưởng Dương Minh Cử đều là nhân vật có năng lực. Cô Anh Hải là chiến hữu của Tống Quốc Lương, là đồng hương của chủ tịch Đào Hòa Khiêm. Nếu năm trước không phải Chu Đăng Cao bị Trung ương điều tới Điền Nam làm phó chủ tịch tỉnh, Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương sẽ hết lòng đỡ cô Anh Hải lên làm phó chủ tịch tỉnh. Mà Dương Minh Cử lại là nhân vật do Trương Bảo Quốc một tay đề bạt. 3 người Trương, Đào Tống rất ăn ý ở Khúc Châu. Từ bí thư thị ủy đến thị trưởng, phó bí thư thị ủy đến phó thị trưởng thường trực gần như do bọn họ nắm giữ. Do tốc độ phát triển của Khúc Châu vẫn tốt nên Thái Chánh Dương vẫn tha thứ cho hiện tượng cán bộ bản địa nắm giữ Khúc Châu. Nhưng Sở Châu không được. Kinh tế Sở Châu phát triển chậm, mà bí thư thị ủy lại sắp đến tuổi về hưu. Ai đến làm bí thư thị ủy Sở Châu là rất quan trọng. Hứa Vọng Giang cùng Trần Trung Kính đều là ứng cử viên nhưng khả năng thắng của Hứa Vọng Giang cao hơn. Dù sao thị trưởng tiếp nhận chức bí thư thị ủy là hợp lý. Mặc dù Hứa Vọng Giang trước đó lên chức rất nhanh nhưng y cũng đã ngồi ở vị trí thị trưởng được 3 năm, thành tích cũng có. Nếu như ép y ở vị trí thị trưởng, để Trần Trung Kính lên thì hơi quá. Hơn nữa thanh thế của Sở Châu cũng khá tốt, Hứa Vọng Giang liên tiếp trong nhiều trường hợp tỏ vẻ cần phải thay đổi quan niệm tư tưởng, trong phát triển cần có suy nghĩ mới, theo sát chính sách tinh thần của tỉnh ủy. Chiều này đúng là làm cho Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống phải khen tên Hứa Vọng Giang này là hồ ly, nghe tiếng là động ngay nhưng lại khiến người khác không thể tìm ra nhược điểm. Ở tình huống này Hứa Vọng Giang coi như chiếm ưu thế. Trần Trung Kính nếu muốn làm bí thư thị ủy Sở Châu thì khá khó khăn. Nhưng từ vị trí địa lý của Sở Châu mà nói thì nó không thể đánh mất, thậm chí nó thành tiêu điểm cho hướng gió.
Triệu Quốc Đống đã một lần suy nghĩ có nên điều Hứa Vọng Giang tới làm người đứng đầu một cơ quan của tỉnh hay không. Ví dụ như giám đốc sở thủy lợi hoặc giám đốc sở giao thông. Nhưng thông qua một số nguồn tin truyền lại thì Hứa Vọng Giang có thái độ rất kiên quyết, không muốn lên tỉnh công tác mà thà ở lại Sở Châu làm thị trưởng. Đây nghe ra như là ép tỉnh nhưng cũng đủ thấy quyết tâm của đối phương. Ứng viên này vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nếu thật sự không được thì em hy vọng Hứa Vọng Giang làm bí thư thị ủy, Trần Trung Kính làm thị trưởng. Triệu Quốc Đống biết đây không phải kế sách hay, có thể sẽ không làm Thái Chánh Dương hài lòng nhưng bây giờ đúng là không phải thời cơ tốt. Nếu nói Quách Hoành Hoa còn làm thêm một năm nữa thì hắn sẽ có nhiều con đường để thao tác hơn. Nhưng bây giờ năng lực của cả Hứa Vọng Giang, Trần Trung Kính đều không kém, về lý lịch Trần Trung Kính rõ ràng không bằng Hứa Vọng Giang, dựa theo trình tự cũng nên do Hứa Vọng Giang tiếp chức bí thư thị ủy. Không được. Thái Chánh Dương nói ngắn gọn nhưng không cho phản bác. Chú suy nghĩ lại phương án, do Trần Trung Kính làm bí thư thị ủy Sở Châu, Hứa Vọng Giang có thể cân nhắc điều đến vị trí khác. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, Thái Chánh Dương hiếm khi đưa ra yêu cầu bắt buộc như vậy, hơn nữa rõ ràng đưa ra việc Trần Trung Kính làm bí thư thị ủy Sở Châu, đây càng lạ hơn. Hắn còn đang cân nhắc có nên để Trần Trung Kính tới một thị xã bên Điền Tây Nam làm bí thư hay không. Nhưng hắn nghĩ nếu Hứa Vọng Giang làm bí thư thị ủy, Trần Trung Kính lại điều đi thì Sở Châu đúng là thành thiên hạ của thế lực bản địa, như vậy càng không thích hợp nên hắn mới không đề nghị. Em sẽ suy nghĩ một chút nhưng mà... Triệu Quốc Đống còn chưa nói xong, Thái Chánh Dương đã cắt ngang lời hắn. Chú không cần nói nhiều. Trần Trung Kính làm bí thư thị ủy Sở Châu, Hứa Vọng Giang đi đâu sẽ nghiên cứu sau. Còn tình hình bên Điền Tây Nam chú nhìn một chút, vấn đề không lớn thì chú đi thương lượng với Lão Trương, nhanh chóng xác định xong phương án. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực ra khỏi văn phòng Thái Chánh Dương. Lần báo cáo này làm hắn có cảm giác không tốt lắm. Để Trần Trung Kính làm bí thư thị ủy không có vấn đề gì, để Hứa Vọng Giang đi cũng không phải vấn đề. Quan trọng nhất chính là để Hứa Vọng Giang tới vị trí nào mới thích hợp, ít nhất phải không tạo ra phản ứng quá lớn. Hơn nữa nếu để Hứa Vọng Giang tới vị trí nhàn ít quyền lực thì còn phải suy nghĩ đến thái độ của Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương. Nhất là căn cứ theo hắn biết thì Trương Bảo Quốc cũng có khuynh hướng ủng hộ Hứa Vọng Giang làm bí thư thị ủy Sở Châu, việc càng khó giải quyết hơn. Làm Hứa Vọng Giang đến Lan Thương làm bí thư thị ủy cũng là một phương án, nhưng địa vị của Lan Thương không thể nào so sánh với Sở Châu, thực lực kinh tế cũng kém quá xa. Triệu Quốc Đống không xác định ý kiến này có thể tạo thành tranh luận trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy không. Nếu Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương quyết định chủ ý muốn chống đối với Thái Chánh Dương thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Thái Chánh Dương có lẽ xem thường quyết tâm của Đào Hòa Khiêm. Ở vấn đề này không phải là sự được mất của một vị trí bí thư thị ủy, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể tin rằng Đào Hòa Khiêm sẽ nghĩ vị trí này liên quan đến uy tín của mình tại Điền Nam. Đến ý nghĩa này thì Đào Hòa Khiêm sẽ không nhân nhượng. Muốn Đào Hòa Khiêm chấp nhận Hứa Vọng Giang rời khỏi Sở Châu thì nhất định phải để cho Hứa Vọng Giang tới một vị trí thích hợp. Nhưng Hứa Vọng Giang đã lộ ra lời nói không muốn lên tỉnh lầm, đây là một mắt xích. Đương nhiên quyết định của tỉnh ủy thì y chỉ có thể phục tùng. Vấn đề nằm ở chỗ hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhất định có tranh chấp lớn.